Chương 106 tâm trạng của cung nữ váy xanh càng ngày càng phức tạp. Ban đầu nàng tính toán hộ pháp cho hắn, dù sao còn trông cậy vào hợp tác với Tam Nhãn Hổ. Khương Thành không thể chết, nhưng dần dần, tâm trạng của nàng có chút thay đổi. Tư chất người này quá khủng bố, thậm chí khiến nàng cũng cảm thấy đố kỵ một chút. Hắn không cần phải cảm ngộ sao, không cần cảnh giới thần hồn sao. Vẻ mặt của nàng không ngừng biến hóa, chẳng qua là cuối cùng, vẫn là cười khổ lắc đầu bỏ đi, thiên tài trên thế gian nhiều không đếm hết. Nếu như nhìn thấy một người hơn hẳn nàng đã muốn tiêu diệt, kết cục cũng như vậy thôi. Sau khi bình tĩnh lại, nàng cứ như vậy nhìn hắn tiếp tục đột phá. Đến cuối cùng, Khương Thành thế mà dùng 5 viên bảo đan một lượt. Sau khi luyện hóa xong toàn bộ 21 viên đan dược, cảnh giới của hắn ổn định tại thiên mệnh cửu trọng đỉnh phong. Cách đạo cung cảnh đã chỉ còn một bước ngắn. Cho đến lúc này, hắn mới hoàn tất tu luyện, đứng dậy. Nếu như vậy cũng là tu luyện, chúc mừng ngươi tu vi tiến nhanh quay đầu nhìn lại thành ca thiếu chút nữa giật nảy mình chết tiệt tiên nữ à nữ từ phía sau vẫn mặc bộ váy dài màu xanh như lúc trước khí chất khuôn mặt cũng đã hoàn toàn khác biệt đôi mắt màu tím đậm giống như bầu trời đêm yên tĩnh khiến người ta sinh ra một loại ảo giác cực kỳ xa xôi khuôn mặt tinh xảo trắng như tuyết hoàn toàn chính là kiệt tác được tạo hóa thiên vị đã không cách nào hoàn mỹ hơn cho dù khương thành là dạng người bất cần cũng rất khó rời ánh mắt đi tóc dài trong gió đêm khe khẽ bay lên nhẹ nhàng linh động giống như có tinh linh ca hát ở phía trên lúc trước khương thành gặp qua kỷ linh hàm là nữ nhân đẹp nhất mà so sánh với sự dịu dàng nết na của nàng vẻ đẹp của nữ tử trước mắt này lộ ra cảm giác xa cách cao cao không thể với tới dường như nàng không thuộc về thế giới này là ta tên thật của ta là lam đề lẫn nữa nghe được giọng nói quen thuộc của nàng cuối cùng khương thành cũng nhận ra để mỹ nữ trông chẳng giống người phàm này, thế mà lại chính là cung nữ váy xanh nọ. Lúc trước nàng cũng chỉ là khá ưa nhìn mà thôi, giá trị nhan sắc cũng không phải rất xinh đẹp. Mà bây giờ, nàng đi tới chỗ nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm không hề nghi ngờ. Tuy rằng ngay từ đầu biết nàng lợi dụng hoa tai đặc biệt thay đổi vẻ ngoài, nhưng biến hóa này cũng thái quá rồi. Tự giới thiệu mình một chút, ta là tộc trưởng đương nhiệm của tiên di tộc vu bộ. Có lẽ bởi vì thiên phú của Khương Thành đà động nàng, hoặc có lẽ bởi vì khương thành sống sót sau cuộc vây giết trước đó chứng minh vận khí của hắn thâm hậu cỡ nào cuối cùng lam để quyết định công khai thân phận chỉ tiếc thành ca nghe xong đầu óc mơ hồ tiên di tộc nào vu bộ lại là cái gì hóa ra ngươi ngay cả tiên di tộc cũng chưa từng nghe qua xem ra nàng có hơi thất vọng hình như bộ tộc này hẳn là rất có tiếng tăm tiên di tộc là hậu duệ của tiên nhân sau khi nói ra những lời này nàng có hơi chờ đợi biểu tình khiếp sợ của khương thành nhưng mà thật đáng tiếc thành ca chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ờ nghe tới tiên nhân thế mà cũng không có chút phản ứng kịch liệt nào làm để rất muốn hỏi hắn rốt cuộc ngươi có bao nhiêu giả vờ giả vịt thế giới này vốn không nên xuất hiện tiên nhân lực lượng của bọn hắn vượt qua giới hạn vị diện ở trước mặt tiên nhân thánh giai cũng không chịu nổi một kích số lượng dù nhiều thế nào cũng không có ý nghĩa vì vậy quy tắc thiên địa sẽ không cho phép bọn hắn từ tiên vực xuống vậy sẽ đánh vỡ sự cân bằng của hạ giới thành ca biểu thị đã hiểu loại chuyện này, không cần nghĩ cũng biết. Tiên vực đều là tiên nhân, nếu như có thể tùy tiện xuống đây, đâu còn không gian sinh tồn cho tu sĩ phổ thông. Lam để nói cho hắn điều này, là vì để cho hắn nhận thức sức mạnh của tiên nhân, nào biết cái tên này chỉ gật đầu như cũ, biểu tình tương đối bình tĩnh. Hoàn toàn không có chút nào là sững sờ sợ hãi cả. Nàng chỉ có thể tiếp tục nói, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, thật lâu trước đây bởi vì một trận ngoài ý muốn có chín tiên nhân, hạ xuống trần gian. Sau đó thì sao? bọn hắn muốn bay trở về nhưng bị thương nghiêm trọng chỉ có thể tạm thời ở lại hạ giới khôi phục cũng trong khoảng thời gian đó bọn hắn lưu lại con cháu tại hạ giới nhóm con cháu này chính là tiên di tộc không sai tiên di tộc là con cháu của chín vị tiên nhân kia cũng chia làm chín bộ hiện tại phân tán ở các vực giới lớn vu bộ là một nhánh trong đó đang ở thiên linh vực này tám bộ còn lại theo tứ tự là những gì lôi bộ độc bộ huyễn bộ hỏa bộ chiến bộ họa bộ tâm bộ thực bộ Năm bộ trước, Khương Thành còn có thể hiểu. Ba bộ phía sau kia hắn có phần không thể hiểu nổi. Họa bộ là làm gì? Tiên di tộc muốn bồi dưỡng nghệ thuật ra sao còn thực bộ nữa? Lẽ nào là so ai có thể ăn nhiều hơn? Một đám ăn hàng sao ha ha. Lam để hơi nghiến răng, rất muốn cho hắn một cước. Đại đạo ngàn vạn, chỉ cần phù hợp với quy tắc thiên địa, đều có thể thành tiên. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao. Nếu không phải vừa rồi thiên phú của Khương Thành bày ở trước mắt nàng, nàng cũng phải nghi ngờ đây là người mới tu luyện hơn nữa đây mà là trọng điểm sao? Chẳng lẽ hắn không nên hỏi một chút chín vị tiên nhân kia đi đâu rồi sao? Chín vị tiên nhân ở nhân gian chỉ dừng lại trăm năm, về sau lần lượt trở lại tiên vực. Bởi vì tiên vực và nhân gian tồn tại vách ngăn quy tắc, cho nên bọn hắn không có cách gì xuống đây lần nữa, từ đó trở đi cũng sẽ không có tiên nhân trên đời. Tiên di tộc cũng theo đó chia ra thành chín bộ. Khương Thành rất muốn nói với nàng, muội tử ngươi nói sai rồi, ít nhất trong tông môn của ta còn có một kẻ tự xưng là tiên tôn kia kìa quy tắc vách ngăn đó đã là cái gì, không trâu bò như ngươi tưởng đâu, vẫn là có cá lọt lưới đó. Ngươi nói lai lịch xuất thân cho ta, là muốn ngả bài sao không sai, ta muốn nhờ ngươi mời tam nhãn hổ tiền bối ra tay lần này, giúp ta chiếm được tứ phương nguyên đỉnh của vương triều Cản Tinh. Đương nhiên Khương Thành sẽ không đồng ý ngay. Chỉ là hắn hiếu kỳ hỏi, lấy thực lực của ngươi muốn đoạt bảo, vương triều Cản Tinh cũng không có người có khả năng đỡ được mà Lam để khẽ lắc đầu, tứ phương nguyên đỉnh là một món pháp bảo loại tín ngưỡng. Có bảo vật này, hạng cao giã có thể đạt được lời chúc phúc của toàn bộ vương triều, ta cũng đánh không lại. Pháp bảo cấp bậc nào thành ca rất hứng thú. Cho dù hắn có bảo khí, nhưng pháp bảo vẫn là không có lấy một món. Pháp bảo và linh khí, hộ giáp không giống nhau, cũng không phải luyện khí sư có khả năng luyện ra được. Nó thường hay có hiệu quả vượt qua lẽ thường, chẳng hạn như khóa hồn phách, lấn núi săn biển, cầm cương chấn áp, vân vân. Cho dù phàm nhân đạt được, cũng có thể phát huy ra uy lực không thể tưởng tượng nổi chỉ có thể coi tứ phương nguyên đỉnh là pháp bảo hạ phẩm làm để duỗi tay vén tóc ra sau tai cúi đầu nhìn về phía mặt đất vương triều và tông môn khác biệt bọn hắn còn trông coi hàng tỷ con dân giới trần tục từ ngày đó bắt đầu xây dựng lực lượng thờ phụng khổng lồ đã xuất hiện tổ tiên hạng gia không biết đạt được pháp môn từ nơi nào chế tạo tứ phương nguyên đỉnh hội tụ những lượng lực thờ phụng vô hình mờ ảo đó vào bên trong đỉnh dần già tứ phương nguyên đỉnh dần dần biến thành một món pháp bảo vật này có hiệu quả chấn áp tự nhiên cũng có thể bảo hộ số mệnh của hoàng tộc, chủ yếu giúp hạng gia có thể kéo dài mấy trăm vạn năm. Nàng giải thích cái này, khiến Khương Thành có chút im lặng. Lấy đi tứ phương nguyên đỉnh, dân chúng vương triều càn tinh sẽ không xảy ra chuyện chứ. Mặc dù diệt không ít tông môn, nhưng hắn không muốn làm hại người không có chút liên hệ nào với mình. Đương nhiên sẽ không rồi, cái đỉnh này trái hình trói buộc tín ngưỡng của bọn họ, và số mệnh của hoàng tộc cùng một chỗ, trái lại là một loại giam cầm bọn hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lam để lại nói, nhưng mà về sau không có pháp bảo này, vận khí hoàng tộc của hạng gia sẽ giảm xuống hơn phân nửa, có lẽ tương lai sẽ bị gia tộc khác thay thế. Còn người cướp được tứ phương nguyên đỉnh sẽ như thế nào? Sẽ đạt được bảo hộ của những lực lượng thờ phụng kia? Khương Thành vẫn còn đang chờ nghe tiếp, nhưng trả lời đến đây Lam để đã im bặt đi, không có tiếp tục. Thế thôi á. Lực lượng thờ phụng là cái gì? Lại không thể trực tiếp tăng tu vi, cũng không thể tăng cường thần hồn bản thân cái đỉnh kia cũng chỉ là một món pháp bảo hạ phẩm. Mình không phải là người của hạng thị, cũng không chiếm được chúc phúc vận khí của hoàng tộc, uy lực dùng để chiến đấu không nhiều lắm. Còn có bảo hộ của lượng lực thờ phụ, loại người giống như hắn thường thường chết mấy lần, cũng hoàn toàn dùng không được. Có nhất thiết phải phí sức như vậy không? Người che giấu thân phận tiếp cận ngưng đề, chính vì lợi dụng nàng để đạt được cái đỉnh kia. Không sai, nàng là người hoàng thất hạng thị, làm sao lại chịu giúp ngươi vậy? Tất nhiên là có nguyên nhân. Làm để thở dài, chỉ tiếc, cho dù là nàng cũng không thể đến gần tứ phương nguyên đỉnh, kế hoạch của ta đã kéo dài 3 năm cũng không có tiến triển. Cho nên lần này ngươi nghĩ đến ta, là nghĩ đến tam nhãn hổ tiền bối phía sau ngươi, nếu nó đồng ý ra tay, thì dễ như trở bàn tay. Tại sao ta phải giúp ngươi? Hai người họ lại không có giao tình, dựa vào cái gì vô duyên vô cớ ra sức vì người khác. Coi như làm để xinh đẹp hơn nữa cũng không được, thành ca lại không phải mấy tên thấy gái đẹp là chỉ số y quy giảm sụt về không. Lam Đề tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đạt được nó, điều kiện tùy thuộc vào ngươi. Thật sao? Lông mày Thành Ca dương lên, nụ cười đều trở nên có mấy phần vô sỉ. Điều kiện đều tùy thuộc vào ta. Trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Lam Đề tràn đầy quyết ý, tứ phương nguyên đỉnh này đối với nàng mà nói, dường như cực kỳ quan trọng. Chỉ cần ta có thể làm được. Vậy được, nếu như ngươi đồng ý chờ người của ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Tuổi tác nữ nhân này xem ra không lớn thực lực lại đạt tới đạo cung bát trọng, tư chất tu luyện không cần phải nói cũng là cấp bậc nghịch thiên. Lấy thực lực này của nàng, tư chất này, chắc chắn hệ thống định giá vô cùng cao. Một khi nàng cũng giống kỷ linh hàm, lâm ninh, trở thành người của mình như thế, trong nháy mắt sẽ mang về bao nhiêu điểm đây? 8 triệu, 10 triệu, 20 triệu, thành ca suýt thì chảy nước miếng. Ngươi, nhịp tim của Lam Đế rất nhanh nhảy loạn nhịp. Bất kỳ nữ nhân nào nghe được nam nhân nói trở thành người của ta, đều sẽ nghĩ tới đầu tiên là làm nữ nhân của ta, cũng chính là thành thân. Giúp một lần, đã muốn mình lấy thân báo đáp, cái tên này thật quá đáng. Đây là ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không đồng ý à? Khương Thành nhún vai, vậy bỏ đi, tạm biệt. Mắt thấy hắn thật sự rời đi, làm để hít sâu một hơi. Chờ một chút. Nàng cắn răng, hận không thể quẳng cái tên năm tử đáng, ghét trước mắt xuống đất hung hăng dẫm một vạn cước, hơn nữa còn là dẫm lên mặt. Ta đồng ý với ngươi tứ phương nguyên đỉnh quá quan trọng đối với nàng nếu không có sự bảo hộ của lực lượng thờ phụng thì mục đích theo đuổi cả đời này của nàng sẽ không có cách nào hoàn thành thành ca vui mừng quay người thật sao đây chính là số lượng lớn điểm tích phân nha đúng vậy lam để hung hăng gật đầu hạ quyết tâm cẩn thận nghĩ lại người này vô luận tướng mạo hay là thiên phú cũng đều hiếm thấy cho dù thanh niên tuấn kiệt bên trong tiên di tộc và các bộ còn lại cũng không có nam tử xuất chúng như vậy mặc dù không có chút tình cảm nào nhưng tạm thời thành người thân, hình như cũng không lỗ. Dù sao đợi đến tương lai kế hoạch kia thành công, mình cũng không ở lại hạ giới. Xem như một đoạn hồi ức đẹp. Nàng thì đã nghĩ thông suốt, Khương Thành lại không vui. Người đã đồng ý đi theo ta, sao hệ thống còn không có tinh một tiếng. Không tinh thì không phải người của mình. Nữ nhân này, cho rằng ăn nói xuông thì có thể lừa gạt ca sao. Đâu có cái lý ấy. Ngươi thật sự một chút thành ý cũng không có. Hư tình giả ý, nữ nhân xảo trá, hắn còn chuẩn bị rào rạt mong đợi ôm số lượng lớn điểm tích lũy. Hiện tại thất vọng đánh úp tới, trái tim cũng bị tổn thương. Quá đáng. Bốn Lam để còn có chút nay và ngơ ngác, bị mấy câu nói đó của hắn làm cho choáng ngợp. Ngươi có ý gì? Khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng nháy mắt che kín sương lạnh. Điều kiện thành thân quá đáng như vậy ta cũng đáp ứng. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Ngươi có biết một nữ nhân đưa ra cái quyết định này là có bao nhiêu quan trọng, khó khăn cỡ nào sao? Thế mà còn mắng ta hư tình giả ý còn xào trá ta có ý gì khương thành cười lạnh chính là nhắc nhở ngươi đừng coi ta là kẻ ngu mà đùa giỡn ngươi ngươi đi chết đi làm để tức giận tới mức rậm chân cứ như vậy hai người tan dã trong không vui mới vừa chia tay thành ca đã lên kế hoạch đối với tứ phương nguyên đỉnh kia trong miệng hắn thì nói như vậy nhưng trong lòng vẫn là không giả dối được dù sao cũng là một pháp bảo nha bản thân còn không có bảo vật cấp bậc này đâu coi như không cần vừa rồi hẳn là nên nói nhiều một chút ví dụ như cái đỉnh kia đặt ở đâu nếu không thì thật sự gọi tam nhãn hổ qua đây lấy thực lực của nó dùng thần niệm quét một cái hẳn là tìm được không 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 nghĩ đến vẻ mặt dương dương đắc ý của con hổ châu bò kia hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này khương thành ta có thành tựu hôm nay tất cả đều là dựa vào chính mình từng chút một cố gắng có được chưa từng ỉ lại người khác nếu như dựa vào hệ thống bật hách cũng coi như cố gắng tiêu diệt bảy đại cao thủ và hơn vạn đại quân huyết mang triệt để oanh động toàn bộ vương triều càn tinh trong lúc nhất thời danh tiếng của khương thành được vô số người nhắc đến theo một ý nghĩa nào đó nguyện vọng trở nên nổi tiếng của hắn xem như đã được hoàn thành việc đời chính là vi diệu như vậy trước đó hắn giết một đám quý công tử bị các đại gia tộc vây công bị xem như là tội nhân mà bây giờ hắn giết thêm nhiều người hơn nhưng lại không có ai truy cứu có thể giết chết bảy đại cao thủ kia ý nghĩa như thế nào hoàng đế hạng cao giã rất rõ ràng trong đêm hắn phái người an bài cho khương thành cung điện mới đãi ngộ so với trước đó còn long trọng hơn phủ công chúa ngưng đề bị hủy cũng vào đây ở lần nữa chung một mái nhà buổi tối ba ngày sau vị công chúa này lặng lẽ tìm tới cửa khương trưởng môn cứu tiểu nữ với vừa vào cửa nàng đã bịch một tiếng quỳ xuống khóc như mưa làm thành ca giật nảy mình cái tình huống gì thế này trước đó ngưng đề cơ bản đều là bản cung bản cung cao quý lãnh diễm đến không tưởng tượng nổi hắn chưa từng thấy qua cục diện này có chút cảm giác sụp đổ đứng lên rồi nói không nếu như khương trưởng môn không cứu ta ta không dậy ngưng để thế mà yêu kiểu vung lên lấy dung mạo quốc sắc thiên hương của nàng hai mắt đẫm lệ mông lung thật sự là thấy là yêu chỉ sợ không có mấy người có thể chịu nổi chỉ tiếc khương thành trước đây không lâu mới thấy qua lam để càng đẹp hơn huống chi trong nhà còn có một kỷ linh hàm không kém hơn nàng được thôi ngươi đã không muốn dậy vậy ta không làm khó ngươi nữa hắn ban đầu còn tính tiến lên đỡ người, hiện tại lại ngồi xuống. Ngưng để tối tăm quỳ trên mặt đất. Cái tên này còn là con người sao? Là tiếng người nói sao? Nhưng mà nàng hiện tại đứng lên thật sự không tốt, mình phải quỳ, chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp cho siếc này. Hu hu hu, ta là công chúa cao quý, Khương trưởng môn nhất định cảm thấy ta muốn gì cứ lấy, vô ưu vô lự. Khương Thành cũng không biết nàng đột nhiên bán thảm là muốn làm gì, chỉ có thể đi theo phụ họa. Phải phải, kỳ thật ba năm nay ta vẫn luôn sống trong sợ hãi dưới bóng tối mạng sống ngàn cân treo sợi tóc hu 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 còn có chuyện này trong miệng nói như vậy nhưng trên thực tế hắn lập tức đã hiểu rõ lúc đầu đã cảm thấy sau lưng công chúa này có một cung nữ lợi hại hơn vẫn còn có thể bình an vô sự thực sự quá hoang đường nhất là lam đề nói ngưng đề sẽ phối hợp với nàng càng làm cho hắn không thể nào hiểu được không có bất ngờ gì xảy ra ba năm này ngưng đề hẳn là bị lam đề khống chế Khương trưởng môn cũng biết, bên cạnh ta có vị cung nữ tên Lam Đề, nàng kỳ thật không phải người vương triều cản tinh, mà là một yêu nữ ma tông gian ác. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Một kẻ nói tộc trưởng vu bộ, một kẻ nói yêu nữ ma tông, ta nên tin ai? Ồ, thật là nghe rợn cả người. Hắn khô khăn phát biểu một chút cảm tưởng. Ngưng để cho rằng hắn vẫn chưa tiếp xúc qua với Lam Đề, tiếp tục thút tha thút thích nói, thực lực của yêu nữ kia còn mạnh hơn tổ hoàng của ta, có một môn chú thuật càng độc ác. Sau khi bị nàng hạ chú ấn, tất cả sinh tử của ta đều phụ thuộc vào một ý niệm của nàng, ta chỉ có thể nghe lệnh của nàng, biến thành nô lệ của nàng. Xin Khương trưởng môn cứu ta." Nàng dập đầu xuống đất, thình thình đập đến mặt đất cạch đá bay tứ tung. Khương Thành giật giật khóe miệng, "Muội tử, ngươi điên rồi à? Không đau sao?" "Ồ cũng đúng, ngươi cũng là đạo cung nhất trọng, là sàn nhà đau mới đúng. Ngươi muốn ta cứu ngươi thế nào?" muốn giải trừ chú ấn chỉ có một biện pháp đó chính là giết chết nàng ngưng để nâng cái chán đỏ lên hung hăng nói khương trưởng môn có thể chém giết bảy đại cường giả đạo cung kia còn có thể phất tay hủy diệt một vạn đại quân huyết mang thực lực như thế giết nàng tất nhiên không cần tốn nhiều sức hiện tại người duy nhất có thể cứu ta cũng chỉ có ngươi van xin ngươi thành ca xém chút bị nàng làm cho cạn lời ngoài mặt là bán thảm trên thực tế là ép mình đi giết người vấn đề là hai ta không thân chẳng quen dựa vào cái gì vì ngươi đi liều mạng với một đạo cung bắt trọng. Giúp ngươi cũng không phải không được, nếu như ngươi nguyện ý trở thành người của ta. Ta đồng ý, ta đương nhiên đồng ý. Ngừng để cũng không đợi hắn nói xong, đã lớn tiếng tỏ thái độ. Chỉ tiếc, Khương Thành vẫn không nghe thấy hệ thống tinh một tiếng. Chết tiệt, những nữ nhân này, không có một kẻ nào có thể tin tưởng. Ngưng để còn tưởng rằng vậy coi là ổn thỏa rồi, nín khóc mỉm cười ngay tại chỗ. Khương trưởng môn, vậy chúng ta nói xong rồi nha, tối mai tổ hoàng của ta sẽ thiết yến chiêu đãi ngươi, đến lúc đó ta sẽ lựa gạt nàng đi cùng. Trong bữa tiệc ngươi có thể động thủ. Tổ hoàng cũng sẽ phối hợp với ngươi, tuyệt đối đừng quên. Nói xong, nàng vội vàng rời đi. Nhìn qua bóng lưng của nàng, thành ca âm thầm oán giận. Muội tử, ngươi thật sự coi ta thành tay sai rồi đấy à? Hắn lại không ngu, ngưng để nói lời này thực ra có không ít sơ hở. Chọn vẹn ba năm, tại sao hạng cao giã cũng không tự mình xử lý lam để vị hoàng đế càn tinh này? mặc dù chỉ là đạo cung lục trọng, thấp hơn hai trọng so với Lam Đề, nhưng ở sân nhà mình thì vẫn có thể làm được. Chẳng hạn như lợi dụng đại trận, chẳng hạn lợi dụng tứ phương nguyên đỉnh. Bản thân Lam Đề cũng nói, nàng đánh không lại vận khí pháp bảo đó. Muốn cứu ngưng đề, thời gian 3 năm có vô số cơ hội có thể làm được, tại sao hết lần này tới lần khác phải chờ đến mình ra sân? Khẳng định có nguyên nhân ở trong đó. Hai tổ tôn các nàng là muốn đặt bẫy, khiến cho mình và Lam Đề tàn sát lẫn nhau trước, cuối cùng một mẻ hốt gọn sao thành ca cũng không biết có phải mình đã đoán ra chân tướng hay không hắn tính tối mai tự mình nhìn xem một chút dù sao ba lần hồi sinh không có gì phải lo sợ không phải sao hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú với tứ phương nguyên đỉnh trạng vạng tối ngày kế tiếp quả nhiên có người đến mời hắn vào cung dự tiệc ha ha vị này chính là khương trưởng môn sao quả nhiên là phong thái tiên nhân khí vũ hiên ngang danh bất hư truyền mặc dù xác định là kẻ địch nhưng hạng cao giã theo thói quen tán dương khương thành hiểu rõ vẫn là tiếp thu không hổ là hoàng đế bệ hạ tuệ nhãn cao siêu nha liếc mắt đã nhìn ra chỗ đặc biệt của bản trưởng môn khâm phục khâm phục các cao thủ vương triều trong điện cùng nhau co giật khóe miệng lão huynh đây là ngươi khâm phục bệ hạ hay là khen bản thân ngươi dường như hạng cao giã cũng không nghĩ tới hắn là một kẻ tác phong như vậy vị hoàng đế địa vị cao sống lâu này suýt nữa cũng không quản lý tốt vẻ mặt của mình nào 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 vào chỗ thôi chỗ ngồi hiển nhiên là tận lực an bài ghế bên cạnh khương thành là ngưng đề công chúa mà hai cung nữ đứng sau lưng nàng một người trong đó chính là lam đề nữ nhân này lại đeo hoa tai duy trì hình tượng cung nữ váy xanh lúc trước yến hội rất nhanh đã bắt đầu mọi thứ đều rất bình thường trong bữa tiệc ăn uống linh đình thỉnh thoảng có cao thủ đạo cung và thiên mệnh nâng chén nói cười hai câu hắn cũng ứng phó câu được câu không mẹ nó hồng môn yến của các ngươi rốt cuộc muốn mở tới khi nào chốc lát yến hội giảm nhẹ, bắt đầu ca múa biểu diễn giữa sân. Loại biểu diễn này, mọi người ở đây dĩ nhiên là nhìn quen rồi, chẳng qua thành ca đặc biệt nghiêm túc. Vừa xem ca múa này phong cách nhiều hơn so với con rối cổ động viên của mình nha. Xem ra sau khi trở về, phải để lão mạc cải tiến một chút. Ngưng đề, nghe nói thị nữ của ngươi đều là linh đài cảnh, sao không để các nàng lên đài múa kiếm một đoạn. Đề nghị này của hạng cao giã, mọi người tự nhiên sẽ không phản đối. Cái này, nhìn về phía sau vẻ mặt ngưng đề xoắn suýt khó xử. Có lẽ là Lam để cho nàng câu trả lời chắc chắn, cuối cùng nàng mới nhoẻn miệng cười. Dạ được ạ. Sau đó, làm đề và một cung nữ khác đi tới giữa sân múa kiếm. Nhìn nàng kia tinh thần nghiêm túc, Khương Thành buồn cười một trận. Nữ nhân này còn không biết tối nay là ván cờ nhằm vào nàng, còn ở đó đóng vai một cung nữ bình thường. Múa một lúc, âm thanh toàn trường ủng hộ không ngừng. Hạng cao giã thừa cơ đề nghị, nghe nói kiếm thuật của Khương trưởng môn cao minh, không biết có thể ra trận chỉ giáo một chút cho hai vị cung nữ đây không hắn vừa nói xong câu này sắc mặt ngưng đề đã căng thẳng cái này đúng là cơ hội bọn họ chế tạo cho khương thành hiện tại lam đề không có chút phòng bị nào chỉ coi đây là biểu diễn bình thường nếu như muốn khương thành thừa dịp lúc mối kiếm giết chết nàng thật đúng là đơn giản hơn chiến đấu chính diện rất nhiều những người còn lại cũng nhao nhao đánh trống gieo hò từ lâu đã muốn nhìn một chút kiếm pháp của khương trưởng môn khương trưởng môn sẽ không xem thường hai vị cung nữ này chứ hai vị cung nữ này có thể đạt được chỉ điểm của khương trưởng môn thật là có phúc ba đời trong lòng thành ca không ngừng cười lạnh lại là một đám nịnh bợ ngoài mặt thì tâng bốc thực tế là mượn đao giết người coi hắn như khỉ mà đùa giỡn thật là nghĩ rất đẹp múa kiếm cái gì u u cạc cạc lão tử không có hứng thú hắn chừng mí mắt lên tương đối khinh thường toàn trường đột nhiên yên tĩnh hai nữ đang múa kiếm bên trong liên tràng cũng dừng lại tất cả mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc hết sức sửng sốt Loại trường hợp này, coi như có thủ ngầm, đều sẽ duy trì khách khí ở mặt ngoài. Ai sẽ giống hắn nói ra lời thô bỉ như vậy? Khương trưởng môn, ngươi đây là ý gì? Hạng cao giã gương mặt âm trầm đứng lên. Trong mắt công chúa ngưng để trần ngập thất vong và buồn bã. Khương trưởng môn, chút mặt mũi này ngươi cũng không nguyện ý cho sao? Những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng. Đúng vậy, Khương trưởng môn, múa kiếm thôi mà, phản ứng lớn như thế làm gì? Khương trưởng môn ngươi, Thành ca cười ha ha, ngắt lời bọn hắn. Các người muốn giết Lam Đề, thì tự mình động thủ, đừng hy vọng ở ta. Vừa mới nói xong, Lam Đề trong sân mắt lập tức che kín sát khí, quét mắt toàn trường. Đến bước này rồi, lại che giấu cũng không có ý nghĩa. Ngưng để nghiêng mình bay đi, không phải vì chiến đấu, mà là để đi tới phía sau hạng cao giã. Nàng rất thông minh, biết phải làm thế nào mới có thể cười đến cuối cùng. Cao thủ khác trong điện và đám người hạ hậu tuấn đều lấy ra linh khí, đạo cung, thần phủ tranh cơ hội độ sắc muôn màu muôn sắc chiếu rọi đại điện rộng lớn vô cùng phi phàm. Đã xảy ra cái gì? Lam để còn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra nữa. Hiện tại toàn trường đều mang binh khí nhắm vào nàng, người duy nhất có thể tin tưởng, lại chỉ còn lại có Khương Thành vẫn đang ngồi thành thơi ở đó. Em gái à, gỡ khuyên tai xuống đi. Thân phận của ngươi đã bại lộ rồi, ngưng để muốn ta giết ngươi. Từ trước đến giờ hắn luôn là người thành thật, tiếp tục phát triển truyền thống đạo đức tốt đẹp không nói dối ngưng để công chúa đang trốn sau lưng hạng cao dã nhất thời phẫn nộ hét lên. Khương Thành, ngươi dám bán đứng ta, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn thây. Thành ca cũng không tức giận chút nào. Cảm ơn lời chúc phúc của ngươi, ta sẽ cố gắng. Làm để cũng rất tức giận, nàng vừa gỡ khuyên tai xuống khôi phục hình dáng, vừa yếu ớt nhìn chằm chằm ngưng đề. Ngươi không sợ chết sao? Toàn trường không biết bao nhiêu người, ánh mắt lặng yên trở nên động lại, khuôn mặt thật sự quá đẹp. Căn bản, không giống như nhân gian nên có, những kẻ khác nghẹt thở một hồi. Ngưng để công chúa đã đủ xinh đẹp, nhưng so sánh với nàng, giống như là chim tước so với thiên Nga. Một số tu sĩ ý chí không vững chắc, ngay cả binh khí cũng lặng lẽ rơi xuống. Ha ha! Ngưng để bỗng nhiên cười to, tiếng cười vừa mang theo sự thoải mái lại vừa hả giận. Có phải ngươi vẫn còn trông cậy vào việc dùng chú ấn để uy hiếp ta không? Rất đáng tiếc, nó đã được giải trừ rồi. Bây giờ ngươi nghĩ xem mình sẽ rơi vào kết cục gì đi cuối cùng thì nàng cũng không cần phải ngoan ngoãn phục tùng trước mặt nàng nữa rồi. Thật ra ba năm này ta còn phải cảm ơn sự bồi dưỡng chỉ bảo của ngươi nữa, không có ngươi, ta cũng không thể dễ dàng tiến vào đạo cung cảnh như thế. Ha ha, cho nên ta bảo đảm, cho dù ngươi chết, cũng sẽ không cho ngươi được yên lòng. Có lẽ là do phải nhẫn nhịn quá lâu, nên những lời nói ác độc cũng không che giấu chút nào nữa. Biểu cảm của Lam Đề cuối cùng cũng có chút thay đổi. Ngươi làm sao có thể làm được? Đã trúng chú ấn của nàng, Mặc dù miệng còn có thể nói, tay còn có thể viết, nhưng chỉ cần nhắc đến bất luận chữ gì liên quan đến chú ấn, đều sẽ ngay lập tức sinh ra chú thuật, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Đây cũng là nguyên nhân 3 năm qua hạng cao dã luôn không biết gì, bởi vì ngưng để không thể nói cho bất kỳ người nào, hắn trước đây căn bản không biết gì cả. Hoàng đế trên đài cao, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tập trung ở trên người Khương Thành. Ngươi thật sự rất không biết điều. Nói đi, đêm đó ngươi đã làm cách nào để phát động Long Linh đại trận? đây là một cây kim trong lòng hắn, nếu không hiểu được chuyện này thì mãi mã cũng không thể yên tâm. Ngày đó, sau khi Khương Thành phát động đại trận, hắn đã từng đi địa cung cẩn thận kiểm tra một lượt, nhưng căn bản không phát hiện được có chỗ nào không đúng. Đại trận không có gì khác thường, cũng không giống như bị người ngoài động tay chân. Chỉ cần ngươi nói ra, chậm có thể giữ lại cho ngươi một mạng. Lời nói ma quỷ này, đương nhiên Khương Thành sẽ không tin. Huống chi, hắn cũng đâu có cần được tha. Hài, nếu ngươi đã muốn giữ cho ta một mạng, vậy ta thật không muốn nói ngươi sẽ phải nói thôi hạng cao giã vỗ vỗ tay hai tên thanh niên áo trắng từ phía sau chậm rãi đi ra hai người này vừa mới nhìn thì khuôn mặt bình thường nhưng lại thong thả ung um dung đứng ở trong đại điện này như là thay thế hạng cao giã trở thành chủ nhân ở đây quanh người hắn có khí chất kỳ dị khó mà nói rõ dư lương hàn hoa nguyên là các ngươi lam đề vừa nhìn thấy hai người này sắc mặt lập tức trở nên cứng lại ngoài ra còn có thù hận khắc cốt ghi tâm lam đề hiện tại ngươi đã biết chú ấn của ta đã được giải trừ thế nào rồi chứ? Ngưng để đắc ý vênh vênh ngẩng cái cổ trắng nõn thon dài lên, ở trước mặt hai vị thánh tử, ngươi cũng không chịu nổi một cú đánh. Lam để khinh thường cười mỉa một tiếng. Chỉ bằng hai tên vặt vãnh của bất ngữ thánh địa, còn chưa đủ tư cách giải trừ chú ấn của ta. Còn không đợi hai người kia mở miệng, Hạ Hầu Tuấn đã nhảy ra trước một bước kêu gào. To gan, yêu nữ ngươi chẳng qua là đạo cung bát trọng mà thôi. Hai vị thánh tử đều là đạo cung cửu trọng, Ngươi có tư cách gì coi thường bọn họ? Không biết tự lượng sức mình. Thật là nực cười. Quả nhiên phong thái không thể so với bảy đại cao thủ lần trước, chỉ có thể nói mấy câu vớ vẩn. Khi Thành Ca âm thầm than phiền, trong thức hải vang lên truyền âm dồn dập của Lam Đề. "Khương Thành, bọn họ cũng sẽ không buông tha ngươi đâu, ngươi và ta đều sẽ bị giết. Ngươi có thể chịu hoán tam nhãn hổ tiền bối không? Đều đến nông nỗi này rồi, em gái a, à, ngươi vẫn còn thương nhớ con hổ kia sao?" ca mới là đại sát khí giỏi nhất toàn trường, người có thể có chút mắt nhìn không hả?" Triệu Hoán không được nữa, làm sao bây giờ? Hắn tự nhiên lại nổi hứng muốn treo chọc nàng, làm bộ như rất sợ hãi truyền âm trở lại. Ánh mắt lam để nhìn đám người đối diện kia, ngoài mặt không biến sắc, nhưng truyền âm lại lộ ra chút bất đắc dĩ. "Đồ ngốc ngươi đúng là lãng phí cơ duyên lớn, có yêu vương cũng không dẫn theo." "Vâng vâng vâng, vậy tiếp theo làm sao đây, tiểu tỷ tỷ?" hiện tại cách duy nhất chính là liên thủ lao ra ngoài, hai người kia để ta lo, đối thủ chính của ngươi là hạng cao giã và những người khác. Nghĩa khí vậy hở? Chủ động đối diện với hai đạo cung cửu trọng cực mạnh. Thế thì ta ngại lắm. Thành ca phải thừa nhận bản thân bị nàng làm cho cảm động rồi. Lam để lại nói, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, hai người này có ngôn pháp chú thuật. Bọn họ cũng biết chú thuật, chẳng lẽ cũng người là tiên di tộc Vu bộ các ngươi? Không phải. Lúc này, một trong hai thánh tử của Bất Ngữ Thánh Địa kia chậm rãi mở miệng. Nàng nói không sai, bốn chữ vô cùng đơn giản như vậy, giống như là chân lý, mọi người trong nháy mắt đã tin tưởng vô điều kiện. Khương Thành thậm chí có một loại cảm giác kỳ lạ, dường như tiếp theo bất kể Lam Đế nói cái gì, đều sẽ đúng. Cái đệ, đây là yêu thuật, gì, thần kỳ như vậy. Bọn ta quả thật không giải được chú ấn của ngươi, nhưng sư tôn có thể. Trước khi đi, lão nhân gia hắn ban thưởng cho chúng ta một tấm hóa chú thánh phù. Lam Đề lúc này mới giật mình. Chẳng trách chú ấn của ngưng đề bị giải sau hai ngày, ngay cả mình cũng không phát hiện ra. Hóa ra là nhập thánh cảnh nhúng tay. Bất ngữ thánh địa các ngươi đúng là âm hồn không tan, bám dai như đỉa đói. Hàn hoa nguyên hơi lắc đầu, ngươi nên biết, vu bộ đã là quá khứ. Sư tôn rất tán thưởng ngươi. Ngươi nếu bằng lòng, bây giờ bái lão nhân ra hắn làm thầy vẫn còn kịp. Hừ, là hắn muốn bái ta làm thầy sao? lam để không ngừng cười mỉa mai lại lén lút truyền âm tới lần nữa ta phải ra tay rồi ngươi còn có thể phát động long linh đại trận không thành ca rất muốn nói em gái a à, thật ra ngươi không cần ra tay xem diễn trò là được rồi chỉ cần nhìn thấy ca bị giết một lần ngay lập tức có thể trở mình chỉ là hắn còn chưa kịp trả lời giây tiếp theo nữ nhân này đã ngang nhiên tấn công rồi một thanh trường kiếm chỉ thẳng vào hai tên thánh tử trong nháy mắt cung điện này giống như đột nhiên biến đổi một không gian tầm mắt của mọi người, toàn bộ bị mũi kiếm kia áp đảo không tự kìm hãm được. Hộ giá, vài tên cao thủ đạo cung thúc giục đạo cung, bay nhanh tới giết, nhưng không đợi đạo cung bọn họ phát động ra oai, làm để đã đi tới. Đôi mắt màu tím giống như đầm sâu không chút dao động, chính là liếc mắt một cái mà thôi. Cái nháy mắt tiếp theo, Hạ Hầu Tuấn và Dương Cật đã như bị sét đánh, đồng thời sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Không ai biết cái liếc mắt này cuối cùng có hàm ý gì. Chỉ thấy hai tòa đạo cung lung lay sắp đổ, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống dưới hạng cao giã kinh sợ thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của hắn phía trước hắn đạo cung của lam đề gây kinh sợ cho toàn trường cũng chấn động sâu trong thần hồn của mỗi người đó là một tòa đạo cung tám màu mỗi một dòng sông đều ẩn chứa sức mạnh võ đạo uyên thâm đây là lần đầu tiên khương thành nhìn thấy lam đề ra tay hắn cuối cùng hiểu được vì sao lần trước nàng nói có thể giúp bản thân ngăn cản bảy đại cao thủ và đại quân huyết mang tám dòng sông lớn kia có sáu dòng là cấp vương. Đó chính là đạo cung mà phải đến cảnh giới nhập thánh mới có thể lĩnh ngộ được. Mà hai dòng sông còn lại vậy mà lại là cấp thánh. Nàng thật sự có thực lực đó. Nữ nhân này hẳn là vô địch trong những người cảnh giới dưới nhập thánh. Chẳng trách bất ngữ thánh địa phải phái hai đạo cung cửu trọng đến đối phó nàng. Nếu như chỉ có một, căn bản không thể khống chế được nàng. Đạo cung và thiên mệnh cảnh quả thật là cùng một mạch. Bởi vì có thôi sán thần phụ, đợi khi đến đạo cung cảnh khương thành sẽ tự động tiến hóa đến đạo cung chín màu nghe qua thì có vẻ còn lợi hại hơn cả lam đề chỉ là trạng thái của chín dòng sông của thành ca quả thật có chút không được tốt cho lắm trừ ngũ hành võ đạo bởi vì sự thăng cấp vận khí của đạo thiên tiên đã trở thành cấp tiên chấn động cổ kim tám dòng sông khác có ba dòng sông vẫn là cấp chân bốn dòng là cấp sư một dòng là cấp tông hai thánh tử đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết hai người đồng thời lấy đạo cung ra bảy màu lộ ra bảy dòng sông cấp vương cuồn cuộn. Nếu như chưa nhìn qua đạo cung của Lam Đề, vậy hiện tại toàn trường nhất định sẽ bị hai vị thánh tử dập tắt. Nhưng mà đã có cái để so sánh, đạo cung bảy màu của bọn họ lại trở bên có chút không đặc sắc. Kiếm. Dư lương thấp giọng nói một chữ. Tại chiến trường hỗn loạn, vẫn truyền vào trong tay mỗi một người. Hắn thực ra chỉ dùng một quyển sách hình bảo khí, nhưng bốn phía lam để lại mơ hồ xuất hiện vô số kiếm trận có hình dạng giống nhau. Kiếm trận đó giống như mưa, xoẹt từng tia đâm thẳng xuống với tốc độ ánh sáng. Nhưng trước khi tiến vào phạm vi cách lam đề ba thước, tất cả trường kiếm bị thiêu đốt mãnh liệt, rồi sau đó hóa thành làn khói. Tường. Hàn Hoa Nguyên cầm trong tay một cái cờ nhỏ màu xanh lam, đột nhiên phẩy một cái. Sát chiêu đang đánh thẳng tới của Lam Đề, đột nhiên bị bức tường giống như vàng không phải vàng, giống như đất mà không phải đất chặn lại. Đây là thủ đoạn gì mà mạnh mẽ vậy? Trong mắt Khương Thành suýt chút nữa cũng rớt xuống luôn chỉ nói một chữ, lập tức biến thành sự thật. Ước gì được nấy truyền thuyết sao? Không thể nào, vậy bọn họ trực tiếp nói chữ chết chẳng phải là càng đơn giản hơn sao? Mũi kiếm của Lam để đánh thẳng lên bức tường, vẫn không phát ra tiếng va chạm ầm ầm, mà là giống như đâm đâm vào nước. Mặt bức tường kia vậy mà như sóng nước, vặn vẹo dập dờn. Cũng may nàng là vu nữ, nếu đổi lại là một cao thủ đạo cung cảnh khác đụng phải loại ngôn pháp chú thuật này, e là cũng phải phải sứt đầu mẻ chán một sợi tơ máu tràn ra khoái miệng của Hàn Hoa Nguyên, hắn lùi lại một bước, trường kiếm của Lam Đề xuyên thấu qua mặt tường, lại lần nữa tiếp cận hai Thánh Tử. Đằng Dư Lương điên cuồng vẩy trang sách trong tay, gào to một tiếng, mặt đất và hư không đột nhiên bị vô số dây leo um tùm đan chen bao trùm lấy, mà Lam Đề ở trung tâm Ngôn Pháp Chú Thuật cũng phải khựng lại, toàn thân nàng đều bị những dây leo kia quấn quanh, còn không mau khai trận, dùng tứ phương nguyên đỉnh. Hàn Hoa Nguyên vừa mới bị chú thuật phản phệ lớn tiếng hét lớn hoàng đế bị chấn động, bởi vu thuật đến mức đứng ngây ra như phỗng lúc này mới tỉnh táo lại. Trong nháy mắt, đại điện bị kết giới màu xanh biếc bao phủ, lại tự biến thành một mảnh không gian riêng biệt. Nước biển đen như mực cuồn cuộn gào thét, mưa lớn chút xuống, làm để bị cuốn lấy. Cùng lúc đó, một pho tượng kim quang lấp lánh từ phía quay tròn xung quanh đỉnh đầu Lam Đề. Vốn dĩ Lam Đề, đã dùng vu thuật làm toàn bộ dây leo quấn quanh người nàng bị hóa thành cho tàn. Lúc này lại bị kim quang chiếu rọi, cả người đột nhiên uể oải tứ phương nguyên đỉnh lấy sự thờ phụng của hàng tỷ con dân hoàng triều càn tinh làm nền tảng ngưng tụ thành vận mệnh quốc gia cuối cùng lại bị chuyển hóa thành số mệnh của hạng thị dưới loại sức mạnh không thể tưởng tượng này đừng nói là đạo cung cảnh cho dù là nhập thánh cảnh đều sẽ bị chấn áp ở mức độ nhất định hắn vừa ra tay lam để lúc trước bất khả chiến bại lập tức rơi vào đường cùng mà hai thánh tử kia cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi đám người hạ hầu tuấn dương cật cười to ầm ý, nhưng ngay sau đó bọn họ đã cười không nổi. Khương Thành nãy giờ vẫn đang chờ giờ khắc này. Hắn cũng không phải đến xem diễn trò. Tuy rằng rất muốn bị giết chết sớm một chút, nhưng Lam để nghĩa khí như vậy, một mình đỡ hai tên đạo cung cửu trọng, hắn cũng không thể thờ ơ. Với phản ứng của Khương Thành, vốn dĩ trước tiên có thể mở đại trận giúp đỡ. Nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì đó không phải thời cơ tốt nhất để vào chiến trường. Hắn cố ý để hạng cao dã khai trận trước. Đối phương khai trận, mục tiêu tập hợp trên người hắn và Lam Đề. Nước biển mưa to gió dữ, toàn bộ chỉ công kích hai người bọn họ, những người khác tất nhiên là bình yên vô sự. Điều này làm cho tất cả kẻ địch đều buông lỏng. Cũng ngay tại thời điểm bọn họ không hề phòng bị, Khương Thành đột nhiên lợi dụng Ly Long Tàn Linh thay đổi quyền khống chế của đại trận. Ngay lập tức, Hắc thủy đang mãnh liệt chút nước về phía hai người họ trong nháy mắt quay ngược lại, đánh về phía cao thủ khác trong điện, mà mưa to gió dữ cũng chút xuống đỉnh đầu bọn họ. Bất kể là Hạ Hậu Tuấn và Dương Cật, hay là hai thánh tử và hạng cao giã toàn bộ đều bất ngờ không kịp phòng ngự hạ hầu tuấn kêu thê lương thảm thiết một giọt nước mưa trên linh giáp giống như xuyên thấu vào trong da thịt trên vai của hắn nước mưa này ẩn chứa quy tắc ăn mòn của ly long không phải thứ mà đạo cung cảnh có thể triệt tiêu hắn liều mạng thúc giục linh lực đạo cung điên cuồng xoay tròn nhưng căn bản ngăn không được tiến độ ăn mòn của hắc thủy chỉ mới sau khi hít thở hai cái đã dung nhập vào trong hắc thủy kia không còn một chút dấu vết nào những linh khí kia bởi vì không phải máu thịt sinh linh nên vẫn còn giữ lại với thực lực đạo cung cảnh của hạ hầu tuấn nếu như ngay từ đầu cảnh giác một chút nhất định sẽ không dễ dàng bị giết như thế nhưng hết cách thời điểm khương thành phát động đại trận quá khéo đánh vào tâm lý buông lỏng của bọn họ không riêng hắn dương cật và một vài tên cường giả đạo cung khác cũng đều mất mạng mà dưới đạo cung càng là một người cũng không sống nổi nhìn hết tầm mắt lại chỉ còn lại có hai thánh tử công chúa và hoàng đế bốn người ít ỏi còn sống. Chiến tích vô cùng huy hoàng. Ba người trước là bởi vì thực lực mạnh hơn hơn một cấp, mà ngưng để còn lại là bởi vì rào hoạt nhạy bén, thủ đoạn bảo vệ tính mạng quá nhiều. Nhưng dù vậy, bốn người hiện tại cũng cực kỳ nhách nhác. Cao thủ hoàng triều mất hết, hạng cao dã vô cùng tức giận. Hắn muốn đoạt lại quyền khống chế của đại trận, chỉ là lúc này bất kể hắn thao túng đầu mối trung tâm trận pháp thế nào, đều không có lấy một chút phản ứng nào. Nói đùa, hiện tại Khương Thành chính là hóa thân của mắt trận. Đầu mối trung tâm cái gì, đều phải cách một tầng, nào có trực tiếp được như hắn đâu. Đối mặt với hắc long của đại trận, hạng cao giã nhách nhác không chịu nổi, miễn cưỡng chống đỡ. Ngưng để lại càng mặt xám mày cho, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm bại vong. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể điều động tứ phương nguyên đỉnh đến chống cự đại trận. Dưới sự che chở gột rửa số mệnh của tứ phương nguyên đỉnh, ảo ảnh hắc long cuối cùng không cách nào xâm nhập vào phạm vi ẩn thân của bốn người nhưng tứ phương nguyên đỉnh đổi vị trí, nguy cơ lam để gặp phải lúc nãy cũng biến mất không còn nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa thoát khỏi khó khăn, nàng lại muốn giết người rồi. Bùm! Lực khí vận của ánh kiếm và tứ phương nguyên đỉnh va chạm vào nhau. Hệt như thêm dầu vào lửa, phát ra âm thanh chói tai. Từng làn xương trắng mờ mờ ảo ảo bốc lên. Dõi mắt trông theo còn có thể thấy được. Núi sông hư ảo và bức tượng thần kỳ dị. Hỏa! Lôi! Hai vị đại thánh tử đồng thời mở miệng thi triển ngôn pháp chú thuật một lần nữa. Mặt đất ngay tức khắc bất ngờ nứt ra, vô số dung nham phun thẳng lên trời, nhắm thẳng về phía Khương Thành và Lam Đề. Cùng với đó là tiếng sấm sét đinh tai nhức óc trên bầu trời. Nhưng mà công kích thế này lại chẳng ảnh hưởng nhiều đến hai người họ. Đặc biệt là Khương Thành có Long Linh đại trận trong tay, hắc thủy không ngừng ăn mòn, dung nham và sấm sét cũng bị dập tắt rồi yếu đi từng chút một, chẳng hề tạo ra được chút tổn thương nào. Nếu không phải có Tứ Phương Nguyên Đỉnh, ngăn cản thì sao bốn người kia chặn nổi đòn tấn công gọng kìm một trong một ngoài của khương thành và lam đề cơ chứ hạng cao dã điên cuồng thúc giục pháp bảo lực khí vận dâng trào tuôn ra giờ phút này không hiểu sao toàn bộ người dân của lung nhạc hoàng thành lại cảm thấy cơ thể mất sức đầu óc mê man cho dù là tu sĩ thì cũng cảm thấy khó chịu ánh mắt của tất cả bọn họ đều nhìn về phía trung tâm hoàng cung ở bên đó một luồng sáng màu vàng dọi thẳng lên trời tạo thành một đám mây màu vàng kim trên không trung hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Xảy ra chuyện gì vậy? Không biết, hoàng cung bị kẻ địch tấn công rồi ư? Hạng Cao dã dưới sự bảo vệ của Tứ Phương Nguyên Đỉnh hơi hoảng hốt. Hai vị thánh tử của thánh địa này làm ăn kiểu gì thế? Không phải đạo cung cảnh cửu trọng à? Không phải thiên tài hàng đầu danh chấn thiên linh giới hay sao? Cả hai liên thủ giết một kẻ đạo cung cảnh bát trọng mà lại tốn sức như thế, không hợp lý chút nào. Hắn lại hiểu lầm rồi đòn sát thủ ngôn pháp chú thuật của hai kẻ này vốn là một nhánh của vu thuật nếu như đối đầu với đạo cung cảnh cửu trọng khác thì chắc chắn là bọn họ dư sức nhưng cứ hết lần này tới lần khác đụng phải tộc trưởng vu bộ lam để đây nên khó mà giành được ưu thế không thể cứ thua như vậy được dư lương vừa chiến đấu vừa âm thầm quan sát khương thành đang điều khiển đại trận việc đánh bại lam để trong thời gian ngắn không khả thi lắm chi bằng đặt cửa để đột phá lên người tên tiểu tử này đúng vậy hắn mới thiên mệnh cảnh cửu trọng thôi thấp hơn cả một đại cảnh giới, vừa hay có thể sử dụng môn ngôn pháp chú thuật. Mộng. Hắn đột nhiên bật ra một tiếng, hai luồng sáng mờ mờ ảo ảo lập tức rơi xuống người Khương Thành và Lam Đề. Ha! Lam Đề cười lạnh, luồng ánh sáng kia tan biến trong nháy mắt. Hệt như bọt khí hư ảo. Loại chú thuật này trực tiếp có tác dụng lên người đối thủ, nhưng muốn chế trụ nàng thì rõ ràng là chuyện nực cười. Nhưng Khương Thành không giống như vậy. Hắn kém cả một đại cảnh giới, hơn nữa không có chút hiểu biết gì về chú thuật này đáng lẽ hắn còn đang điều khiển đại trận, nhưng mí mắt lập tức nặng chịu rồi ngủ luôn. Thậm chí hắn còn nằm mơ nữa chứ. Trong giấc mơ đó, hắn ngồi trên bảo tọa, bên dưới vô số người ngay ngắn chỉnh tề đồng thanh đọc lời trích dẫn của trưởng môn. Trong hồ xương khói mờ ảo, các mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần đang nhảy múa. Mà hắn thì trái ôm phải ấp, ôn hương nhuyễn ngọc cực kỳ sung sướng. Bên trái là kỳ linh hàm, bên phải là lâm ninh, còn có một mỹ nữ khác đang đấm chân cho hắn nhìn kỹ một chút hóa ra là lam đề hê 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 lam đề sao ngươi lại trở nên ngoan ngoãn như vậy thế cuối cùng ngươi cũng khuất phục trước dung nhan anh tuấn của bồn đại ra sao hắn cười thành tiếng luôn lam đề đang chiến đấu ở bên ngoài cũng nghe thấy mấy lời nói mớ mê sảng này suýt chút nữa thì bị hắn làm cho tức đến ngất luôn tên này chúng chiêu thật rồi hơn nữa hình như hình tượng bản thân trong giấc mơ của hắn còn không thể chấp nhận nổi chết tiệt nàng quên mất tên này là thiên mệnh cảnh cửu trọng Trước đó Dư Lương chưa từng dùng môn pháp chú, thuật với nàng mà chỉ sử dụng mấy đòn tấn công bên ngoài như dây leo, kiếm trận, lôi điện, bởi vì môn pháp chú, thuật rất khó có phát huy hiệu quả khi sử dụng trực tiếp lên mục tiêu. Nhưng nếu như mục tiêu kém hắn một đại cảnh giới thì việc này đơn giản hơn nhiều. Khương Thành vừa ngủ, thì đại trận lập tức mất khống chế rồi quay trở về tay của hạng cao giã. Bị hai đại cao thủ quấn lấy, làm để hoàn toàn không có cách nào để cứu viện, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị giết chết trong lúc ngủ mơ trái tim nàng hoàn toàn chết lặng tiêu rồi đại trận đổi chủ một lần nữa hạng cao giã lập tức sử dụng nó để đối phó với nàng mà tứ phương nguyên đỉnh kia cũng bởi không cần phải đối phó với đại trận nên đã bao phủ lấy nàng một lần nữa bây giờ ngay cả việc chạy trốn thôi nàng cũng không thể làm được chỉ có thể khổ sở chống đỡ lung khóa dư lương và hàn hoa nguyên cùng nhau hét lớn khoảng không trên đỉnh đầu lam để xuất hiện một lồng giam bạch ngọc nhốt nàng vào bên trong hơn nữa từng sợi xiềng xích không ngừng uốn lượn quấn quanh nàng hệt như linh xà. Nếu như thực lực của nàng đang ở thời kỳ đỉnh cao, dùng vu thuật để chống lại thì e rằng cái lồng và mấy sợi xiềng xích này không thể vây khốn được nàng. Chỉ đáng tiếc là lúc này nàng đang bị khí vận của Tứ Phương Nguyên đỉnh trấn áp, sức mạnh của cơ thể bị áp chế nghiêm trọng. Ngoài ra, ảo ảnh Hắc Long phun khí tức của Long Linh đại trận cũng không ngừng tấn công quấy nhiễu bên cạnh. Thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ha ha cuối cùng hạng cao dạ yên tâm rồi. Lam đề, người xong đời rồi. Công chúa ngưng đề, người không hề có cảm giác tồn tại trong trận chiến, cũng xuất hiện. Nàng nũng nịu cầu xin hai vị thánh tử kia, hai vị tiên sư, có thể giao nàng cho ta xử lý ba ngày không? Một canh giờ. Dư lương lạnh lùng nói. Một canh giờ thôi cũng đủ để xả giận rồi. Đa tạ hai vị tiên sư. Ngưng đề mừng rỡ rồi liếc qua lam đề, ánh mắt như mèo nhìn cá dưới móng vuốt của mình. Vừa nghiền ngẫm, lại vừa tàn nhẫn, mà bên kia, thành ca, kẻ đã biến thành trạng thái hồn phách không hề ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tinh, ký chủ bị giết, đang kiểm tra đo lường thực lực kẻ địch, sắp xếp phương án hồi sinh. Tinh, biểu hiện của ký chủ lần đầu cùng kề vai tác chiến cực kỳ chậm, điểm tin tưởng của đồng đội giảm mạnh. Hệ thống này biết cách nói chuyện không thế. Lão tử để ngươi làm phương án chiến thắng cho ta, chứ không phải đến để nghe ngươi chế giễu ta. Hơn nữa chậm chỗ nào, thời khắc đẹp đẽ lúc các anh đây vừa mới vào chiến trường đã lập tức tiêu diệt toàn bộ tiểu binh, sao ngươi không nhắc tới? Để cứu vãn chút tự tôn và mặt mũi của ký chủ, khiến cho đồng đội có cái nhìn khác, ký chủ sẽ nhận được bản tiên giai ngôn pháp chú thuật trong vòng một phút bản tiên, giai ngôn pháp chú thuật. Thứ quái quỷ gì vậy? Lợi hại hơn chú thuật của hai người kia không? Nhưng chỉ có một phút, có phải ngắn quá không đấy? Cái anh đây muốn là bền lâu mà. Đáng tiếc, phương án hệ thống đã đưa ra thì không thể thay đổi nữa rồi. Tinh! ký chủ hồi sinh bởi vì chỉ có thời gian một phút để làm màu nên thành ca, cũng không kịp ẩn thân đổi quần áo sạch sẽ. Vừa hồi sinh, mấy người đối diện còn chưa kịp kinh ngạc thì hắn lập tức quát lên một tiếng. Dừng. Cùng với âm thanh này, cả hạng cao dã, ngưng đề và hai đại thánh tử đều dừng tay, cứ như bị định thân vậy. Ngay cả trong mắt cũng dừng lại. Thứ duy nhất có thể chuyển động là trái tim và mạch đập trong cơ thể. Cùng lúc đó, Lam Đề đang đau khổ rằng co trong lồng giam xiềng xích, Tứ Phương Nguyên Đỉnh và Long Linh đại trận cũng dừng lại. Cả người ngước nhìn lên phía trên, hệt như tượng nữ thần điêu khắc chân thực, không hề nhúc nhích chút nào. Điều thần kỳ nhất là ngay cả Long Linh đại trận cũng dừng lại. Những giọt mưa lơ lửng trong không trung, dường như hắc thủy cũng trở nên đông cứng lại, nhưng vẫn nhẹ nhẹ tỏa sáng. Tứ Phương Nguyên Đỉnh lơ lửng trên không, không xoay tròn nữa, ánh sáng của khí vận đều không kéo dài ra phía trước nữa mà là biến thành thực thể rồi. Đù má! trong đầu thành ca lúc này chỉ vang lên đúng hai chữ. Lợi hại. Một chữ dừng kia thôi mà toàn bộ tất cả mọi thứ ở đây đều dừng lại, bất kể là vật sống hay vật đã chết. Nếu không phải người bị dừng lại vẫn còn ý thức, thì cứ tưởng chừng như thời gian đứng im rồi. Điều ngoại lệ duy nhất chỉ có chiếc lồng giam xiềng xích kia. Có lẽ là bởi vì đều thuộc về chú thuật cho nên chú thuật mạnh hơn, xuất hiện sau thì chú thuật trước sẽ mất đi hiệu lực. Thế nên chữ dừng vừa thốt ra, lồng giam và xiềng xích hư không biến mất bản tiên giai ngôn pháp chú thuật này cũng lợi hại quá đi. Thành ca phục rồi. Thậm chí hắn còn cảm động đến mức đồng ý đưa bảo tọa vua làm màu của chính mình, cho hệ thống ngồi một phút. Tan. Đại trận biến mất. Tứ phương nguyên đỉnh phát ra ánh kim cũng rơi xuống, biến thành một cái đỉnh đồng nhỏ vẻn vẹn, chỉ bằng lòng bàn tay rơi xuống lòng bàn tay hắn. Cùng lúc đó, ngay cả linh khí trong đại điện đều tan biến sạch sẽ. Năm người còn lại kia cuối cùng cũng khôi phục lại tự do. Ngươi, mặt hạng cao dã đầy sự khiếp sợ, hắn đang muốn nói sao ngươi còn sống. Quỳ, bịch, toàn bộ bốn người đều quỳ xuống rất mạnh, đá đen mặt đất đều bị đầu gối đập vỡ. Duy nhất chỉ có một mình Lam Đề là ngoại lệ. Khương Thành gạt bỏ nàng ra khỏi mục tiêu tác dụng của chú thuật. Giải, mộng, sắc mặt hai vị thánh tử cực hoảng sợ, một kẻ muốn giải trừ chú thuật, một kẻ lại muốn khiến cho Khương Thành nhập mộng cảnh thêm một lần nữa. Nhưng hai tiếng này như một đi không trở lại vậy, không hề có chút tác dụng nào sao mà ngươi làm được vậy lam đề vừa kinh ngạc vừa vui mừng hoàn toàn không dám tin đây là sự thật thật ra nàng cũng biết một chút về ngôn pháp chú thuật nhưng ngay cả nàng cũng không thể khiến cao thủ đồng giai nói quỳ là quỳ được huống chi khương thành còn thấp hơn tất cả những người ở đây một cảnh giới bò lời vừa dứt tay chân hoàn toàn không chịu sự điều khiển của hoàng đế công chúa hai đại thánh tử nữa mà cùng bò tới chỗ hắn khương thành ngươi làm gì vậy dư lương không thể tin được lạnh giọng gầm lên gân xanh trên cổ đều giữ dằn nổi đỏ cả lên. Chấm phải giết, ngươi, chu di cửu tộc, hạng cao dã dận điên người, hắn là đế vương đấy, từ trước tới giờ chỉ có người khác quỳ gối trước hắn. Chưa một giây phút nào hắn bị làm nhục đến như vậy, ngươi sẽ không được chết một cách tử tế đâu. Sỉ nhục thánh tử, thánh địa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn hoa nguyên liều mạng điều động linh lực và đạo cung, nhưng hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh chú thuật không thể giải thích nổi kia. Ngưng để lại là kẻ thức thời đầu tiên. Khương Thành, ta sai rồi. Nàng lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng Thành ca nào có nuốt trôi nổi. Giờ đây bốn kẻ này hệt như nhận được một mệnh lệnh duy nhất, bò. Trừ điều này ra, bất kể là bay hay là rút kiếm, thậm chí là muốn tự sát cũng không làm được. Nghiệt xúc còn không dừng tay. Trông thấy trên đỉnh đầu hàn hoa nguyên, bất chợt xuất hiện ảo ảnh của một lão giả dâu tóc bạc phơ bay lơ lửng. Mặt lam để biến sắc. Ý thức chân linh của kính hoàn tôn giả, tiêu rồi, hắn là nhập thánh cảnh, cho dù chỉ là một tia ý thức cũng không không phải là thứ mà đạo cung, cảnh có thể ứng phó. Lúc đầu nàng cũng lấy làm lạ, chỉ dựa vào hai tên thánh tử kia thì không thể hoàn toàn nắm chắc phần thắng được. Hóa ra lần này thánh địa bất ngữ còn sắp xếp một đòn sát thủ cuối cùng. Sư tôn cứu ta, giết hắn. Hai đại thánh tử nhen nhóm hy vọng một lần nữa. Nghiền xương hắn thành cho. Đối mặt với vẻ mặt tiên phong đạo cốt, khí tức thì thâm sâu khó lường của ảo ảnh kia, Khương Thành cười cười, nhập thánh cảnh ư. Nghe sợ quá nhỉ. Lăn. Hoàn toàn không chờ kính hoàn tôn giả ra tay, hắn đã thốt ra một chữ tiếp theo. Sau đó, sắc mặt của ý thức chân linh nhập thánh cảnh kia cũng biến sắc. Ý thức chân linh không thể khống chế cứ quay cuồng trên hư không. Chốc chốc thì chồng bốn chân lên trời, chốc chốc mông lại còn cao hơn đầu, lăn cực kỳ tiêu chuẩn. Khương Thành mà chưa hô rừng, hắn cũng không dừng được. Nghiệt xúc dám khinh thường ta. Dừng tay ý thức chân linh của kính hoàn tôn giả suýt chút nữa điên lên. Hắn hoàn toàn không phản kháng được. Đây chính là chú thuật của tiên giai bản, nếu như hắn là tiên nhân, thì có lẽ còn có thể dựa vào thực lực mà vô hiệu hóa chú thuật, còn nhập thánh cảnh thì dẹp đi ha. Thế giới quan của hai vị đại thánh tử và hoàng đế vỡ tan tành. Một tôn giả nhập thánh cảnh cao cao tại thượng, cho dù đặt chân đến đâu đi chăng nữa thì cũng đều sẽ được tôn sùng. Khi hắn xuất trận, điều mà mọi người mong đợi ở hắn chính là ung dung phất tay, nhanh gọn tiêu diệt toàn trận rồi chỉ lưu lại bóng hình cao nhân đã đi xa và khí tức thâm sâu khó lường kết quả hiện tại lão nhân già hắn lăn như bánh xe không dừng lại được chạy tới chạy lui trong đại điện làm để ngây ra như phỗng thậm chí nàng cũng không biết nên hoan hô hay nên lo lắng nữa kẻ địch đáng sợ như hổ lại bị đùa cợt thành ra như vậy đây không phải cũng là mơ đó chứ ầm um, ý thức chân linh kia nổ tung trong mật thất thánh địa xa xôi bản thể chân thân của kính hoàn tôn giả phẫn nộ gầm lên Tứ phía dãy núi bị rung động đến nát bấy, vì không thể tiếp tục chịu nhục, nên hắn bị ép phải chính tay hủy đi một tia ý thức chân linh của bản thân. Nhưng mà nỗi nhục vừa rồi sao mà có thể quên được. Bên này, Thành Ca lại cảm thấy rất đáng tiếc. Đáng lẽ còn mấy kiểu khác muốn sử dụng lên ý thức chân linh kia, không ngờ lão già kia chơi không nổi. Ý thức chân linh biến mất, trở lại bốn kẻ hoàn toàn tuyệt vọng kia. Lam Đề vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chạy vọt đến bên cạnh hắn, vẻ mặt không thể tin nổi, sao ngươi biết chú thuật này vậy? Khương Thành không trả lời được. Bây giờ hắn đang trong trạng thái bản tiên giai trong vòng một phút, nói cái gì đi chăng nữa thì cũng sẽ trở thành chú thuật. Có thể giữ lại ngưng để không, ta giữ lại nàng ấy còn có tác dụng, không muốn để nàng ấy chết dễ dàng như vậy. Còn nữa, ngôn pháp chú thuật này của ngươi là tầng thứ mấy vậy? Sao còn lợi hại hơn cả chú thuật của vu bộ bọn ta thế? Thành ca bất lực. Em gái a ngươi đừng ngắt lời ta mà, anh đây chỉ có một phút thôi đó, bây giờ đã qua 20 giây rồi, cái này không phải là vĩnh cửu đâu hắn chỉ có thể liếc mắt nhìn nàng một cái. Khen. Mặt Lam để biến sắc, con ngươi màu tím của nàng trợn tròn, sau đó thì khen hắn một cách không kiểm soát. Khương Thành ngươi thật sự là Mỹ Nam Anh Tuấn soái khí nhất, trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Thiên phú của ngươi không ai sánh bằng. Tư chất của ngươi vang dội cổ kim. Tài hoa của ngươi hơn người đến cả quy luật hạ giới cũng không thể chứa đựng nổi. So với ngươi, ta giống như là đom đóm dưới trăng sáng, chỉ có thể tiếp nhận ánh sáng của ngươi mà gội rửa là quang vinh suốt cuộc đời ta. Tính cách cao quý của ngươi vạn cổ không có thánh nhân nào có thể bị kịp. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lam Đề đều sắp méo mó cả rồi, đương nhiên là nàng không muốn khen Khương Thành đến mức buồn nôn như vậy. Nếu không phải nguy cơ lần này, buộc hai người không thể không liên thủ thì nàng thật ra có chút ghét bỏ tên này. Suy cho cùng thì trước, đó hai người có cãi nhau một trận, nhưng mà nàng không khống chế được. Ngôn pháp chú thuật của tiên giai bản, nàng cũng không chống lại được chỉ có thể vừa dùng ánh mắt giết người hung hăng chừng mắt nhìn hắn, vừa tiếp tục nghiến răng nghiến lợi khen hắn. Sướng ghê. Khương Thành tỏ vẻ bản thân từ chưa lần nào làm mau mà thoải mái như lần này. Thời gian không còn nhiều nữa. Giết. Hắn lại hạ lệnh một lần nữa. Thế rồi, ba người hạng cao giã và hai đại thánh tử tự triển khai giết hại lẫn nhau. Mười giây cuối, hạng cao giã đạo cung cảnh lục trọng chết đầu tiên. Hắn vừa chết, thật ra dù hiệu quả của chú thuật có hết đi chăng nữa thì cũng thắng chắc cuối cùng sau khi hắn chết tứ phương nguyên đỉnh không ai điều khiển long linh đại trận cũng trở lại tay khương thành khống chế e rằng trạng thái bình thường của hai đại thánh tử kia không có pháp bảo và đại trận giúp đỡ thì cũng không ngăn cản được liên thủ giữa hắn và lam đề nhưng hắn không định phí sức như vậy liếc mắt thấy còn mấy giây hắn phất tay bạo ầm ầm hai tiếng hai đại thánh tử cùng nổ tung tại chỗ nổ tan xác lam đề còn đang ở đó tự động khen ngợi Dung mạo của ngươi làm ta say mê, ban đêm tràn trọc không thể vào giấc ngủ. Chà, trên đời này sao lại có người hoàn mỹ không có khuyết điểm như Khương Thành, này được chứ phi. Một phút trôi qua, chú thuật mất hiệu lực, nàng cuối cùng cũng được giải thoát. Người chết đi, tuyệt thế mỹ nữ này trong lập thành sư tử cái phẫn nộ. Vừa rồi hình tượng của nàng đã bị hủy hết rồi. Nghĩ đến bản thân nói ra mấy lời buồn nôn như vậy, nàng hận không thể giết Khương Thành trước sau đó lại giết quách luôn bản thân. Người còn muốn làm lại lần nữa sao? hai tay thành ca chắp ra sau, hơi nâng cầm, ngoài mặt tỏ vẻ tức giận. Ngươi, làm để tức lộn cả ruột, nhưng cuối cùng vẫn không dám động tới hắn, sợ hắn làm lại lần nữa. Nàng ta sắp chạy rồi. Khương Thành Nhân cơ hội chỉ tay vào ngưng đề, cô nàng này đang bay về phía cái lỗ thùng đỉnh điện để chạy thoát. Chẳng mấy chốc đã bay ra ngoài. Lam để thấy thế vội vã đuổi theo. Thành ca thở một hơi ra một hơi nhẹ nhõm, nguy hiểm thật. Thời gian làm màu chỉ trong một phút, đương nhiên hắn không thể làm thêm lần nữa vừa rồi Lam để vung tay không tụ nhiều linh lực, hẳn là không định giết hắn. Nhưng nếu không có chú thuật tiên giai, đánh cũng không lại nàng, có khả năng sẽ bị đánh một trận để chút giận. Thành ca không có sở thích bị đánh nên chỉ có thể giả vờ như vậy. Bây giờ cả cái chỗ này chỉ còn lại mỗi hắn, đây là cơ hội tốt nhặt chiến lợi phẩm. Đầu tiên hắn cất tứ phương nguyên đỉnh kia vào nhẫn chữ vật, sau đó vơ vét từng cái một. Sau khi cất hết linh khí và nhẫn chữ vật của mọi người vào túi, hắn lại mở nhìn rõ mọi vật ra càn quét khắp nơi. Đây chính là hoàng cung của hoàng triều đấy. Không phải nói là hoàng cung có bảo khố sao. Vào núi bảo vật rồi thì sao có thể tay không ra về chứ. Sau khi tìm kiếm một lúc, vậy mà hắn thật sự tìm được nơi hoàng thất giấu bảo vật. Nhìn đống linh khí ngũ dai, lục dai chất thành núi bên trong, cùng với một hàng đan dược lục dai, thất dai, thậm chí có cả bát dai, thành ca đã sắc nghẹt cả thở. Chỗ này cần biết bao nhiêu là điểm. Cho dù bây giờ hắn phải xây một tông môn cho hàng vạn người, thì đều có thể trang bị đến tận răng cho tất cả mọi người. Chẳng qua là điểm tích phân quan trọng hơn nhiều. Mất gần hai canh giờ hắn mới cất xong xuôi tất cả mọi thứ, sau đó cái gì đáng giữ lại thì giữ, cái gì nên đổi thì đổi. Hắn giữ lại tầm 65 viên bảo đan, chỉ có điều trong đó vẫn không có đan dược thăng cấp cảnh giới thần hồn, mà tất cả đều là gia tăng linh lực. Đáng lẽ ra sách, và cơ của hai kẻ dư lương và hàn hoa nguyên kia hai món bảo khí, Khương Thành nhìn một lát, tuy là bản thân tạm thời không dùng đến cơ mà làm bảo vật chấn tông cũng khá ổn. Trừ những cái đó ra, ba món linh khí cửu dai bổ sung vào bảo khố của tông môn để dùng. Những thứ còn lại, đổi tất. Một lần đổi này, điểm tích phân của 855 vạn trước đó của hắn trực tiếp biến thành 3163 vạn. Có điểm tích phân rồi, đương nhiên là phải thăng cấp trước. Nhấp mở bảng hệ thống, tiêu hết 1.000 vạn tích phân, hệ thống của hắn thay đổi hình dạng. Cấp 6. Tích phân, không trên 100 triệu. Tích phân khả dụng 21 triệu 637.893 Kỹ năng hiện tại, ký chủ có thể tiêu tốn điểm tích phân để tăng tư chất mục tiêu lên một đẳng, đếm ngược một ngày. Chú ý, tư chất của mục tiêu càng cao, điểm tích phân tiêu tốn càng nhiều. Kỹ năng cấp tiếp theo, ký chủ có thể hồi sinh bất kỳ mục tiêu nào một lần, không cần đếm ngược. Chú ý, cảnh giới mục tiêu càng cao, thời gian tử vong càng dài thì tốn càng nhiều tích phân. Đù, ngay cả việc hồi sinh cho tất cả cũng có rồi, Hệ thống thật đúng là trâu bò ghê. Bây giờ thành ca chỉ có một đúng chữ phục. Có kỹ năng hồi sinh rồi, về sau lại có thể mang đám người kỳ linh hàm. Lâm Ninh đi ra ngoài làm màu, lúc ấy nhất định sẽ rất ngầu. À không, là cùng nhau ra ngoài rèn luyện. Các nàng ở trong tông môn khổ, tu cũng không phải là có vấn đề. Nhưng ra ngoài rèn luyện, hệ số nguy hiểm rất lớn, nhất là kẻ thù của phi tiên môn cũng chẳng ít. Nếu có thể hồi sinh bất cứ lúc nào thì có thể yên tâm hơn nhiều chỉ hy vọng đến lúc đó số điểm tích phân cần để sống lại không quá cao. Thăng cấp xong rồi, ánh mắt hắn lại nhắm ngay vào bảng rút thưởng. Có điểm tích phân thì trong lòng lại ngứa ngáy. Ngẫm lại thăng cấp to lớn mà lần trước đạo thiên tiên vẫn đem lại, hắn thật sự không thể kìm nén nổi xúc động đánh cược. Rút thưởng cấp 4 một lần là 100 vạn, thật sự rất cắt. Hắn trà trà tay, hắn quyết định vẫn nên chọn rút thưởng cấp 3 liên tiếp 10 lần. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên thất chuyển ngưng hồn bảo đan. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên thiên mệnh ích khí bảo đan. Chúc mừng ký chủ nhận được ba giọt vân phá lệ quy lâm. Chúc mừng ký chủ nhận được một cọng thiên sơn bạc yên vũ. Chúc mừng ký chủ nhận được một phần mảnh vỡ bảo khí. Chúc mừng ký chủ nhận được một phần mảnh vỡ bảo khí. Chúc mừng ký chủ nhận được một khối kim diễm hoàng cổ thiết. Chúc mừng ký chủ nhận được một tấm trận đồ liệt địa thất tuyệt trận. Chúc mừng ký chủ nhận được một đóa nguyệt lan lũ anh hoa. Chúc mừng ký chủ nhận được một phần thiên tiêu sóc nhật kiếm quyết. Vừa rút xong liên tiếp 10 lần, Khương Thành suýt chút nữa thì tức đến tắt thở. Không có tàn mảnh của toàn cơ đồ, không có bảo khí, không có đạo thiên tiên vận, không có kỹ năng, đến cả nhắc nhở nhân phẩm bộc phát cũng không lấy một lần. Mảnh vỡ bảo khí phải có đầy đủ 20 cái mới có thể hợp thành một cái bảo khí hoàn chỉnh, thật là hố to mà. Nhưng mà hắn không ngẫm xem, đồ vật hiếm có như bảo khí này, cho dù là thánh địa cũng chỉ có cấp bậc thánh tử mới có cơ hội có được. Đệ tử chân truyền bình thường cũng chỉ dùng linh khí cửu giai, trái lại thiên tiêu sóc nhật kiếm quyết lợi hại hơn gấp mấy lần u tuyển phong diễm kiếm của đoan mộc gia trước đây cho dù là ở cấp độ đạo cung cảnh này thì cũng là võ kỹ nhất đẳng đứng đầu hơn nữa kiếm quyết của hệ thống cũng tiện lợi chỉ cần lấy ra là có thể học được cũng không cần tu luyện cái này xem như là thu hoạch lớn nhất trong 10 lần rút thưởng liên tiếp này khương thành cũng không hề do dự trực tiếp nhấn lấy ra sau đó trong đầu hắn liền xuất hiện thêm một môn kiếm thuật toàn bộ những gì liên quan đến môn kiếm thuật này đều biến thành ký ức vốn có của hắn không sót một chữ nào. Kiếm thuật này một khi lan truyền ra ngoài thì e rằng sẽ là một đống người kinh sợ. Kiếm thuật này là một loại võ kỹ, chia thành mấy đại cảnh giới như sơ khuy môn kính, lược hữu tiểu thành, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, tiểu viên mãn, đại viên mãn, uy lực có thể phát huy có cách biệt một trời một vực. Cấp độ ngang nhau nhưng uy lực của kiếm thuật cảnh giới đại viên mãn, lúc nào cũng gấp đôi so với tiểu viên mãn. Nhưng một môn kiếm thuật càng cao siêu, càng khó luyện tới đại viên mãn giống như bảy đại cao thủ kiếm tôn An Đức Minh Lục Nhiễm Thu Hà, võ kỹ bọn họ thường dùng đều đang đạt tới cảnh giới lô hòa thuần thanh, hoặc đăng phong tạo cực nhìn có vẻ cách tiểu viên mã không xa, nhưng cũng có lẽ cả đời này không vượt qua nổi. Nếu như trước đó gặp môn kiếm thuật ở cấp độ đạo cung này, vậy thì chỉ sợ đạo cung cảnh nhị trọng hạ hầu tuấn kia cũng không đánh lại hắn. Khương Thành thở dài nhìn đống thiên tài địa bảo còn sót lại chưa dùng được. Hắn còn đang ngại đen mặt đây. Làm lại. Nhân phẩm của hắn bộc phát, cứ như dùng hết sạch cho lần trước rồi. Lần thứ hai rút thưởng liên tiếp 10 lần, đến cả võ kỹ cũng không ra. Quẹt quẹt quẹt, liên tiếp thử lại vài lần nữa. Mãi cho tới lần thứ 10 rút 10 lần liên tiếp, hết sạch 1.000 vạn điểm tích phân. Bây giờ Thành ca rất hy vọng có thể biến ra một điếu thuốc, hắn cần bình tĩnh một chút. 10 lần rút liên tiếp 10 lần, kết quả nửa buồn nửa vui. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly cà phê nhé. Sau lần thứ 10 rút thưởng 10 lần liên tiếp cuối cùng cũng rút được vài lần nhân phẩm bộc phát. Hắn lại nhận được ba món bảo khí Sơn Hải Xuyên Vân Thương, Tử Dương Phá Lãng Kiếm, Quyển Nguyệt Mạo Uyên Giáp. Các mảnh nhỏ của bảo khí khác cũng đủ 20 mảnh, hợp thành một món thương vũ phi hồng giáp. Trong mắt của hệ thống, đương nhiên là trực tiếp ra bảo khí là may mắn bùng nổ lắm rồi. Nếu như để ở bên ngoài, kiểu gì món bảo khí này cũng sẽ dẫn đến một hồi tranh đoạt gió tanh mưa máu. Đến cả hoàng đế hạng cao giã, của vương triều Cản Tinh cũng chưa có một món bảo khí nào đâu, nghĩ thôi cũng biết là nó quý giá đến mức nào rồi. Nhưng đối với người nuôi trí chết thêm vài lần, ra đường ngay cả bùa chú cũng không mang theo như Khương Thành mà nói, cái này quả thật không cần dùng. Còn lại hai lần nhân phẩm bộc phát, một lần là loại pháp bảo hạ phẩm thiên tinh tí hồn quan. Món pháp bảo này vẫn còn có tác dụng với với hắn. Thiên tinh tí hồn quan xem như hộ giáp của thần hồn, đeo pháp bảo này, vào thì thần hồn được tinh lực che chở, có, thể ngăn cản bí thuật dưới thánh giai xâm nhập. Sau khi đạt được ly long tàn linh, cảnh giới thần hồn của hắn đạt tới đạo cung cảnh nhất trọng nhưng bởi vì toàn bộ cảnh giới không tới đạo cung cảnh cũng chưa từng học bí thuật thần hồn cấp độ đạo cung nên năng lực phòng ngự thần hồn của hắn cực yếu đó cũng chính là nguyên nhân vì sao lúc chiến đấu trước đó bị một chữ mộng của hai đại thánh tử kia trực tiếp đưa vào cõi mơ luôn tuy rằng chữ mộng kia giúp hắn được chết một lần như mong muốn nhưng ngẫm lại lúc ấy nếu như đối phương nói cũng là quỳ hoặc bò vậy cho dù là có thể hồi sinh thì thanh danh một đời của hắn cũng không còn nữa luôn cái bảo quan này vẫn cực kỳ quan trọng, hắn không chờ nổi nữa mà đeo lên. Một món khác là nguyên bộ Tiên Thiên Lôi Hỏa Bảo Trận, bao gồm trận đồ trận nhãn cùng với phụ kiện khác. Thứ đồ này có thể làm đại trận hộ tông môn của Phi Tiên Môn. Trước đó, tông môn cứ mãi không có gì để phòng hộ, phải dựa vào hai tôn đại sát khí là Tam Nhãn Hổ và A Hoàng. Người ngoài muốn vào thì vào, đúng là chẳng có chút mặt mũi nào hết. Có Tiên Thiên Lôi Hỏa Bảo Trận này, cho dù không mở hoàn toàn để tấn công kẻ địch thì bình thường cũng có tác dụng canh gác và ngăn cách. Ngoài vài lần nhân phẩm bộc phát ra thì còn có hai tàn mảnh của toàn cơ đồ. Sau khi ghép lại, tấm tiên đồ này đã có thể nhận 48 người đi vào cùng một lúc. Ban đầu hắn còn nghĩ nếu thêm một tàn mảnh nữa, thì tốc độ dòng chảy thời gian sẽ tăng 1.000 lần. Bây giờ mới phát hiện càng về sau thì hiệu quả càng yếu. Trước mắt là có 4 tấm tàn mảnh, tốc độ dòng chảy thời gian cao nhất có thể đạt được là 3.200 lần. Hơn nữa, môi trường bên trong cũng tốt hơn ban đầu rất nhiều tuy vẫn chưa sinh ra cây cối, nguồn nước và linh khí, nhưng bên trong đã ổn định, nhìn chung không có dung nham khí độc nữa. Cũng đạt được một lần kỹ năng, là ẩn thân cấp 3. Trong tình huống không chiến đấu, có thể trốn vào hư không ẩn thân 30 phút, thần hồn tiên giai trà xét cũng không thể phát hiện, bị công kích hoặc linh lực, mà ký chủ điều động dao động quá lớn thì sẽ tự động giải trừ trạng thái ẩn thân. Hạn dùng là 3 lần một ngày. So với ẩn thân cấp 2 thì đã mạnh hơn nhiều rồi, đến cả tiên giai cũng không thể điều tra ra, thời gian cũng kéo dài theo, từ 10 phút lên tới 30 phút, hơn nữa mỗi ngày có thể ẩn thân 3 lần. Anh đây thật sự không muốn làm thích khách đâu. Cơ mà này sau dùng cái kỹ năng này có thể làm màu ở trước mắt tiên nhân, thì cũng không tệ đâu. Trừ mấy cái đó ra, hắn còn tự động học xong một môn phần hư bí điển, võ kỹ hỏa hệ của đạo cung cảnh, cả hai đều trực tiếp đạt đến đại viên mãn. Còn có một môn công pháp đại dịch huyền long quyết, cao cấp hơn công pháp đoan mộc ra trước đấy không biết bao nhiêu lần chỉ có điều là hắn giữ lại chứ không lấy ra. Nguyên nhân rất đơn giản, công pháp của hệ thống này mà lấy ra, thì sẽ trực tiếp tương ứng với cảm ngộ của cảnh giới của hắn. Đại dịch huyền Long Quyết, gồm 8 tầng, trong đó, thiên mệnh cảnh đại diện cho tầng thứ 6. Hiện tại cảnh giới là của hắn là thiên mệnh cảnh cửu trọng, nếu lấy ra thì tự động nhận được cảm ngộ của tầng thứ 6. Nếu như vậy thì chi bằng đợi đến đạo cung cảnh hắn lấy ra, như vậy có thể nhận được cảm ngộ tầng thứ 7 rồi. Còn về nhập thánh cảnh đại diện cho tầng thứ 9, Kiểu người như Thành Ca này có thể kiên nhẫn chờ được sao? Về phần còn lại, đều là thiên tài địa bảo và đan dược linh tinh. Hắn nhận được 5 viên đan dược có thể nâng cao cảnh giới thần hồn, 8 viên nâng cao cảnh giới linh lực, ngoài ra còn có 4 viên bảo đan chữa thương. Kết quả lần rút thưởng này làm cho hắn không biết nói gì cho phải. Nếu là người khác, vừa có công pháp, vừa có võ kỹ, vừa có bảo khí, vừa có đan dược, đủ để nghịch thiên cải mệnh rồi đấy. Nhưng hắn chỉ thở dài, bây giờ rút thưởng ở cấp 3 quả là chẳng ổn tí nào nhìn số điểm tích phân còn lại là 11.637.893, hắn cắn chặt răng, quyết định thử rút thưởng cấp 4 liên tiếp 10 lần một lần. Rút thưởng cấp 4, một lần sẽ tốn 100 vạn, 10 lần liên tiếp là 1.000 vạn. Nhưng bây giờ đánh cược đỏ mắt rồi, hắn nhịn không nổi nữa. Tiêu tốn 1.000 vạn điểm, một phát liên tiếp 10 lần, hắn không ngừng lầm bầm nhân phẩm bộc phát. Chúc mừng ký chủ nhận được một sợi đạo thiên tiên vận. Chúc mừng ký chủ nhân phẩm bộc phát, nhận được một viên thần phẩm vô chủng. Chúc mừng ký chủ nhận được một tàn mảnh của toàn cơ đồ. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên thiên cơ hồi hồn thánh đan. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng truyền tống cấp 4. Chúc mừng ký chủ nhận được một phần mảnh nhỏ thánh khí. Chúc mừng ký chủ nhận được luyện đan thuật tứ giai. Chúc mừng ký chủ nhân phẩm bộc phát, nhận được độc chi anh linh. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên thái hư tử kim thánh đan. Chúc mừng ký chủ nhận được một viên cửu khiếu phục hồn thánh đan. Rút thưởng cấp 4 không giống ở chỗ đến cả đạo thiên tiên vận cũng không tính là nhân phẩm bộc phát. Gần như mỗi thư ở đây hắn đều có thể dùng được. Lại thêm, một mảnh toàn cơ đồ, sau khi hợp lại, có thể nhận tới 81 người cùng nhau tiến vào, tốc độ dòng chảy thời gian cũng tăng lên tới 3.600 lần. Cuối cùng cũng có một lần được nhận đạo thiên tiên vận, có thể giúp một dòng sông võ đạo khác của hắn tăng lên tới tiên giai. Thiên cơ hồi hồn thánh đan, và thái hư tử kim thánh đan kia đều dùng để tăng tu vi thần hồn. Còn về cửu khiếu phục hồn thánh đan, không thể gia tăng tu vi mà là dùng để chữa trị tàn hồn, vừa hay có thể cho tiên nhân nghèo túng như Mạc Trần dùng. Xem như là thành ca lôi kéo chút lòng người. Luyện đan thuật tứ dai, giờ đã có thể luyện ra thánh đan. Tuy rằng lúc rút thưởng cấp 3 không nhận được kỹ năng nào, nhưng lần này hắn trực tiếp nhận được truyền tống cấp 4, khoảng cách mỗi lần truyền tống là 1.000 dặm, 4 lần một ngày. Cái này cuối cùng cũng có thể thỏa mãn dục vọng làm màu khắp nơi của hắn, sau này hắn có thể dẫm đạp hết mấy đại thánh địa ở xung quanh trong vòng một ngày thần phẩm vu trùng và độc chi anh linh, còn sót lại là hai thứ hắn chưa từng thấy bao giờ đọc kỹ phần hướng dẫn, cuối cùng mới hiểu ra được. Thần phẩm vu trùng, thật ra có thể coi như là thiên phú vu thuật. Không phải ai cũng có thể luyện được vu thuật, cho dù có được vu pháp điển tịch, thì hầu hết các tu sĩ cũng vẫn không nhập môn được. Đây là một môn cần thiên phú đặc thù. Một khi hắn kích hoạt viên vu trùng, này thì từ giờ trong cơ thể sẽ có mầm mống vu thuật, có được trình độ thiên phú vu thuật cấp thần thiên phú cấp thần này có thể nói là điển tịch vu thuật bày ra trước mắt chỉ cần xem một lần thôi là đã có thể học được rồi hơn nữa có thể luyện đến cảnh giới cao siêu rất dễ dàng cho dù hắn là một người thường chỉ cần bị nhìn thấu thiên phú khi bước vào vu bộ thì cũng sẽ được cung phụng hệt như là hy vọng tương lai của toàn tộc còn về độc chi anh linh lại khiến hắn nhớ đến lúc trước vào ngày tiêu diệt xích nhật tông nhận được phụ thể chiến chi anh linh trong vòng ba phút hiệu quả của hai thứ này như nhau chẳng qua là chiến chi anh linh có thêm lực chiến đấu và bộ phận phòng ngự, còn độc chi anh linh thì có thêm là độc. Sau khi kích hoạt độc chi anh linh này, hắn sẽ vĩnh viễn có được nó. Trong lúc chiến đấu sau này, nếu hắn dùng anh linh này, hắn sẽ có thêm 30% sát thương có độc mỗi lần tấn công, đồng thời lực tấn công cũng sẽ tăng thêm 10%. Loại sát thương có độc này không phải là độc vật bình thường trong giới thế tục, mà là trực tiếp tiến hành đầu độc linh lực kiếm quang đạo cung của kẻ địch, thậm chí ngay cả công kích thần hồn cũng sẽ bị nhiễm độc sau khi bị nhiễm trực tiếp tổn hại căn cơ, hiệu quả phụ thuộc vào sức mạnh của đối thủ. Sợi đạo thiên tiên vận kia, cuối cùng hắn sử dụng trên dòng sông dài cửu cung. Bởi vì cửu cung là sự kết hợp của võ đạo và những thứ khác, ví dụ các loại pháp thuật vận dụng trong võ đạo như là trận pháp, phù văn, vu thuật, độc thuật đều thuộc phạm vi của cửu cung. Ngay sau khi đạo thiên tiên vận có hiệu lực thì thấy sông dài cửu cung cấp chân ban đầu đã xảy ra thay đổi lớn. Chín dòng sông võ đạo ấn ký trên không trung rủ xuống, trên dòng sông xanh của cửu cung, chữ khắc võ đạo chuyển từ màu trắng sang màu xám, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó biến thành màu bạc, ngay sau đó lại biến thành màu vàng giống hệt như chữ khắc của dòng ngũ hành. Màu chữ càng ngày càng nổi bật, càng ngày càng sáng rõ. Vô số chữ khắc huyền bí rực rỡ trói mắt, cứ như đột nhiên sống lại. Khi đạo thiên tiên vận hoàn toàn dung hợp, sông dài cửu cung và sông dài ngũ hành chạy song song với nhau, hoàn toàn vượt qua bảy con sông dài kia. Ấn ký tiên cấp thứ hai đã hoàn thành vô số những môn khác xuất hiện trong tâm trí Khương Thành, bất kể là trận pháp phù văn đan dược luyện khí hay là y e bốc tinh tướng cầm kỳ thi họa vô độc. Hắn cũng không trực tiếp trở thành bậc thầy trong các lĩnh vực đó. Nhưng chỉ cần trong tương lai hắn hiểu một môn trong số đó, rồi có thể kết hợp kiến thức trong lĩnh vực này với võ đạo, biến nó thành một bản lĩnh mạnh mẽ. Hắn còn nhận được thuật luyện đan tứ dai từ việc rút thưởng, việc này giúp hắn trở thành một đan sư có thể luyện chế được đan dược thánh phẩm, hiểu biết sâu sắc về đan đạo. Cho nên hiện tại, trong đầu hắn hiện ra những cảm ngộ khi kết hợp võ đạo và đan đạo ví dụ như là độc đan đan bạo đan chuyển kiếm nguyên dĩ đan thành cấm loại cảm ngộ này vô cùng huyền diệu thậm chí còn thúc đẩy nâng cao trình độ đan đạo ban đầu của hắn rốt cuộc thì hàng ngàn vạn đại đạo luôn bổ sung cho nhau đều có điểm tương thông với nhau hệt như lần thăng cấp ngũ hành lần trước lần này hắn lại có cảm giác tăng thương giống như đã trải qua gần trăm vạn năm rèn luyện thật sự thần kỳ ghê hắn thở vào một hơi, nhìn thấy 163 điểm tích phân còn sót lại, hắn không khỏi chạy lòng. Hắn vuốt chiếc nhẫn một cái, lấy hai món bảo khí mà trước đó hắn lấy được từ hai đại thánh tử ra. Hai món bảo khí một cờ một sách này, hắn cũng không dùng được. Ban đầu định dùng làm bảo vật chấn tông, nhưng giờ không có điểm tích phân. Bảo vật chấn tông tính sau vậy, đổi điểm tích phân trước để an ủi đã. Một món bảo khí trị giá 500 vạn điểm tích phân, đổi cả hai món thì tổng cộng cũng thêm được 1.000 vạn điểm rồi. Nếu Lam Đề có thể nguyện trung thành thì tốt biết bao, ta cược là ít nhất nàng phải trị giá đến 2000 vạn. Nhưng mà ngẫm lại chắc chắn không có khả năng này rồi. Người ta chính là tộc trưởng một bộ tộc, lại còn là đạo cung cảnh bắt trọng, làm sao có thể đồng ý chuyện như vậy được? Trước hết cứ nâng cao cảnh giới đã. Hắn nhận được không ít bảo đan từ lần rút thưởng cấp 3, thêm một ít linh đan còn lại lúc trước, hắn lại ngồi xếp bằng, uống thuốc thăng cấp. Vì trước đó đã có cảnh giới thần hồn đạo cung, cảnh nhất trọng rồi nên không còn cửa ải nữa. Linh lực khổng lồ trực tiếp lao về phía trước, chỉ một thoáng, thần phủ tự động bay thẳng lên trời. Tiếp sau đó, ngay bên trong tầng mây đó bắt đầu biến hóa thần kỳ. Một tòa cung điện nguy nga trắng lệ thay thế cho thần phủ trước đó, hào quang bốn phía, soi sáng tầng mây kia như trốn bồng lai tiên cảnh. Phía dưới bên trong thành, mọi người dừng chân nhìn lên, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Đây là tiên cung giáng lâm hả? Chẳng lẽ là có tiên nhân hạ phàm? Một số tu sĩ bay lên trời, muốn nhìn gần nó nhưng hoàn toàn không đến gần được đạo cung đó tu sĩ bình thường làm sao bay đến được bọn họ chỉ có thể nhìn thấy chín dòng sông rộng lớn dâng lên lơ lửng trên mây hệt như một giải ngân hà treo ngược cảnh tượng này kéo dài trong một khắc rồi dừng lại giờ đây khương thành đã chính thức trở thành cường giả đạo cung cảnh nhất trọng sau đó hắn mới lấy môn công pháp đại dịch huyền long quyết trước đó ra đạt đến đạo cung cảnh rồi sau khi dùng công pháp này có thể đạt được cảnh giới tầng thứ bảy hơn nữa lại còn là cảm ngộ cảnh giới viên mãn, căn cơ đạo cung của hắn lập tức vô cùng vững chắc. Cũng bởi vì đặc tính công pháp này mà linh lực hình thành thế rồng ngâm, muôn hình vạn trạng. Đương nhiên là hắn chẳng do dự gì với việc nâng cao thực lực hết, nên hắn ăn nốt hai viên thánh đan tăng cường thần hồn, luôn chỉ mình hắn mới có được loại đãi ngộ này. Bảo vật cấp bậc thánh đan như này, đâu phải tu sĩ đạo cung cảnh nào cũng xứng đáng được dùng. Cho dù có bước vào thánh cảnh, có thể dùng thánh đan một lần thì cũng hệt như việc trăm năm mới có một lần được hưởng thụ xa xỉ như thế. Dược lực chứa trong viên thánh đan cực kỳ đáng sợ, hai viên đã khiến cho thần hồn của hắn tăng nhanh, mãi cho đến khi đạt được đạo cung cảnh thất trọng mới chịu dừng lại. Cảnh giới thần hồn đã đạt được rồi, vậy thì cũng không cần đợi lâu nữa. Sau chiến thắng lần trước, hắn vơ vét được hơn 60 bảo đan, vừa hay hiện tại dùng một ít. Linh lực mà đạo cung cảnh cần gấp mười mấy lần thiên mệnh cảnh, vì thế việc thăng cấp không còn nhanh như trước nữa lúc lam để vội vàng quay lại thì thấy tên này lại đang uống bảo đan thăng cấp, lại còn trực tiếp ngồi một mình ở bên ngoài, không thèm tìm nơi vắng vẻ, lại càng không tìm người bảo vệ, cứ như thể không sợ có ai đến làm hại hắn vậy. Hơn nữa dùng đan dược còn khoa trương hơn so với lần trước, bốc từng nắm một, không thèm đếm mà cứ tống hết vào miệng. Ngươi coi đó là kẹo bằng đậu đó hả? Điên rồi à? nàng không còn sức để nói thêm nữa. bây giờ nàng chỉ cảm thấy, dù cho có xảy ra chuyện gì trên người tên này đi chăng nữa thì cũng là chuyện bình thường. Sau khi dùng hết bảo đan, Khương Thành thăng hai cấp, đạt tới đạo cung cảnh tam trọng. Mặc dù vẫn còn không ít kinh đan cấp thấp, nhưng dược lực này với hắn mà nói như muối bỏ biển, hắn cũng lười lãng phí. "Ngươi thăng cấp xong rồi hả?" Lam để cố gắng nói ra giọng điệu bình tĩnh đủ má, lúc tên này đến đây mới có thiên mệnh cảnh tứ trọng, bây giờ lại trở thành đạo cung cảnh tam trong ngay dưới mắt mình luôn mới có mấy ngày. Ngẫm lại chính mình, bởi vì nàng có vu bộ truyền thừa, lại còn nhiều lần có cơ duyên nghịch thiên và kỳ ngộ cộng thêm cố gắng tu luyện với thiên phú tuyệt hảo, không dễ dàng gì mới mới thăng cấp tới đạo cung cảnh bắt trọng. Trong hoàn cảnh không có tông môn bồi dưỡng, đây cũng xem như là kỳ tích rồi. Kết quả là dường như tên này có thể vượt nàng bất cứ lúc nào. Còn để người khác có đường sống nữa không vậy trời. Tăng cấp xong rồi. Thành ca thấy hơi là lạ khi thấy chỉ có mình nàng. Ngưng để đâu? Ngươi giết nàng rồi. Làm để lắc đầu. Không, ngay từ đầu ta đã không có ý định giết nàng. Ta dùng chú thuật cũng chỉ để dọa nàng thôi khương thành bĩu môi nói tin ngươi mới là lạ lam để không hề tức giận mà lạnh nhạt nói ba năm sống chung thật ra ta đã có tình cảm rồi nếu không thì ta cũng không dạy nàng giúp nàng tiến vào đạo cung cảnh những gì mà bản thân nàng học được hơn một nửa đều là do ta truyền lại xưng là nửa sư phụ cũng không quá thậm chí trong tương lai ta còn muốn dẫn nàng đến nàng không nói thêm gì nữa chỉ thấy nàng hơi buồn ai mà biết được thứ mà nàng luôn muốn là làm thế nào để ta chết thảm hơn vẻ mặt khương thành không nói nên lời ngươi hạ chú thuật lên người ta trừ khi là thích bị ngược đãi còn không thì sao có thể không hận ngươi được vậy nên ngươi thả ngưng đề rồi à không phải đâu lão huynh ngạch lão tỷ nàng đã hận chúng ta như vậy đứng ở lập trường của ta và ngươi thì đây chính là thả hổ về rừng đó lam để tức giận chừng mắt nhìn hắn ta ngốc như vậy sao vậy nàng bản thân ta tự có sắp xếp giữ nàng là bởi vì chỉ có bộ tộc hạng thị các nàng mới có thể kích phát ra sức mạnh tinh thần lớn nhất của tứ phương nguyên đỉnh. Đợi tới lúc cần thiết thì tự nhiên nàng sẽ xuất hiện. Khương Thành không cần nghĩ cũng biết là ngưng để lại bị nàng khống chế rồi, hơn nữa e rằng lần này khó mà chờ mình được. Tứ phương nguyên đỉnh bị ngươi lấy rồi hả? Ngươi có thể đưa nó cho ta được không? Làm để cũng không nhiều lời hay ngại ngùng gì mà trực tiếp nói ra yêu cầu của mình. Trong trận chiến vừa rồi, cuối cùng vẫn là Khương Thành dựa vào hệ thống hách để một mình xử lý cả hiện trường. Nhưng mà nói phương diện khác thì trước lúc hách là do Lam để gánh, điều ấy cũng không thể phủ nhận được. Dù nói thế nào, lúc ấy xem như hai người là đồng đội. Đưa một cái đỉnh không dùng được cho nàng, thành ca cũng không định phản bác. Chỉ là hắn còn muốn cố gắng thêm lần nữa. Ngươi thật sự không muốn làm người của ta sao? Ca đẹp trai như vậy, phi tiên môn non xanh nước biếc, người ở đó vô cùng nhiệt tình, hơn nữa phúc lợi môn phái vô cùng tốt, thi thoảng phát lì xì, ngươi đi theo cũng không thiện. Làm để nghe xong nhíu mày, sau đó trực tiếp loại bỏ những lời nói khoe khoang này. Rốt cuộc tên này muốn làm gì đây? Muốn mình làm nữ nhân của hắn ư? Tuy rằng trước mắt cảnh giới còn kém mấy trọng, nhưng với tư chất thiên phú và ngoại hình của hắn, thật sự xứng với mình. Nếu như thành thân, thì cũng coi như giúp Vu Bộ có thêm một cánh tay hỗ trợ siêu mạnh đúng không? Dù sao mình cũng không thích, hình như đồng ý với hắn cũng chẳng sao. Nhưng nhớ tới lần trước sau khi nàng đồng ý thì đã bị hắn mắng, lần này nàng cẩn trọng hơn một chút, người nghiêm túc chứ. A, à, có cửa rồi. Thành ca vội vàng nghiêm mặt, nghiêm nghị nói, ta chưa từng nghiêm túc hơn bây giờ. Vì để thu phục Lam Đề, cho dù thái độ phải nghiêm chỉnh một ngày một đêm, thì hắn cũng chấp nhận không nói đùa chứ. Chuyện như này sao có thể nói đùa được? Hừ, ai biết ngươi có thật lòng hay không? Mới gặp qua vài lần đã nói mấy lời kiểu này, rốt cuộc ngươi vừa ý cái gì của ta cơ chứ? Ta vừa ý tư chất với thực lực của ngươi. Rất đáng giá mà. Đương không thể nói lời như vậy rồi. Công thức mà Khương Thành rất thành thục, Ta vừa ý tất cả mọi thứ của ngươi, không chỉ là dung mạo thực lực, hay là tính cách phẩm hạnh. Bất kể ưu điểm hay là khuyết điểm của ngươi, ở trong mắt ta tất cả đều thật quý giá. Tên này thổ lộ buồn nôn như vậy hả? Suýt chút nữa thì toàn thân Lam để nổi da gà, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận mấy lời này khiến cho người ta thoải mái. Vậy được thôi, ta đồng ý, thành ca là vui sướng trước tiên, sau đó nụ cười dần dần biến mất. Hệ thống vẫn là không kêu tinh một tiếng không qua được chứng thực của hệ thống, chứng tỏ nàng vẫn chưa phải là người một nhà. Nhưng nữ nhân này nhìn có vẻ không giống như đang nói dối, vẻ mặt, ánh mắt kia, giọng điệu, nhìn rất chân thật. Không ngờ rằng nàng biết diễn kịch như vậy, lần này Khương Thành thật sự hơi tổn thương. Anh đây xem trọng ngươi như vậy mà. Hắn đến thế giới này còn chưa từng dốc lòng chào mời ai nhiều như thế, kết quả đổi lại là hai lần lừa gạt khẩu thị tâm phi. Hắn thở dài, lấy bảo đỉnh ra ném cho nàng. Ngươi cầm lấy đi. Bỏ đi. Không gò ép nữa, làm để nhanh chóng vươn tay nhận lấy. Trong mắt của nàng, việc Khương Thành đưa bảo đỉnh cho bản thân nghĩa là đồng ý với nàng. Bảo đỉnh này giống như là tín vật đính ước, nàng thấy hơi xấu hổ. Sao ngươi không hỏi xem rốt cuộc ta định dùng bảo đỉnh để làm gì? Đáng lẽ nàng định lấy được bảo đỉnh rồi thì sẽ rời khỏi đây, nhưng hiện tại nàng đã coi Khương Thành là hôn phu, vậy thì cũng coi như là người một nhà. Đương nhiên một vài suy nghĩ thay đổi rồi. Quả thật Khương Thành tò mò, nhưng mà lúc này hắn mất hứng rồi hắn thuận miệng chiếu lệ nói một câu à dùng để làm gì vậy tiến vào tiên vực làm để nói từng chữ một rồi ánh mắt nhìn chằm chằm mặt của hắn trong chốc lát cái gì cơ tiên vực ban đầu khương thành hơi suy sụp nhưng hắn vực lại tinh thần vì bốn chữ này tiến vào tiên vực không phải đến thánh giai đỉnh phong mới có thể phi thăng sao chỉ dựa vào mỗi tứ phương nguyên đỉnh thôi mà cũng có thể phi thăng thành tiên á người đang nói đùa phải không làm để lắc lắc đầu dựa vào việc phi thăng thành tiên đã là chuyện của quá khứ rồi. Một ngàn vạn năm qua, hạ giới chưa từng xuất hiện một thánh giai nào có thể thành công phi thăng. Cho dù là tư chất của bọn họ kinh khủng cỡ nào, cho dù là môn phái, sau lưng bọn họ to lớn nào, thì bọn họ đều không thể thành tiên. Thành ca choáng váng, hắn thật sự cho rằng tương lai bản thân phi thăng thành tiên sẽ như nước chảy thành sông, thậm chí còn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên hoang bất diệt thể mà, còn có hệ thống hộ giá, không thành tiên mới lạ đấy bây giờ ngẫm lại những chuyện chắc như đinh đóng cột dường như lại không hề chắc chắn như mình nghĩ tại sao chứ lam để giọng điệu trầm thấp nói bởi vì sự xuất hiện hư tiên giới hư tiên giới là cái gì hư tiên giới là nơi chín vị tiên tổ của di tiên tộc năm đó của chúng ta lần đầu tiên xuất hiện họ rơi từ tiên giới xuống hư tiên giới cuối cùng là rơi từ hư tiên giới xuống hạ giới ý của ngươi là hư tiên giới xuất hiện vào lúc đó ư đúng vậy lam để gật gật đầu lại nói ngàn vạn năm trước hư tiên giới đột nhiên vắt ngang giữa vu tiên vực và hạ giới phá vỡ quy tắc nguyên thủy của trời đất cũng vì thế mà chặn mất con đường thăng thiên người cũng biết trước kia đạo cung cảnh tiến lên nhập thánh cảnh không hề khó mà bây giờ vừa qua cửa đã xuất hiện lôi kiếp hơn nữa mỗi một trọng của nhập thánh cảnh đều có lôi kiếp đó là do quy luật trời đất đã xảy ra thay đổi và ngược lại lôi kiếp mà thánh giai gặp phải khi phi thăng thành tiên thời viễn cổ giờ đây đã biến mất Khương Thành có điều khó hiểu, không có Lôi Kiếp thì không phải là chuyện tốt sao? Hắn cũng là biết một vài tu sĩ vì không qua được Lôi Kiếp mà cuối cùng lại bị đánh chết, một thân đạo hạnh cũng tan thành mây khói từ đó. Lam để kinh ngạc nhìn hắn, có đôi khi ta thật sự nghi ngờ rằng, liệu ngươi có phải là người mới tu luyện hay không? Lôi Kiếp rất đáng sợ, nhưng không có lễ rửa tội của Lôi Kiếp thì thánh giai không thể đột phá, chỉ có thể cứ mãi mắc kẹt ở hạ giới. Lúc này, Khương Thành chợt hiểu ra. Nhưng mà, chín vị tiên nhân trong tiên di, tộc của các ngươi không phải đã thành công về tới tiên vực sao, rõ ràng vẫn có ngoại lệ. Bọn họ vốn là tiên nhân, thực lực đã vượt xa cực hạn của hạ giới. Cho dù không muốn trở về tiên vực, thì quy tắc của trời đất sẽ buộc bọn họ phải trở về. Thì ra là thế. Khương Thành lại hỏi, vậy như thế nào ngươi lại biết có thể tiến vào tiên vực từ hư tiên giới? Ngàn vạn năm qua có ai đã đi vào rồi sao? Không hề, hư tiên giới không dễ vào như vậy đâu. Nhưng bởi vì chính vị tiên tổ hạ xuống từ nơi đó cho nên, chúng ta đoán rằng nơi đó có thông đạo đối với tiên vực. Hóa ra chỉ là phòng đoán. Hy vọng thành tiên kia, cho dù chỉ có một tia hy vọng thì đều đáng để thử một lần. Khương Thành phải thừa nhận rằng nàng nói có lý. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bắt đầu tò mò. Nếu hư tiên giới đã tồn tại hàng ngàn vạn năm vậy thì hẳn là, rất nhiều người đã từng thử đúng không? Chẳng lẽ thành công hay không cũng không thể xác định ư? Làm để lắc đầu? Không đi vào hư tiên giới không dễ như vậy đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Câu trả lời này làm Khương Thành rất bất ngờ. Tiến vào hư tiên giới khó đến vậy sao? Không phải khó vào mà là không tìm thấy. Làm để thở dài, hư tiên giới ẩn náu trong hư không, vị trí thay đổi không ngừng. Hơn nữa, cho dù có tìm thấy, thì phải có pháp bảo đặc biệt mới có thể mở được lối vào. Pháp bảo gì cơ? Lẽ nào là tứ phương nguyên đỉnh? Vẻ mặt Lam để không biết nói gì. Sao có thể chứ, nếu tứ phương nguyên đỉnh, Mạnh như vậy thì vài trăm năm trước đã bị các thánh địa khác cướp rồi, sao mà đến lượt chúng ta được? Nàng lại nói, muốn tìm thấy hư tiên giới, thì phải gom được 9 món pháp bảo truyền thừa của chính bộ tiên di tộc. Mà việc mở lối vào hư tiên giới, thì cũng cần phải có 9 món pháp bảo đó hợp lực lại mới có thể làm được. Khương Thành ngay lập tức phản ứng lại, vậy thì 9 pháp bảo kia là 9 vị tiên nhân năm ấy để lại ư? Đúng vậy, làm để gật đầu. Trước khi họ rời đi, mỗi người đều để lại một pháp bảo truyền thừa luyện cốt phiên của vu bộ ta chính là một trong số đó khương thành rất hào hứng hỏi pháp bảo này thuộc phẩm giai nào làm đề cao ngạo đáp luyện cốt phiên là pháp bảo thượng phẩm có thể vượt qua một đại cảnh giới mạnh mẽ gieo chú ấn lên kẻ địch nếu ta có thể nắm giữ pháp bảo này dù đối mặt với nhập thánh cảnh cũng không cần phải sợ hãi mặc dù khương thành không hiểu biết gì về vu thuật nhưng hắn cũng biết vượt qua một đại cảnh giới là khái niệm như thế nào pháp bảo thượng phẩm quả nhiên là khác biệt không phải ngươi là tộc trưởng sao ngươi là người mạnh nhất vu bộ, luyện cốt phiên không ở trong tay ngươi ư. Nhắc đến điều này, Lam Đề lập tức thấy mất mát. 300 năm trước, một vị tộc trưởng vu bộ đã bị người bên ngoài mê hoặc tâm trí, luyện cốt phiên đã bị lừa rồi trộm đi mất rồi, từ đó không thể giành lại được nữa. Loại chuyện giết người đoạt bảo này, ngày nào trong giới tu luyện cũng có, Khương Thành cũng không biết nên nói gì cho phải. Xin nén bi thương, nén đau thương cái muội nhà ngươi, có biết nói chuyện không vậy? đáng lẽ lam đề chỉ có chút bi thương thôi suýt chút nữa thì bị khương thành làm cho bùng nổ không có luyện cốt phiên thì vu bộ của chúng ta không chỉ những thiếu đi một vũ khí sắc bén mà việc truyền thừa cũng trở nên không hoàn chỉnh từ đó thất bại hoàn toàn cho nên ngươi vẫn luôn nhắc đến tam nhãn hổ là hy vọng rằng nó sẽ giúp ngươi đoạt lại luyện cốt phiên không phải người trước đây cướp đi luyện cốt phiên đến nay đã trở thành thánh giai rồi làm để tiếc nuối lắc đầu tiền bối yêu vương vượt vực đến đây vốn đã bị quy luật áp chế sức mạnh, không thể đoạt lại được. Ta vốn chỉ mong rằng tam nhãn hổ tiền bối có thể giúp ta đoạt lại tứ phương nguyên đỉnh, mà thôi. May mà bây giờ đã đoạt được rồi. Khương Thành tò mò hỏi, tứ phương nguyên đỉnh có tác dụng gì vậy? Nghe mấy lời mà nàng nói thì hắn cảm thấy rằng tứ phương nguyên đỉnh có cấp bậc cực thấp, hơn nữa cũng không hề liên quan đến hư tiên giới. Năm đó, sau khi chín vị tiên nhân phi thăng trở về, chín bộ của tiên di, tộc đã liên thủ lại mở hư tiên cảnh thêm một lần nữa rồi tiến vào bên trong sau đó thì sao? Bọn họ phi thăng hết rồi sao? Không, sau lần tiến vào đó, không ít người của chín bộ đã chết. Khương Thành sừng sốt, chẳng lẽ bên trong có kẻ địch? Không phải, chỉ là hư tiên giới nằm giữa tiên vực và hạ giới, không gian cực kỳ không ổn định, hơn nữa, quy tắc rối loạn. Lúc đó nếu không phải là có chính đại pháp bảo hộ thân, thì chỉ e rằng không còn một ai có thể sống sót. Làm để nói thêm, bọn họ chỉ tiến vào một lần, về sau cũng bởi vì chín vị tiên tổ rời đi, người của chín bộ cũng dần dần xảy ra mâu thuẫn sau này gặp lại cũng quá khác biệt nhau nên không liên thủ mở lại nữa giờ khương thành mới hoàn toàn hiểu rõ người cần tứ phương nguyên đỉnh chỉ vì mong rằng sau khi tiến vào hư tiên giới sức mạnh của tín ngưỡng bên trong đỉnh sẽ che chở cho ngươi sao đúng vậy tứ phương nguyên đỉnh gia tăng khí vận cho cơ thể có thể loại trừ đi phần lớn độ ăn mòn của các quy tắc bây giờ nàng đã có được bảo đỉnh này coi như đã hoàn thành mục tiêu Bước tiếp theo chính là chờ đợi hư tiên giới mở ra, rồi sau đó tiến vào. Nhưng mà, không phải ngươi nói rằng luyện cốt phiên đã bị cướp đi rồi sao? Tiên di tộc sao có thể tập hợp được chín pháp bảo, mở hư tiên giới? Theo như những gì nàng nói, không tập hợp đủ chín pháp bảo thì đến cả vị trí của hư tiên giới, cũng không thể tìm được. Nhắc đến điều này, làm để lạnh giọng nói, kẻ trộm luyện cốt phiên đi cũng biết bí mật này. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ngấm ngầm tiếp xúc với tám bộ khác, bọn họ đã thương lượng rồi, ước tính thời gian thì chỉ còn một năm nữa là sẽ đến ngày bọn họ mở lối. Vào đáng lẽ Khương Thành muốn nói, rằng, người nọ đã cướp đi pháp bảo của vu bộ các ngươi, thì cũng coi như là kẻ địch rồi, các bộ khác sao còn có thể hợp tác với hắn nữa sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là cơ hội để thành tiên. Không có luyện cốt phiên, tám bộ còn lại của tiên di tộc có nắm giữ pháp bảo cũng phí công. Nhưng không có tám pháp bảo kia, thì có giữ luyện cốt phiên thì cũng không thể tiến vào được. Hai bên đều có người bị mắc kẹt ở thánh giai hàng vạn năm, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác người mới là đạo cung cảnh cách thánh giai còn xa lắm cho dù thật sự có thể tiến vào tiên vực thì chẳng phải cũng kém cỏi nhất sao không phải ai ở tiên vực thì cũng là tiên nhân những tiên nhân đó là có hậu duệ bọn họ có thể sống sót thì đương nhiên ta cũng có thể sống sót được ánh mắt lam đề vô cùng kiên định cho dù như thế nào tu luyện ở tiên vực chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với hạ giới người nói với ta những điều này là muốn mời ta cùng vào sao đúng vậy nếu bỏ qua cơ hội này thì không còn nữa đâu tóm lại thì tứ phương nguyên đỉnh cũng chỉ là một pháp bảo hạ phẩm cùng lắm chỉ có thể bảo vệ ba người sức mạnh khí vận bên trong bảo đỉnh cần dựa vào ngưng để kích phát cho nên còn dư một chỗ nàng cười cười ngươi có thể phi thăng cùng với bọn ta khương thành hơi không hiểu cô em gái này rồi không muốn làm người một nhà nhưng có vẻ lại rất tốt với hắn vị trí cho người thứ ba này nếu để đấy sẽ có vô số người vì nó mà điên cuồng điều kiện gì cũng đáp ứng, cứ để cho hắn như vậy á. Thật ra thì Khương Thành tiến vào hư tiên giới không cần pháp bảo bảo hộ. Cùng lắm là sau khi tiến vào đó thì chết một lần, sau đó để hệ thống giải quyết là được. Nhưng Lam Đề đã có ý tốt như vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được. Vậy tiếp theo ngươi muốn làm gì? Và lại hắn cũng không lập tức từ chối ý tốt của nàng. Trước tiên thì ta sẽ về vu bộ một chuyến, ngươi thì sao? Ta cũng về phi tiên môn, ngươi biết đó, ta là trưởng môn, còn rất nhiều việc phải xử lý. Vậy được rồi, dù sao thì cũng gần tới ngày mở rồi, đến lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi. Thấy bóng hình của nàng dần biến mất, Khương Thành xoay người. Hắn mở truyền tống ra, sau khi một cái loay sáng, hắn ngay lập tức xuất hiện ở phi tiên môn. Truyền tống cấp 4 thật sự quá tiện lợi quá đê. Trưởng môn, trưởng môn về rồi. Người không về cùng công chúa ngưng. Để sao? Các đệ tử hồ hởi phấn khởi tới tấp bay đến. Khương Thành phát hiện ra chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cảnh giới của bọn họ thay đổi rất lớn toàn bộ trưởng lão đời thứ hai đều tiến vào phân hồn cảnh. Tất cả đệ tử đời thứ ba cũng đạt tụ nguyên cảnh. Lâm Ninh đạt tới linh đài cảnh bát trọng, còn kỳ linh hàm đột phá đến bình cảnh của thiên mệnh cảnh, đạt đến thiên mệnh cảnh nhất trọng. Hắn mở sổ ghi chép của hệ thống ra nhìn, quả nhiên trong khoảng thời gian ngắn đã có được điểm thưởng tích phân thăng cấp của các nàng. Đặc biệt là kỳ linh hàm, lúc đột phá đã được 30 vạn điểm. Cho dù linh mạch ngũ cấp của phi tiên môn được tăng cường, thêm vào đó là không thiếu đan dược linh thạch, nhưng sự tiến bộ của bọn họ vẫn như là một phép màu nếu tu luyện chỉ có linh lực mà không cảm ngộ được cảnh giới thì cũng chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi hắn liếc nhìn mạc trần trưởng lão đang cười cười sờ sờ trước cảm nhãn nhụi thì biết ngay đó chắc chắn là công sức của hắn để tiên nhân tới chỉ bảo một đám tu sĩ hạ giới giai thấp thì chỉ có thể nói rằng quá xa xỉ rồi ở môn phái có một người như hắn thì giống như có báu vật trong nhà vậy vị mạc tiên nhân này khá là có ích khương thành rất vui bèn nhớ đến viên thánh đan kia Mạc trưởng lão, sự cố gắng của ngươi bản trưởng môn đều nhìn thấy, ghi nhớ trong lòng. Viên đan dược này, ngươi xem ngươi có dùng được hay không? Mạc Trần nhận lấy đan dược, tỉ mỉ cảm nhận, suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Đây, đây là cửu khiếu phục hồn thánh đan mà. Với ta mà nói thì nó quá có ích luôn. Chỉ cần tinh luyện viên đan dược này, phần hồn còn sót lại của ta sẽ được củng cố, khôi phục một phần sức mạnh rồi. Hắn rất trân trọng nâng viên đan dược, vui mừng đến mức nói năng lộn xộn hết cả lên. Thứ này không biết là trưởng môn lấy từ đâu, quả thật là hắn vẫn luôn mong rằng Khương Thành sẽ giúp hắn tìm thánh phẩm đan dược hồi phục thần hồn, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ở tiên vực thì loại đan dược cấp bậc này rất hay gặp, nhưng ở hạ giới thì cực kỳ hiếm thấy. Thực ra cao thủ Thánh giai cũng chưa chắc có thể tìm là tìm được, bởi vì hắn coi Khương Thành là vị diện chi tử nên mới có chút chờ mong. Nhưng thật lòng mà nói thì cũng không ngờ rằng lại đến nhanh như vậy. Cho dù có cơ duyên vững chắc, khí vận ngập trời, thì kiểu gì cũng phải từng bước chờ đợi vài năm đến mười mấy năm mới có thể chạm đến bảo vật cấp độ này đúng không? Ai mà biết mới tốn sức vài ngày thôi mà đã đưa cho hắn rồi. Thế này thì xem ra trong đám vị diện chi tử, trưởng môn cũng thuộc dạng đứng đầu nhóm về may mắn đó. Cơ hội tốt như vậy, Khương Thành đương nhiên phải tranh công, mở rộng thêm hiệu quả làm màu chứ. Thành lòng mà nói, quá trình lấy được viên đan dược này trải qua khó khăn và nguy hiểm, ta không kể lại nữa tóm lại vì nó mà ta trải qua ngàn vạn khó khăn, khổ nhọc, suýt nữa thì mất đi tính mạng. nhưng mà nghĩ đến cảnh ngộ khó khăn của mạc trưởng lão, bản trưởng môn sao có thể lùi bước mà từ bỏ? cuối cùng may mà không hổ thẹn. mặc dù viên thuốc này chỉ là một trong 10 lần rút ra liên tiếp, nhưng nhấn nút bấm rút thăm trúng thưởng cũng coi như là bỏ công sức chứ. hắn nghĩ đó là đương nhiên. trưởng môn là một tiên nhân đã sống vài chục triệu năm, suốt đời này mạc trần chưa bao giờ xúc động đến như vậy. Điều này chân thực nhiệt tình biết bao, đáng quý biết bao. Những vị vị diện chi tử kia ai mà chẳng có bản ngã của riêng mình, cuối cùng thì con người không vì mình thì trời chu đất diệt. Có thể nói là không ai có thể làm được đến mức này vì thuộc hạ của mình. Hắn đã đi theo đúng người rồi. Kẻ sĩ nguyện chết vì người chi kỷ lão phu lấy gì để báo đáp đây? Mức độ cảm động này làm Khương Thành hơi đỏ mặt, thầm nghĩ có phải bản thân thổi phồng quá mức rồi hay không? Mạc trưởng lão nói quá rồi. Đây là điều mà bồn trưởng môn nên làm lúc này các đệ tử khác cũng nhao nhao vây xung quanh ai nấy đều cười đùa cợt nhà lần này trưởng môn quay về nhanh quá ha đúng vậy đúng vậy bọn ta đều đã chuẩn bị tốt với việc ngươi không có ở đây trong thời gian dài khương thành cố ý nghiêm mặt thế nào các ngươi không muốn nhìn thấy ta hả sao có thể bọn ta ngày đêm đều nhớ trưởng môn đấy không có trưởng môn ở đây ta còn không buồn ăn uống trưởng lão đời thứ hai cam tử nghĩa vừa theo sát tiến vào đại điện vừa cười nói do lần này không giống mà vương triều càn tinh xa xôi như vậy hơn nữa còn là ngưng để công chúa mời đến mọi người đều cho rằng ngươi sẽ ở đó trong thời gian vài tháng thậm chí vài năm cơ khương thành chẳng hiểu gì cả ta chỉ đi có một vòng thôi ở đó lâu làm gì cũng chẳng phải là đi định cư tần sướng chen vào giữa những người khác giữ khoảng cách gần nhất với thành ca bởi vì ngưng để công chúa đó công chúa hoàng thất quốc sắc thiên hương trưởng môn chìm đắm trong sự ôn nhu của công chúa cũng chẳng phải việc gì kỳ lạ cam tử nghĩa cũng phụ họa theo Đúng vậy, thậm chí mọi người còn mở một cuộc đánh cược, cược xem, bao giờ ngươi mới trở lại cơ. Bước chân của Khương Thành dừng lại, khuôn mặt uy nghiêm liếc mọi người một vòng. Nói vớ nói vẩn, bổn trưởng môn là người làm việc lớn, sao có thể bị một mỹ nhân nhỏ bé mê hoặc được. Các trưởng lão đời thứ hai chửi thầm, trước đó khi tuyển người mới hình như, chính ngươi là người hạ thấp tiêu chuẩn thu nhận mỹ nữ mà. Có điều vào giây phút làm màu của Thành ca, mọi người tự nhiên sẽ không ngắt lời rất nhiều nữ đệ tử có mặt đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tấm thân trong sạch của trưởng môn vẫn còn. Ấn Tuyết Nhi còn trách mắng những người khác, cam sư đệ, tần sư huynh, các ngươi còn không rõ trưởng môn là người như thế nào ư, sau này bớt nói huyên thuyên ở sau lưng đi. Trong nhất thời mặt hai người được ra, chẳng lẽ không phải ngươi là kẻ chiều hôm qua triệu tập chúng ta mở cuộc họp, thảo luận xem trưởng môn có thật sự rung động với ngưng đề hay không à? Được rồi được rồi, lần này ta không ở đây, các ngươi chịu khó tu luyện, tiến bộ rất lớn bổn trưởng môn rất vui lúc trước đã nói rồi biểu hiện của ai tốt nhất sẽ có khen thưởng hai chữ khen thưởng vừa nói vừa tất cả mọi người đều duỗi dài cổ mặt mong đợi đồ mà trưởng môn lấy ra chắc chắn thuộc hàng tinh phẩm nói không chừng còn là linh khí bắt dai đường như ngươi là người thứ hai trong số đệ tử đời thứ ba tiến vào phân hồn cảnh chỉ đứng sau lâm ninh ngươi xứng đáng được thưởng thanh tử nhật cuồng long đao này ban cho ngươi từ nay về sau tiếp tục cố gắng Dứt lời, hắn xoa chiếc nhẫn, một thanh linh đao uy phong lẫm liệt bay ra. Mặc dù vẻ ngoài quá hùng dũng, không hợp với phong cách của đường như lắm. Nhưng mà phẩm cấp cao. Sau khi xúc động nhận lấy, suýt nữa thì đường như đã làm rơi nó rồi. Cái này, trưởng môn, đây là linh đao mấy dai vậy. Tính tình nàng xưa nay luôn điểm đạm, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn lắm. Thành ca hời hợt nhách miệng đáp, cửu dai mà thôi. Đúng là là bây giờ hắn có tư cách nói như vậy suy cho cùng có được mấy món bảo khí thì sẽ khinh thường linh khí lấy nó ra để làm màu tận hưởng ánh mắt kinh ngạc thuận tiện kích thích động lực tu luyện của bọn họ vậy quá xứng đáng rồi cái gì cửu dai những người có mặt suýt nữa thì điên rồi phải biết là lúc trước đại hoàng tử hạng bạt thiên mệnh cảnh cửu trọng cũng chỉ dùng linh khí bắt dai mà thôi bây giờ đột nhiên ban cho một tiểu đệ tử phân hồn cảnh một linh khí cửu dai thật sự là quá xa xỉ rồi cái này quá quý giá ta ta đường như rất muốn nói rằng ta không dám nhận, nhưng hai tay còn thật lòng hơn cái miệng nhỏ nhiều, nàng không cam lòng buông tay. Có được thanh đao này thì ở giai đoạn phân hồn cảnh nàng không có đối thủ luôn rồi. Tu sĩ nào có thể chống lại sự mê hoặc của sức mạnh chiến đấu bão táp dữ dội cơ, chứ? Ánh mắt của mọi người đều rất ngưỡng mộ. Trưởng môn, trưởng môn A, ta tiến bộ rất nhanh mà. Mỗi ngày ta đều luyện tập 13 canh giờ, mong trưởng môn minh giám. Được rồi, mỗi ngày có tổng cộng 12 canh giờ, trưởng môn vẫn sống tốt kia kìa có phải trưởng môn đào được kho báu không? Làm sao mà bảo vật gì cũng có thể lấy bừa ra vậy? Ngươi quên rằng trưởng môn là tiên nhân à? Người duy nhất còn bình tĩnh trong số họ là Mạc Trần. Dù sao thì lúc ở tiên vực, hắn cũng đã nhìn thấy nhiều thánh khí rồi. Ở hạ giới thì linh khí cửu giai quả thực là hiếm lạ, chẳng qua là ai bảo trưởng môn là vị diện chi tử cơ chứ. Bây giờ hắn cảm thấy rằng dù cho Khương Thành, lấy ra bất cứ thứ gì thì cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Đợi đã, tử nhật cuồng long đao hình như ta nghe thấy cái tên này ở đâu rồi la viễn đột nhiên nhíu mày suy nghĩ ấn tuyết nhi cũng nói theo ban nãy ta cũng định nói cái tên này nghe quen quen đan thái vỗ đùi ta nhớ ra rồi đó không phải là vũ khí tùy thân của hoàng đế bệ hạ can tinh sao hắn vừa nói mọi người dần dần có ấn tượng suy cho cùng thì trước khi bọn họ gia nhập môn phái đều ở giới thế tục đều đã được nghe thấy tên tuổi vương triều cản tinh từ lâu rồi để củng cố vương triều cũng là để tăng cường mức độ tôn thờ của dân gian đối với hoàng tộc hạng cao giã đã tuyên truyền không ít vị hoàng đế này có quyền lực và uy thế to lớn đến mức nào dùng linh khí gì có chiến tích nào công lao gì cho đến nay vẫn luôn lưu truyền trong dân gian tử nhật cuồng lũng đao là một trong những linh khí mang tính biểu tượng truyền thuyết nói rằng hoàng đế tay cầm thanh đao tiếp nhận sức mạnh của mặt trời và các vị tinh tú một chiêu hủy diệt hàng vạn quân địch tất cả mọi người ngậm chặt miệng cùng nhìn về phía khương trưởng môn tại sao thanh đao này lại ở trong tay ngươi ca đừng bảo là ngươi đã tiêu diệt vương triều cản tinh rồi đấy không phải chứ hẳn là không đến mức đấy đâu nhỉ vương triều cản tinh lớn như vậy hơn nữa còn xa như vậy nhưng kết hợp với phong cách chỉ cần ra khỏi cửa là tiêu diệt môn phái của vị đại ca này hình như là rất có khả năng a à, đúng vậy vương triều cản tinh đổi họ rồi một cơ hội lớn để khoe khoang như vậy khương thành đương nhiên sẽ không phủ nhận còn về việc sau này họ gì thì ta cũng chưa biết không có hoàng tộc họ hạng thì tương lai cũng sẽ có hoàng tộc họ lý họ trương một vùng đất rộng lớn như vậy chẳng sớm thì muộn cũng sẽ có người thống trị còn về bản thân khương thành hắn không có hứng thú đi thống trị giới thế tục kia thành tiên không tốt hơn sao cái gì thực sự là sự thật sao điên rồi điên rồi không ngờ rằng vương triều mấy trăm năm truyền thừa lại phải thay đổi triều đại rồi dũng mãnh quá rồi đấy nói diệt là diệt luôn trưởng môn người có thù với gia tộc hạng thị sao ở dưới trần gian bọn họ rất sùng bái hoàng tộc nhưng bây giờ trở thành tu sĩ thế ngoại không hề quá quan tâm nữa chỉ là bọn họ cảm thấy quá đột ngột quá kinh ngạc mà thôi không có thụ oán gì hết khương thành nhún nhún vai ta cũng không có cách nào là bọn họ tự tìm cái chết ta chỉ đành làm một vài việc nhỏ nhặt mà thôi mặc dù cố tình nói những lời này một cách hời hợt nhạt nhẽo tạo ra hiệu quả đối lập lúc làm màu nhưng cũng không phải là nói dối trước khi đến lung nhạc hoàng thành thực ra hắn muốn kiếm nhiều điểm tích phân hơn nhưng nếu như hạng cao giã và ngưng đề và bảy vị cao thủ cùng với hai đại thánh tử trong suốt cuộc hành trình không trêu chọc hắn không tiếp cận hắn thậm chí không tấn công hắn thì hắn sẽ không làm như vậy rồi suy cho cùng thì đó cũng không phải trả thù chuyên gia tân bốc số một là đan thái lập tức nhảy cẫng lên nhìn đi nhìn đi việc nhỏ nhặt tầm thường trưởng môn mới đúng là khí phách của cao thủ những người khác cũng không chịu yếu thế tranh nhau tiến lên mong rằng sớm có ngày trở thành tâm phúc số một của khương thành La Viễn lấy bút và sổ ra viết nhanh, ta sớm đã ghi lại rồi, về sau nhất định phải học theo khí phách của trưởng môn, có thể học được một phần tinh hoa ấy, có thể sử dụng nó vô hạn rồi. Đối với trưởng môn mà nói, đây chỉ là một bản lĩnh nhỏ mà thôi, chuyện nhỏ xíu, mọi người bình tĩnh. Đối mặt với mọi người, cam tử nghĩa mỉm cười vẫy tay, thao tác cơ bản thôi, ngồi xuống ngồi xuống nào. Khung cảnh vô cùng hài hòa, mọi người đều tiến bộ rất lớn, Khương Thành rất vui vì sự trưởng thành của bọn họ. Nhớ lại lần trước sau khi nâng cấp hệ thống, hắn đã thăng cấp tư chất của các đệ tử rồi. Hắn quét kỳ linh hàm đầu tiên. Mục tiêu, kỳ linh hàm. Tư chất, tam đẳng. Có thể thăng cấp, nhị đẳng. Hệ thống cũng vô cùng tóm tắt, không đánh dấu tư chất gì của nàng hết, trực tiếp phân chia đẳng dai. Thiên phú của kỷ linh hàm tốt như vậy, vậy mà chỉ là tam đẳng thôi sao? Khương Thành có chút ngạc nhiên, ngay sau đó đã bị đập cho một chuỗi số 0. Tiểu hào tích phân, 120 triệu chỉ một lần thăng cấp tư chất cho kỳ linh hàm, vậy mà cần phải có 120 triệu điểm tích phân. Rõ ràng là điên rồi. Hắn lại quét Lâm Ninh một vòng. Mục tiêu, Lâm Ninh. Tư chất, tam đẳng. Có thể thăng cấp, nhị đẳng. Tiêu hào tích phân, 190 triệu. 190 triệu cũng là con số mà hắn không thể gánh vác nổi. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, không phải Lâm Ninh đáng giá hơn kỳ Lâm hàm sao. Tại sao lại là tam đẳng? Hơn nữa cùng là thăng cấp lên nhị đẳng, nàng còn cần nhiều tích phân hơn. Xem ra, sau khi mỗi người thăng cấp thì kết quả không giống nhau. Kỳ Linh hàm thăng cấp lên Thất Khiếu Linh Lung thể, còn Lâm Ninh thăng cấp lên Ẩn Hoàng huyết mạch, một khi hai người được thăng cấp lên thì khẳng định sẽ thăng lên thứ hạng tương đương. Đành tạm thời từ bỏ hai thiên tài này vậy. Hắn lại quét ấn Tuyết Nhi một vòng. Mục tiêu: Ấn Tuyết Nhi. Tư chất: Lục đẳng. Có thể thăng cấp: Ngũ đẳng. Tiểu Hào tích phân, 800 rẻ quá rồi đấy. Vừa nãy Khương Thành bị một lượng lớn tích phân công kích đến hộc máu, giờ hắn hơi nghi ngờ mắt mình. Chỉ kém tam đẳng thôi mà giá trị thấp hơn nhiều như vậy hả? Vậy thì có thể suy xét rồi. Hắn lại quét la viễn, đan thái và các đệ tử khác. Hắn phát hiện ra rằng đa phần những người này đều thuộc lục đẳng, tích phân cần để thăng cấp đều không giống nhau, nhưng đều chỉ cần 2.000 điểm trở xuống. Trong đám đệ tử, có đường như và lục phàm đời thứ ba đạt đến ngũ đẳng. Số điểm tích phân để thăng cấp lên nhất đẳng của bọn họ lần lượt là 3 vạn, và hai vạn. Đối với một phú ông có hàng ngàn vạn như Khương Thành mà nói thì con số này nằm trong phạm vi chấp nhận được. Cuối cùng, hắn lại nhìn về phía vị tiên nhân Mạc Trần kia. Kết quả vượt ngoài dự tính của hắn. Mục tiêu, Mạc Trần. Tư chất, tứ đẳng. Có thể thăng cấp, tam đẳng. Tiêu hao tích phân, 1 triệu 880 nghìn. Lão này là tiên nhân đó, vậy mà chỉ có tư chất tứ đẳng. Nói cách khác, thực chất tứ đẳng cũng có thể trở thành tiên sao vậy thì tư chất tam đẳng là lâm ninh và kỷ linh hàm có thể tu luyện đến mức nào thiên tài cường giả của thiên giới sao bỗng nhiên hắn hiểu ra tư chất tốt và thành tích cao mới là hai việc khác nhau thế giới tu luyện thực ra vô cùng nham hiểm đặc biệt là trong những năm tháng dài rằng rẵng bất cứ sự cố bất ngờ nào cũng có thể xảy ra dù cho tư chất tốt cũng không thể sống quá lâu chỉ sợ rằng những thiên kiêu giữa đường ngã xuống chiếm hơn một nửa những người còn lại thì có người giống như kỷ linh hàm chỉ là thêm vào phi tiền môn trước đây ngay cả công pháp kế tiếp để thăng cấp lên thiên mệnh cảnh cũng không có thì nói gì đến những tài nguyên như đan dược linh mạnh cao dai hay là linh khí những người bị trôn vùi đó không phải là một con số nhỏ huống chi bây giờ hạ giới hoàn toàn không thể phi thăng chặn hết đường sống của bọn họ cái giá phải trả cho kỳ linh hàm và lâm ninh phải quá cao tạm thời đành bất đắc dĩ từ bỏ còn tất cả các đệ tử khác thì có thể thăng cấp một lần dù sao thì cũng không tốn bao nhiêu tích phân còn phần báo đáp còn được tăng gấp 10 lần đó. Kỹ năng này hắn chỉ cần đếm ngược một ngày, cho hắn mấy tháng là hắn thăng cấp tất cả 70 đệ tử lên tứ đẳng rồi. Nghĩ đến đây, hắn vẫy tay cười híp mắt lại. La Viễn, ngươi lại đây. Hả? Trưởng môn tìm ta làm gì? La Viễn vui vẻ chạy lại, tất cả mọi người đều vô cùng ghen tị, thậm chí có vài người còn thầm rủa hắn ngã sấp mặt. Chịu thôi, từ trước đến nay hễ được Khương Thành gọi tên thì kiểu gì cũng là chuyện tốt. Không phải tên này được ban thưởng đấy chứ, dựa vào gì chứ vừa nãy ngươi lấy quyển sách ra tinh thần học tập rất đáng khen ngợi bản trưởng môn quyết định cho ngươi một bắp mặc dù không hiểu bắp là gì nhưng la viễn vui sướng như điên cam tử nghĩa và đám người ngụy miêu ở bên cạnh lập tức vây quanh trưởng môn vừa rồi bọn ta cũng học tập rất nghiêm túc còn có ta nữa lúc về ta sẽ khắc những lời nói của trưởng môn lên cánh tay này ngươi cũng ác quá rồi đấy khương thành bĩu môi đám nhóc này thật sự cho rằng vì học tập lời nói của trưởng môn sao hắn rất thù dai nha, lần trước biến thân, bọn nhóc này đều vây đánh tấn công hắn. Còn La Viễn lúc đó ở bên trong toàn cơ đồ nên không tham gia. Chỉ dựa vào nguyên nhân nhỏ bé này cũng đủ để hắn trở thành người đầu tiên rồi. Được rồi được rồi, lần sau lại đến lượt các ngươi. Nói xong, hắn vừa ấn nút hệ thống thăng cấp, vừa giả vừa giả vịt xoa đầu La Viễn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Sau khi xoa xoa đầu, không có chuyện gì xảy ra hết. Hắn chỉ đành xoa lại, kết quả vẫn như vậy. Hắn vẫn không biết rằng, kỹ năng thăng cấp tư chất này không có hiệu ứng đặc biệt nào hết. Các đệ tử khác đều rất ngạc nhiên. La Viễn không thăng cấp cảnh giới, giống như chẳng có thay đổi gì hết. Mọi lần trưởng môn làm màu đều rất thuận lợi, lẽ nào lần này lỡ tay rồi? Trưởng môn Uy Vũ Anh Minh không phải chứ? Bây giờ mọi người nên biểu cảm kiểu gì đây? Mỗi người đều rất ngại ngùng. Đan Thái phản ứng nhanh nhất, là người đầu tiên đứng ra lấy lại thể diện cho Khương Thành ha ha không sao trưởng môn chỉ đang đùa với mọi người thôi những người khác cũng được nhắc nhở như vậy nhao nhao cứu vãn đúng 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 trưởng môn chỉ đang đùa la sư huynh một chút thôi nhìn la sư huynh đi còn tưởng là thật kìa nhưng mà sau đó la viễn đột nhiên nhảy cẫng lên hình như căn cốt của ta tốt hơn rồi hắn vừa tỉ mỉ cảm nhận vừa lẩm bẩm khó tin được thực sự như vậy linh lực hiện tại của ta mỗi lần có thể chuyển hóa gấp đôi so với vừa nãy chắc chắn không thể sai được trưởng môn vừa mới nâng cấp tư chất cho ta đó ha ha ta đã trở thành thiên tài thật sự rồi hắn hưng phấn đến mức hoa tay múa chân cười sắp méo cả mặt có ai tu luyện mà không muốn trở thành thiên tài cơ chứ chỉ có điều là chuyện này cũng hiếm có quá đi đối mặt với vẻ mặt vui sướng nhưng đôi mắt vẫn có chút nghi hoặc thành ca gật gật đầu đúng vậy bản trưởng môn đã dùng chút tiên thuật từ nay về sau tốc độ tu luyện của ngươi sẽ nhanh hơn hắn âm thầm lau mồ hôi may mà hệ thống thật sự đáng tin cậy không làm mất mặt hắn. Hắn kiểm tra la viễn một lần nữa, phát hiện ra giá trị trong mắt hệ thống quả nhiên đã tăng rồi. Linh đài cảnh của la viễn nâng lên một tiểu cảnh giới, trước chỉ có 500 điểm, giờ có 2.200 điểm rồi. Mặc dù không tăng lên 10 lần như hắn nghĩ, nhưng cũng khá tốt rồi. Sau này thăng cấp cho hắn lên từ chất tứ đẳng, ước chừng sẽ có 7-8 điểm. Đến lúc đó, hắn có thể trở thành một người có nhiều điểm tích phân rồi. Đa tạ trưởng môn, đa tạ trưởng môn, ngài vất vả rồi. La Viễn vô cùng xúc động, nước mắt giàn ruộng. Hắn áp lực lắm đó. Trước đây phi tiên môn có hàng loạt đệ tử trong ngoài môn, hắn là một đệ tử chân truyền rất ưu tú. Bây giờ hắn là kẻ bét nhất trong đám đệ tử chân truyền của phi tiên môn, đời thứ ba còn có mấy nhân tài mới xuất hiện như Lâm Ninh và Đường Như. Lâm Ninh đã vượt qua hắn rồi, trong cùng khoảng thời gian tu luyện, việc một vị trưởng lão như hắn bị nhiều người vượt qua cũng không có gì kỳ lạ. Nghĩ đến cảnh tượng u buồn đó, sao mà hắn không có cảm giác gì được nhưng mà tư chất thiên phú gì là do ông trời đã quyết định hắn cũng không có năng lực nghịch thiên cải mệnh bây giờ được khương thành thăng cấp như vậy giờ tư chất của hắn đã không thua kém gì lăng giật ở bát vân điện trước đây sao mà hắn không kích động cho được chỉ có mạc trần vẫn đứng ở bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng quan sát là một tiên nhân thấy nhiều hiểu nhiều gần đây trông coi đám tiểu bối mà tâm thái vẫn rất thờ ơ lúc này cũng không thể thờ ơ được nữa rồi hắn thăm dò một chút căn cốt của la viễn thật sự đã thay đổi rồi không phải giả cũng không phải ảo giác cái này trưởng môn ngươi đã làm kiểu gì thế hắn vừa ngạc nhiên lại vừa ngỡ ngàng điều này vừa xảy ra trước mắt hắn hắn không thể không tin ta đã nói rồi tiên thuật đó mạc trần có chút lờ mờ nhưng ta chưa bao giờ được nghe về loại tiên thuật này huống chi ngươi cũng chẳng phải tiên nhân khương thành vỗ vỗ vai hắn lão mạc ngươi nên hiểu rõ đạo lý trời cao còn có trời cao hơn người tài còn có người tài hơn lẽ nào ngươi có thể biết hết tất cả các loại tiên thuật ư Mạc Trần mấp máy môi, quả thật là hắn không thể biết được tất cả tiên thuật. Nhưng vấn đề là ở tiên vực, hắn chưa từng được nghe loại tiên thuật nào có thể thay đổi căn cốt của một người hết. Cho dù đó là những vị diện chi tử thì cũng không thể làm chuyện này, cho những người bên cạnh đâu. Trừ khi bọn họ có được những bảo vật nghịch thiên cải mệnh gì đó, chẳng qua là loại cơ duyên này rất hiếm gặp. Con cháu của vua chúa ở tiên vực cũng bị hạn chế tư chất, cuối cùng cũng chỉ mờ nhạt như người thường. Có ai có thể giống như Khương Thành, phất tay làm được dễ dàng như vậy? Quá vô lý phải không? Các đệ tử khác đã giật mình ngây người từ lâu. Nếu như chỉ thăng cấp thực lực thì cũng thôi đi, tuy rằng cũng ghen tị nhưng bản thân có cố gắng thì sớm muộn gì cũng sẽ tu luyện được. Nhưng lần thăng cấp tư chất này, dù có cố gắng thế nào cũng không thể luyện được. Tiên thuật này của trưởng môn thần kỳ quá rồi đấy. Xem ra trưởng môn còn lợi hại hơn Mạc trưởng lão nhiều. Hắn không phải tiên nhân, Mạc Trần muốn phản bác, không ngờ lại không phản bác được. Nếu tư chất của ta có thể thay đổi được như kỳ sư tỷ, thì sẽ đáng sợ đến mức nào đây? Lần này La Sư Huynh vinh quang huy hoàng rồi. Trưởng môn, cái này. Rốt cuộc là cái này làm như nào vậy? Ấn Tuyết Nhi trực tiếp giơ tay lên. Ngươi thiên vị La Sư Huynh quá, rảnh rỗi thì để ý đến ta nữa. Ngay cả Kỳ Linh Hàm và Lâm Ninh đều không thể bình tĩnh được nữa. Trưởng môn, không phải người quên ta rồi chứ hả? Đúng vậy, người chưa bao giờ thăng cấp cảnh giới cho ta, cũng chưa bao giờ thăng cấp tư chất. Nhìn ánh mắt oan ức của hai người, thành ca không biết phải làm sao, giá khởi điểm của hai người quá cao sự thật là ta không có nhiều điểm như vậy đâu nhưng mà các đệ tử khác thì có thể xem xét một chút hắn chỉ dành nói dối trước hết an ủi hai người tiên thuật của ta có hạn nếu tư chất quá cao thì không có hiệu quả đám người đan thái và cam tử nghĩa lập tức xông lên trưởng môn tư chất của ta thấp này cực kỳ dối tinh dối mù khóc than thảm thiết chờ ngươi bồi dưỡng đúng vậy a à, tư chất của ta ở dưới đáy môn phái cần trưởng môn nhanh chóng cứu vớt nói năng vớ vẩn, ta mới là người kéo chân môn phái đây này, không ai bị kịp hết. Lưu sư đệ, lần trước lúc nghe mặc trưởng lão giảng đạo ngươi đã giác ngộ thăng lên một tiểu cảnh giới, loại năng lực này còn mạnh hơn nhiều loại đần độn như sư tỷ, ngươi làm loạn cái gì hả? Nói linh tinh, lần trước chỉ là ta gặp may mà thôi. Lưu sư tỷ, ta và tỷ nhập môn cùng một thời điểm, bây giờ cảnh giới của tỷ còn cao hơn ta một trọng, ngươi không biết xấu hổ bước về phía trước hả? Ở phi tiên môn lúc này xuất hiện một cảnh tượng đáng kinh ngạc tất cả mọi người đều điên cuồng so xem ai kém hơn nếu ở các tâm môn khác thì chỉ ước gì có thể càng khen bản thân thành thiên tài càng tốt bởi có như vậy thì họ mới có thể có được coi trọng rồi được các vị trưởng bối bồi dưỡng mà bây giờ ai nấy đều dốc hết sức hạ thấp bản thân ước gì mình có thể trở thành một kẻ phế vật đầu tiên từ trước đến nay thành ca giờ khóc giờ cười được rồi được rồi tiểu kỷ ngươi đi sắp xếp thứ tự cho bọn họ ngày mai đến xếp hàng mỗi ngày một người uy danh của đại sư tỷ kỳ linh hàm rất cao hơn nữa nàng không ở trong danh sách có thể xử lý tốt việc này vừa nói dứt lời hắn lập tức có thời gian nghỉ ngơi còn bên phía kỳ linh hạm lại bị bao vây chật như nêm cối kỳ sư tỷ nhìn đệ nè kỳ sư tỷ ta biết ngươi sẽ không quên đan thái đâu sư phụ ta là đệ tử chân truyền của người mà trong lúc mọi người đua nhau nịnh bợ kỳ linh hàm thì mạc trần lại rơi vào trạng thái kinh ngạc chẳng nhẽ đám người này không nhận ra được ý nghĩa kinh người ở đằng sau câu nói của trưởng môn sao? Mỗi ngày một người, mọi người đều có phần. Vậy mà loại tiên thuật này mỗi ngày lại có thể thi triển một lần, hệt như không cần phải trả bất cứ cái giá nào vậy, quá nghịch thiên rồi đi. Hắn sâu sắc cảm thấy, kẻ vị diện chi tử này thật sự quá đáng sợ rồi. Mỗi ngày ở bên cạnh hắn, dường như những kiến thức học được ở tiên vực đều lỗi thời rồi. Ngày hôm sau, quả nhiên dưới con mắt của mọi người khương thành lại cho tư chất của Lục Phàm người đứng đầu trong danh sách tăng lên một bậc. Bây giờ, tư chất của hắn đã lên tới tứ đẳng, ngang bằng với tư chất của tiên nhân Mạc Trần. Việc này làm cho Mạc Trưởng Lão khóc không ra nước mắt. Hắn linh cảm rằng nếu nhóm người này phi thăng lên tiên vực, địa vị siêu việt của mình sẽ khó giữ được trước mặt của trưởng môn. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì trước mắt nhóm người này đều do mình dạy bảo, có ân trong việc truyền dạy. Hình như cũng không phải quá tệ. Sau khi luyện hóa viên thánh đan kia, tàn hồn của hắn cô động lại rất nhiều, thực lực khôi phục lại không ít, đương nhiên so với thời kỳ đỉnh cao của hắn thì còn kém xa. Khương Thành sử dụng hệ thống để thăm dò, từ một vạn điểm ban đầu đã tăng lên 15 vạn. Có vẻ như khi hắn khôi phục được một phần trạng thái, thì hệ thống sẽ tăng giá lên cho hắn. Trong khoảng thời gian sau đó, trên dưới phi tiên môn bước vào giai đoạn tăng sức mạnh một cách vượt bậc. Đám người kỳ linh hàm, Lâm Ninh và La Viễn đã bước vào toàn cơ đồ một lần nữa. Mà những đệ tử khác trước khi được tăng tư chất thì đều lưu lại ở bên ngoài, nghe Mạc Trưởng lão giảng đạo. Sau khi tăng lên cũng sẽ được Khương Thành cho tiến vào toàn cơ đồ. Mạc Trần không còn xa lạ gì với chuyện này. Tiên vực cũng có loại bảo vật thời gian này, chỉ là những loại bảo vật có tốc độ thời gian trôi qua gấp trăm lần đã được coi là chí bảo đứng đầu rồi, và cũng chỉ có những cao thủ đỉnh cấp trên tiên vực mới có thể giữ nó. Mà những trí bảo này đều có một đặc điểm chung, là mỗi lần muốn mở ra đều phải tiêu tốn một lượng lớn tiên tinh mới có thể duy trì được. Còn loại trí bảo có thể tăng tốc gấp mấy ngàn lần, Đồng thời không phải trả giá giống như của trưởng môn gì thì căn bản không tồn tại, nhưng mà vẫn là câu nói đó. Khí vận của vị diện chi tử mà, toàn bộ đều là cái cơ bản, thờ ơ lãnh đạm. Hơn 2 tháng sau, tất cả những đệ tử còn lại đều đã được thăng cấp xong, Khương Thành gọi La Viễn ra. La Viễn vừa ra đã khiến Khương Thành giật nảy mình, không ngờ tiểu tử này đã là thiên mệnh cảnh nhị trọng rồi. Nhưng mà tính thử thì có vẻ vẫn bình thường. La Viễn đã ở trong đó 70 ngày rồi tốc độ thời gian trôi qua của toàn cơ đồ trước mắt là 3.600 lần, tương đương với việc bên trong đã 690 năm. Trưởng môn, 690 năm không gặp, là viễn vừa gặp Khương Thành liền quỳ xuống gào khóc. Cuối cùng ta cũng được gặp lại ngươi rồi. Bên trong đó không phải còn có rất nhiều người sao? Chắc các ngươi không thấy buồn đâu nhỉ? Những ngày không có trưởng môn, mọi người đều cảm thấy vô vị. Tuy rằng đã 690 năm không gặp nhưng tài nịnh hót của La Viễn vẫn như vậy. Được rồi. Được rồi ca không có thích đàn ông lần này gọi ngươi ra là cho ngươi tiến hóa lần thứ hai bây giờ thiên mệnh cảnh của la viễn sau khi tăng lên một bậc đã có hai vạn hai điểm tích lũy nhưng ở trong mắt khương thành như vậy vẫn không đủ kỳ linh hàm còn có thể mang đến ba mươi vạn lâm ninh càng có thể mang đến năm mươi vạn tiến hóa lần thứ hai đó là cái gì không có gì ngươi sẽ biết nhanh thôi nói xong hắn sờ lên đỉnh đầu của la viễn thế là thiên phú của la viễn nâng lên tới tứ đẳng dùng hệ thống xem lần nữa, bây giờ hắn tăng một bậc đã có thể mang đến 7 vạn năm tích phân. Căn cốt của ta lại tăng lên. Bản thân La Viễn có chút hoài nghi nhân sinh. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cứ như là một giấc mộng. Nhưng mà cảm giác của hắn đối với linh khí, đối với tốc độ chuyển hóa linh thức, thậm chí là trình độ lý giải quy tắc, tất cả đều đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Đây không phải là lừa dối người ta. Trưởng môn. Hắn còn định nói cái gì đó thật cảm động, thể hiện lòng trung thành của mình nhưng thành ca ngay lập tức đã đá hắn trở về toàn cơ đồ. Tư chất tăng lên còn không nhanh mà đi tu luyện. Mạc Trần thấy hết tất cả những gì đã xảy ra, nhận thức lại đổi mới lần nữa. Hóa ra việc tăng tư chất này, không chỉ là một lần đối với cùng một người. Đúng vậy, đây là vị diện chi tử mà. Có thể hiểu. Bình thường. Bình thường. Bây giờ hắn đã hoàn toàn tê liệt rồi. Tam nhãn hổ đã lâu không thấy, bỗng nhảy ra. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi làm sao mà được vậy, nó liếm mặt đi đến trước mặt của Khương Thành, cười ha hai tiếng. Có thể làm cho hổ ra không? Trong khoảng thời gian này, nó không có mặt nhưng chuyện xảy ra trong phi tiên môn đều không thể qua nổi mắt nó. Lần đầu tăng tư chất của La Viễn lên, nó vẫn còn có thể giữ sự e rẻ của thân phận yêu vương. Bây giờ, nhìn đến tất cả môn đồ của tông môn đều được thăng cấp, đặc biệt là sau khi xem thấy La Viễn lần thứ hai tăng lên, nó thật sự không chịu nổi. Khương Thành dùng hệ thống quét nó một chút, mục tiêu, tam nhãn liệt hổ tư chất, nhị đẳng có thể tăng lên, nhất đẳng điểm tích lũy tiêu hao, 9.500 triệu. Đệt, con hổ yêu vô sỉ lại không biết xấu hổ này vậy mà tư chất nhị đẳng. Khương Thành có chút, kinh ngạc. Nếu không phải là thiên hoang bất diệt thể của hắn trong tam giới này là đệ nhất, có thể an ủi, e là hắn sẽ cảm thấy ghen ghét mất. Nó mạnh hơn kỷ linh hàm và lâm ninh rất nhiều. Tư chất tốt như vậy, nhưng đáng tiếc nó vẫn luôn không toàn tâm với mình, không tính là người một nhà, nếu không, với cảnh giới hiện giờ của nó, chỉ cần lần đầu nghe thấy tiếng tinh, có lẽ sẽ có thể tăng lên vài tỷ điểm y, thật đáng tiếc. Hắn đâu có biết tam nhãn hổ tuy là yêu vương, hạng chót trong 12 yêu vương ở thiên yêu vực, nhưng bình thường trình độ lười biếng tu luyện, ăn chơi hưởng lạc lại ngang ngửa với hắn. Nếu không có tư chất nghịch thiên, sao có thể trong vạn năm đã đạt tới cảnh giới yêu vương? Còn về phần yêu cầu tiêu hao 9 tỷ rưỡi điểm kia, Khương Thành cũng lười bóc mẻ. Còn tự xưng ra trước mặt ta, sang bên kia chơi đi. Nếu như ở trước kia, tam nhãn hổ chắc chắn sẽ cãi lại hắn. Nhưng lần này, nó nhịn. Cho chút mặt mũi đi. Ngươi không thấy nếu hộ tông linh thú, lợi hại hơn sẽ làm cho ngươi được nở mày nở mặt hơn sao? Khương Thành cười lạnh, lúc trước ngươi hứa làm có ba năm mà thôi. Cũng đâu phải làm hộ tông linh thú mãi mãi. Chỉ là sờ đỉnh đầu thôi mà, cũng đâu phải trả giá gì lớn. Đừng có nhỏ mọn như vậy chứ. Lợi ích ở trước mắt, tam nhãn hổ mới không cần mặt mũi. Tới đây, tới đây. Sờ đầu của ta đi." Nó tiến lại gần, không ngừng đưa đầu của mình vào lòng bàn tay của Khương Thành mà cọ. "Ha ha, ngươi nếu thích thì sờ mông của ta cũng được." Mạc Trần ở bên âm thầm khinh thường, không phải nói mông hổ khó sờ sao? Khương Thành thiếu chút nữa bị nó làm cho tức giận đến cười ra tiếng. "Đó là 9 tỷ rưỡi đó. Mấy anh bây giờ đến 95 triệu còn chưa có. Ai nói cho ngươi là không phải trả giá? Chờ khi nào ngươi thành linh sủng của ta rồi nói." Hắn tát một phát con hổ đã văng ra một bên xem ra mềm không được rồi tam nhãn hổ liền nổi giận tiểu tử ngươi cũng thật biết làm khó người khác lại có thể muốn một vị yêu vương như ta làm linh sủng của ngươi ngươi nhận được sao khương thành bĩu môi không muốn cũng được ta không bắt buộc những lời nói này làm cơn tức giận của tam nhãn hổ tan biến trong nháy mắt nó nghĩ tới nghĩ lui hình như bản thân không có gì có thể ép được tên tiểu tử này hơn nữa nghĩ kỹ lại mạc trần lúc trước cũng không bằng lòng thần phục hiện giờ mỗi ngày dường như đều rất vui vẻ không lẽ mình phải học hắn? Thời gian từng ngày trôi qua. Hơn hai tháng sau, Khương Thành lại cho những đệ tử còn lại thăng cấp lần hai. Cuối cùng, tất cả các đệ tử đều được tăng lên tứ đẳng. Chỉ cần sau này bọn họ có thể sống sót thì toàn bộ đều có thể trở thành tiên. Khoảng thời gian sau đó, trên dưới phi tiên môn đều im ắng. Cả ngày đều không thấy bóng dáng của tam nhãn hổ đâu. A à, Hoàng thì chắc chắn là đang ngủ trong linh mạch. Khương Thành nhớ tới lời hẹn ước với Lam Đề liền tìm Mạc Trần, người đã từng là tiên nhân để hỏi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút, ngàn vạn năm đã trôi qua con đường phi thăng thành tiên có phải, hay không đã bị phá hỏng? Nếu như phi thăng thật sự không được, thì việc âm thầm lẻn từ hư tiên giới sang tiên vực là điều thực sự cần thiết. Không chỉ có bản thân hắn mà còn có cả đám đệ tử này nữa. Trưởng môn đây là có ý gì? Sao ta lại không hiểu nhỉ? Mạc Trần đầu óc mở mịt khi nghe thấy những lời này. Khương Thành kể lại những tin tức mà lúc trước Lam Đề đã nói cho hắn. Dù sao thì Mạc Trần cũng đã hoàn toàn là người của mình rồi. Nói cho hắn biết cũng không sao cả kết quả vị tiên nhân chính hiệu này, sau khi nghe xong vẫn ngây ra. Còn có chuyện như vậy sao? Ta chưa từng nghe nói đến. Ngươi không phải tiên nhân sao, kiến thức cũng nông cạn quá nhỉ? Khương Thành rất thất vọng, hắn còn trông đợi vị tiên nhân này có thể cho một vài ý kiến mang tinh thần xây dựng, kết quả cũng giống như hắn, hoàn toàn không biết cái gì. Trưởng môn có điều không biết, ta đã xuống đây trong trận đại chiến tiên vực hơn 10 triệu năm trước, vào thời điểm đó hình như chưa xuất hiện hư tiên giới gì cả sau này ta vẫn luôn ở trong hóa huyết tiên nhẫn thoi thóp cố gắng duy trì mạng sống sắp phải xa lìa thế tục nên cũng không biết gì tình hình bên ngoài thế nào được rồi khương thành thở dài một hơi xem ra chỉ có thể tự mình đi tìm hiểu rồi mạc trần lặng im suy nghĩ một lúc lâu đột nhiên ngậm ngùi nói nếu như hạ giới thực sự không phi thăng lên được vậy thì chính là một tin tức vô cùng tốt cho nhiều người ở tiên vực ý ngươi là gì trưởng môn có điều không biết các thế lực lớn ở tiên vực không thực sự chào đón những người hạ giới phi thăng vì sao vậy? Cái này nói ra là cả một câu chuyện dài. Sau khi Mạc Trần giải thích xong xuôi Khương Thành mới dần dần hiểu ra. Loạt tiên nhân đầu tiên, trong tiên vực đã không biết từ bao nhiêu nguyên hội lúc trước phi thăng lên, rồi. Sau này thì người phi thăng càng lúc càng nhiều, dần dần xuất hiện rất nhiều thế lực đỉnh cấp. Càng có rất nhiều người sinh con đẻ cái ở tiên vực, hình thành, nên dòng tộc thế gia to lớn. Tiên vực vô cùng rộng lớn nhưng cũng giống với hạ giới, cũng có những cuộc tranh giành thế lực, tranh giành tài nguyên. Cho dù ở đó có nhiều nguồn tài nguyên hơn nữa thì cũng không thay đổi được gì. Bởi vì nơi nào có người ở thì nơi đó có so sánh, có đấu tranh. Sau khi những người thăng thiên sau này, lên rồi thì họ sẽ phát hiện ra những vùng đất chủ phú sớm đã có chủ rồi. Những thiên tài địa bào cũng đã sớm bị các thế lực lớn vây quanh. Thậm chí khi đi dạo quanh ở tiên vực còn phải giao nộp tiên tinh để làm lộ phí. Có thể nói, bọn họ ngay từ đầu đã ở tình thế vô cùng khó khăn. Nhưng mặt khác, điều kiện của bản thân những người phi thăng này thường tốt hơn rất nhiều so với hầu hết những người vốn ở tiên vực. Số lượng nhiều nhất trong tiên vực là hậu duệ của những người phi thăng giai đoạn đầu. Được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác nên số lượng của họ bây giờ ít nhất cũng chiếm hơn 90% số lượng người ở tiên vực. Những người này từ nhỏ đã sống ở tiên vực, hưởng thụ sự dễ chịu của tiên khí, dùng tiên tinh tiên đan, xem như là sinh đã đã ngậm thìa vàng. Dù có khổ sở đến đâu đi chăng nữa, cũng không khó để có được thánh khí thánh đan gì đó. Theo lời của Mạc Trần, cho dù dựa vào thiên phú của La Viễn trước khi thăng cấp, thì sớm muộn gì cũng thành tiên tại tiên vực. Suy cho cùng thì điều kiện của bọn họ cũng quá tốt rồi. Trong những người dân bản địa này thì cũng có thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng cũng chỉ là số ít mà thôi. Mà ngược lại, người phi thăng lại ở một thái cực khác. Những người có thể phi thăng được đều là những thiên kiêu đỉnh cấp một phương của hạ giới. Với tài nguyên của hạ giới cũng có thể tu luyện để phi thăng lên, có thể tưởng tượng được tư chất của họ nổi bật đến cỡ nào bắt đầu từ tôi thể cảnh họ đã trải qua rất nhiều cấp độ vượt qua vô số chướng ngại hiểm trở cuối cùng bộc lộ tài năng giữa hàng ngàn tỷ tu sĩ ai có thể đạt tới bước này thì tất cả đều là người có tính kiên định và bền bỉ ngoài ra lúc họ ở hạ giới hơn một nửa đều là người có quyền lực một phương không phải trưởng môn thì cũng là thái thượng trưởng lão từ lâu đã đứng ở vị trí cao nhiều năm tâm thế mưu lực đều vượt qua người thường một bậc loại người này dù là đi tới đâu thì sống muộn gì cũng làm nên việc lớn Lúc mới vào tiên vực, xuất phát điểm của họ quả thực rất thấp, nhưng chỉ cần có thể sống tiếp thì những người phi thăng này đa số đều sẽ phản công. 370 triệu năm trước ở giới hạ giới có một người tên Lâm Huyền, sau khi phi thăng không may mắn, rơi vào mỏ tiên tinh của một tu tiên thế gia ở Nam Nhai Thiên Vực Trưởng, môn có biết sau này xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì? Hắn lấy những tiên tinh đó chiếm hết làm của riêng sao? Khụ khụ, Mạc Trần rõ ràng là người kể chuyện, nhưng thực sự có hơi không theo kịp suy nghĩ của hắn rồi. Vừa mới phi thăng hắn vẫn còn là nhất phẩm chân tiên, cái tu tiên thế gia kia còn có tam phẩm thiên tiên, hắn không đánh lại được. Cho nên hắn bị đem xuống dưới, đeo khóa tiên hồn và bị bắt làm nô lệ, khai thác không biết ngày đêm. Thảm vậy sao? Đúng vậy, nhưng mà tu tiên thế gia này căn bản không áp chế được người này. Chỉ 30.000 năm sau hắn đã trở thành cửu phẩm thiên tiên. Sau đó thì sao? Sau đó hắn âm thầm mở khóa tiên hồn, giết cả gia tộc tu tiên thế gia kia, còn cướp tài nguyên của bọn họ. Mạc Trần chậm rãi nói, lúc ấy việc này đã làm chấn động một phương, các tông môn thế gia lớn xung quanh dồn dập lên đường nhưng không tìm được hắn. Cho đến 3 triệu năm sau, một người mạnh mẽ tên là Huyền La Tiên Vương quay trở lại Nam Nhai Thiên vực, rồi giết toàn bộ đám tông môn thế gia kia. Sau đó thì sao? Sau đó hắn bị các tiên vương lớn truy sát, nhưng mà người này vẫn còn sống sót, hơn nữa càng đánh càng mạnh hơn. Cuối cùng 30 triệu năm sau hắn trở thành tiên đế, không còn ai dám chọc vào hắn. Khá ghê gớm thành ca không nhịn nổi mà cho hắn một like. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao dân bản địa ở tiên vực không chào đón người phi thăng, rồi. Người phi thăng muốn phát triển, tất yếu sẽ xảy ra xung đột với những người đã phân chia tài nguyên từ trước. Nếu như chỉ là tranh đấu của tầng thấp thì cũng thôi đi, chứ giống như người phi thăng yêu nghiệt huyền la tiên đế kia, thậm chí đều có thể thay đổi bố cục vốn có của tiên vực. Đừng nói dân bản địa, ngay cả những người phi thăng giai đoạn trước từng bước dốc sức trong tiên vực, e rằng cũng không hy vọng sau này xuất hiện ngày càng nhiều kẻ cạnh tranh họ không sớm thì muộn cũng sẽ biến thành phe cánh của dân bản địa khương thành nảy ra ý tưởng người nói xem sự xuất hiện của hư tiên giới này phải chăng là do những người ở tiên vực gây ra mạc trần sững sờ hắn vốn muốn nói rằng suy đoán này không hợp lý nhưng nghĩ kỹ lại thật sự cũng có khả năng không có người mới ở hạ giới phi thăng nữa người hưởng lợi nhất chính là những người dân bản địa ở tiên vực cuộc sống của họ nhàn hạ hơn rất nhiều lấp kín con đường phi thiên vạn vực ở hạ giới thật sự quá mạnh tay rồi chỉ có mấy vị tiên đế hay vài thiên vực chắc chắn không đủ mạc trần chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời xanh xa vời kia chuyện này e rằng tất cả các thế lực hàng đầu ở tiên vực đều tham gia trưởng môn không thể bỏ lỡ hư tiên giới nếu không sẽ không còn cơ hội nữa mất khương thành nghĩ cũng phải thời gian giao hẹn với lam đề cũng chỉ còn năm tháng nữa là đến đến lúc ra tay rồi hơn nữa lần này hắn định đem tất cả đệ tử cùng nhau đi lên xem ra phi tiên môn chúng ta cũng nên đổi chỗ rồi việc đổi chỗ phi tiên môn trái lại cũng rất đơn giản tất cả các đệ tử đều ở trong toàn cơ đồ nên có thể mang theo bên mình mạc trần có thể biến về hình dạng hóa huyết nhẫn và hắn hắn sẽ đem theo tam nhãn hổ là yêu vương muốn đi theo cũng rất đơn giản điều mà bây giờ hắn quan tâm chính là con gái a hoàng của hắn không biết nàng có thể chuyển đi không Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con gái ngoan, ngươi có thể đổi nơi khác sống không? Ở đây chơi rất vui, ta không muốn đi đâu mẹ à. Khương Thành nghe xong liền yên tâm. Cũng đúng, lúc đầu A Hoàng có thể sống được ở phong tuyệt chi địa, đổi nơi khác chỉ là chuyện nhỏ. Chúng ta có thể đổi sang nơi tốt hơn. Linh mạch ở đó tốt hơn cả ở đây. Hắn ta cảm thấy bản thân giống như là ông chú xấu xa lừa gạt cô gái ngây thơ, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Bản thân trong tương lai lên tiên giới, cũng đâu thể nào vẫn để nàng ta một mình ở đây được thật á. Mẹ có thể tìm được linh mạch tốt hơn nữa sao? Đương nhiên rồi. Phi tiên môn trở thành linh mạch ngũ phẩm như bây giờ, hoàn toàn là nhờ sự thần kỳ của bản thân A Hoàng cưỡng chế nâng lên phẩm cấp. Trước đó, nơi đây chỉ là linh mạch nhị phẩm, vốn chẳng thể gọi là bảo địa gì. Với thực lực hiện nay của Khương Thành muốn tìm một nơi tốt hơn linh mạch nhị phẩm, chẳng phải là dễ dàng sao? Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Nha đầu này vừa nãy không muốn đi, mà bây giờ lại dục đi. Nàng ta mới đi cách linh mạch, không đến ba dặm mà linh khí ở Phi Tiên môn đã bắt đầu giảm xuống nhanh chóng, linh mạch không ngừng xuống cấp. Rất nhanh liền trở về cấp 2. "Tiểu tử, xảy ra chuyện gì vậy?" Tam Nhãn Hổ bay tới. Sở dĩ nó càng ở càng quen với Phi Tiên môn, phần lớn lý do là vì linh khí ở đây càng ngày càng đậm đặc. "Không có gì, bọn ta phải chuyển nhà rồi." "Chuyển nhà? Chuyển đi đâu?" Tam Nhãn Hổ bĩu môi. Thánh Địa Minh Tâm ở núi Gila. Đây là nơi mà trước lúc chia tay hắn và Lam Đề đã hẹn trước. Đợi đến khi gần tới ngày mở ra hư tiên cảnh, hoặc là Lam Đề đến phi tiên môn tìm hắn hoặc là hắn đến thánh địa minh tâm, tìm Lam Đề. Vừa nghe nơi hắn ta đi, tam nhãn hổ liền rút lui. Tiểu tử, người có biết hai chữ thánh địa này có nghĩa gì không? Là gì? Chấn thủ đó ít nhất cũng phải là nhập thánh cảnh. Khương Thành không cho là đúng, ngươi không phải là yêu vương sao? Nhập thánh còn không phải là chuyện nhỏ à? đúng là ta không sợ nhập thánh nhưng nếu đánh nhau ở nơi đó rất dễ dẫn tới thánh giai nhúng tay vào vậy thì rất là phiền phức nếu là nơi khác tam nhãn hổ sẽ không thèm quan tâm với thực lực yêu vương của hắn thì ở hạ giới này ít có nơi nào khiến hắn phải kiêng kỵ nhưng thánh giai thì không phải như vậy đó là sự tồn tại cùng cấp bậc với nó hơn nữa bởi vì là đến từ vực khác nên thực lực của nó bị quy tắc áp chế mất một phần đánh với cao thủ cùng cấp hắn sẽ rất chịu thiệt lúc cướp tuyền tống trận ở tử nguyên thánh địa hắn cũng không dám giết người chính là vì vậy. Yêu vương đến từ ngoại giới rất dễ bị tấn công hội đồng. Người sợ. Thành ca cười khì khì. Tam nhãn hổ mắt cứng lại, ông đây. Đúng thật là ông đây sợ. Nó thuộc dạng thảo mai, lúc cần giả thì phải giả. Yên tâm đi, thánh địa minh tâm có người quen của ta, sẽ không phải nhau đâu. Thật ư. Ừ. Biểu cảm của tam nhãn hổ đầy sự không tin tưởng. Mặc dù tiểu tử này bây giờ đã là đạo cung cảnh rồi, nhưng quen biết cũng không lâu, ban đầu hắn ta chỉ là phân hồn cảnh mà thôi mặt mũi lớn đến đâu mà có thể quen được với người của thánh địa đương nhiên rồi bạn ta còn là một nhân vật lớn ở của thánh địa minh tâm cơ mà thánh địa minh tâm đó chắc là đại bản doanh của vu bộ làm để từng nói qua nàng ta là tộc trưởng của vu bộ tộc trưởng chức cao đấy dù không phải là lão đại thì cũng trong ba người đứng đầu tiểu tử ngươi đừng có mà lừa ta nếu người sợ thì ở lại đi bọn ta phải đi đây nói xong thành ca thu hóa huyết nhẫn của mặc trần huyễn hóa lại rồi vác con gái lên vai chuẩn bị mở truyền tống đành phải vậy thôi truyền tống trận này muốn mang theo người thì người đó phải tiếp xúc trực tiếp với hắn tam nhãn hổ vốn dĩ không muốn đi nhưng nghĩ tới tiên thuật thần kỳ nâng cao tư chất người khác của hắn thì tâm lại ngứa ngáy không chịu được hiện tại nó thật sự không muốn rời khỏi khương thành ít nhất cũng phải chiếm chút lợi lộc từ trên người tiểu tử này rồi mới đi được chứ phải không người tính đi như thế nào ta nói trước muốn ta mang ngươi đi thì phải đáp ứng ta một điều kiện thân là yêu vương tốc độ của nó là nhanh nhất cho dù không cần truyền tống trận trong một ngày cũng có thể bay được mấy nghìn vạn dặm vậy à thế người cứ từ từ mà bay tam nhãn hổ còn chưa nói xong khương thành đã khởi động truyền tống trận chớp mắt đã đi được một nghìn vạn dặm bây giờ truyền tống trận tứ dai một ngày có thể dùng được bốn lần đợi hắn ta dùng hết bốn lần thì cũng cách núi di không xa nữa tam nhãn hổ mà vẫn đang còn hoang mang ở phi tiên môn cho dù nó kéo dài thần niệm như thế nào cũng đều không tìm được tung tích của Khương Thành. Vãi, tên tiểu tử này học được tiên thuật thật rồi à? Đợi đến khi nó bay đến địa giới của Vương Triều Can Tinh, thì Khương Thành đã tới thánh địa minh tâm rồi. Nhưng sau khi tới đây, hắn ta ngoài việc cảm nhận được linh khí ở đây tương đối rồi rào ra, thì không có phát hiện ra cánh cửa vào núi hùng vĩ tráng lệ nào cả. Vừa đi đến gần thêm chút, thì đột nhiên có hai người con gái từ trên hai cây đại thụ bay xuống. Đứng lại, ngươi là ai? Thánh địa minh tâm, không được tự ý xông vào thì ra không đi sai bởi vì đây là nơi của lam đề nên khương thành vẫn rất là khách sáo xin chào ta tới tìm lam đề lam đề tỷ ngươi là gì của nàng tìm nàng ta làm gì khương thành cười nói ta là khương thành là bạn tốt nhất của nàng ta mau đi nói nàng ta ra đón tiếp ta ngoan hai cô gái này hiển nhiên chưa từng gặp qua kiểu nói chuyện như vậy sắc mặt đột nhiên biến lạnh một người trong hai người mắng tên trộm từ đâu ra dám đến thánh địa ăn nói bừa bãi láo xược cô gái kia đưa tay chặn nàng ta lại đợi chút hắn ta không nói dối đúng là bạn tốt của lam đề tỷ hà lam đề cũng có loại bạn như thế này thực lực của người này ta nhìn không ra chắc chắn không kém bọn họ nói chuyện cũng không tránh mặt khương thành điều này làm hắn ta thấy rất kỳ lạ lúc nãy vẫn là tiểu quỷ cản đường chuyên nghiệp mà giờ thái độ đột nhiên dịu lại hơn nữa bọn họ làm sao biết mình không nói dối người đến giúp lam đề phải không mời vào đi theo bọn ta hai người mặt mày vui vẻ vô cùng thân thiết giống như là khương thành là người nhà vậy khiến cho thành ca tặc lưỡi lấy làm lạ hắn còn cho rằng còn phải phô ra chút thực lực khoe chút cơ bắp mới vào được bay theo sau hai người bọn họ rất nhanh hắn được mở rộng tầm mắt dọc đường hoàn toàn không thấy những kiến trúc nhà đá mà toàn bộ đều là cây cối chỉ là những cái cây đó to đến mức không tưởng tượng được tán cây lên tới vài dặm thậm chí có một số cây hình thành nên một thôn xóm tinh xảo có thể nhìn thấy có người đang sinh sống dưới đó Thỉnh thoảng có người từ trong hốc sâu ở trên cây vẫy tay chào hai người con gái kia. Thành ca âm thầm kinh ngạc, ngoài ăn mặc và tướng mạo không giống ra, thì khung cảnh ở đây giống y như tinh linh mà trước đây hắn nghe qua. Tiếp tục đi thêm 10 dặm nữa, phía trước đột nhiên xuất hiện một gốc cây to chọc trời tới 10 vạn dặm, cao vút xuyên vào tầng mây. Mời. Nói xong, hai người con gái xông thẳng vào cây to đó. Đệt, muốn làm gì đây? Nhưng tiếp theo, hắn ta phát hiện hai cô gái đó giống như đầu xuyên vào nước cứ vậy mà đi vào được bên trong cây to đó. Cảm nhận kỹ một chút, Khương Thành không phát hiện có trận phát ở đây cả. Sau khi đi theo vào, hắn ta liền nhìn thấy một khung cảnh phồn hoa. Phía trước là một vùng sơn cốc rộng lớn. Gió nhẹ hưu hưu, linh thảo xanh nhạt, dòng sông uốn khúc chảy xuống, khiến lòng người vui vẻ thoải mái. Trên bầu trời sơn cốc này, những ngôi nhà gỗ giống như những cánh diều bay trong gió. Những cái lớn thì hùng vĩ, còn những cái nhỏ thì tinh xảo, một số thì bị những đám mây che khuất, nhìn không đếm xuể hơn nữa nồng độ linh khí bên trong sơn cốc này lại cao đến mức khó mà tin nổi so với linh mạch cấp năm trước đó của phi tiên môn còn nồng nặc hơn vừa đến nơi này a à, hoàng liền nhảy xuống khỏi vai hắn mẹ ơi ta tìm được rồi khương thành không cần đoán cũng đã biết được thứ nàng nói là linh mạch đứa con gái này chạy còn nhanh hơn cả thỏ hắn lại không thể giữ lại được trong nháy mắt đã không thấy nàng nữa cũng chỉ có thể tùy nàng dù sao nếu nàng ấy thật sự tìm ra linh mạch cũng sẽ không làm chuyện gì xấu vốn tưởng rằng hai cô gái này sẽ đưa hắn tới một tòa nhà, bằng gỗ lớn nhất bên trong đại điện ở trên không trung, không ngờ rằng bọn họ bay một mạch, cuối cùng đưa hắn tới một ngôi nhà trúc nhỏ ở phía sau núi. Phía trước ngôi nhà trúc này là một dòng thác, hoa trên núi sặc sỡ, phong cảnh thì vô cùng tươi đẹp, nhưng mà quá nhỏ. Thành ca thầm chế nhạo, tộc trưởng mà ở giản dị vậy sao, quá phô trương rồi nhỉ. Lam đề tỷ, bạn của tỷ tới rồi đây. Sau đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn khương thành sao lại là ngươi trong mắt nàng ngập tràn ngạc nhiên tới mức vui mừng chúng ta không phải đã hẹn trước rồi sao ừ mau vào đi cẩn thận đừng để quá nhiều người phát hiện ra đấy câu nói này khiến khương thành vô cùng khó hiểu ngươi không phải là tộc trưởng lớn nhất ở đây sao có gì đáng sợ chứ cái này làm để có chút lúng túng rồi nhìn bóng lưng hai cô gái rời đi lúc này mới hạ giọng nói ta là tộc trưởng của vu bộ nhưng đây không phải là vu bộ mà là tâm bộ hả lam để cười ngượng một tiếng vu bộ mấy năm này liên tục bị công kích ta là người duy nhất còn sót lại bởi vì vu bộ và tâm bộ trước đây khá thân thiết vì thế mỗi lần ta trở về đều ở đây khương thành nhất thời giờ khóc giờ cười Trả trách cảnh tượng được mọi người hoan nghênh với nghi thức long trọng hoành tráng được làm trung tâm sự chú ý với thân phân bản thân của tộc trưởng mà hắn hy vọng không hề xuất hiện cảm thấy nàng giờ chỉ là một kẻ cô độc cũng phải nếu không nàng ấy còn trẻ như vậy làm sao có thể thành tộc trưởng được thì ra ngươi sống thảm như vậy sao? Đúng vậy, thật ra mấy ngày này ban đầu ta cũng định đi tìm ngươi, nơi này đã không ở lại được nữa rồi. Sao thế? Thánh địa bất ngữ đã tìm tới cửa, muốn nói lời giải thích với ta. Hà! Khương Thành không thể tin nổi. Hắn còn nhớ thánh địa bất ngữ, trận đại chiến lần trước ở Vương Triều Cần Tinh, không phải đã tiêu diệt hai tên thánh tử rồi sao? Cuối cùng chỉ còn kính hoàn tôn giả chân linh kia, cũng bị hắn đùa bỡn một vố, hắn không đánh đến là tốt rồi, đám người này còn dám tới yêu cầu giải thích. Thánh địa bất ngữ lớn mặt như vậy sao? Tâm bộ này của các ngươi cũng là thánh địa, chắc không sợ bọn họ chứ? Lam để gật gật đầu, tâm bộ có 5 vị tiền bối nhập thánh cảnh chấn giữ, sức mạnh của bọn họ còn trên cả thánh địa bất ngữ. Hơn nữa còn có pháp bảo truyền thừa chu tru tâm trùy, có bảo vật này ở đây, dù cho thánh giai có tới cướp, bọn họ đều có sức để đánh một trận. Vậy còn sợ cái gì nữa? Xử lý bọn họ đi. Thành ca làm việc. Từ trước đến nay luôn luôn khí phách như vậy. Lam để cười khổ một tiếng, chỉ một mình Thánh Địa bất ngữ thì không có gì đáng sợ, nhưng bọn họ có đồng minh đấy, hơn nữa lần này còn có Thánh Giả Tích Phong điều khiển sau lưng. Thánh Địa Minh Tâm này của Tâm Bộ, chỉ có người trong tộc, không giống với các Thánh Địa khác đó ở bên ngoài. Lời giải thích này của nàng, Khương Thành đã hiểu. Còn Thiên Linh vực và Thánh Địa Cửu Đại đã là thông gia của nhau cả ngàn vạn năm, sự việc phức tạp, đều có liên hệ cả. Tuy rằng bình thường cũng có xung đột và tranh đấu, nhưng khi gặp kẻ địch bên ngoài vẫn sẽ cùng một chiến tuyến giống như lần trước thánh địa tử nguyên bị tam nhãn hổ náo loạn một lần ngay lập tức dẫn đến mấy thánh địa lớn tổ chức cuộc họp mật còn tiên di tộc thánh địa minh tâm này của tâm bộ vì không tuyển người ngoài tự thành hệ thống căn bản không có giao tình gì với những thánh địa bên ngoài cả nếu thật sự phải đánh với thánh địa bất ngữ mặt khác thánh địa bát đại bên ngoài chắc chắn sẽ giúp thánh địa bất ngữ nói như vậy tâm bộ sẽ bị vây đánh tiên di tộc các ngươi cũng quá tệ rồi nhỉ thành ca cũng không nhịn được mà đâm trọt, khởi đầu là hậu duệ của tiên nhân, còn có kế thừa và cả pháp bảo thượng phẩm, cuối cùng rơi vào cảnh ngộ này. Chỉ có thể giữ bo bo lấy mình, bị thánh địa yếu hơn mình lấn tới. Cái khác, thẳng thắn đều bị diệt đến chỉ còn một dòng duy nhất. Các ngươi không phải còn có thất bộ sao? Làm để lắc lắc đầu, thất bộ kia không ở thiên linh vực nữa. Hơn nữa nội bộ của tiên di tộc và cửu bộ cũng không hòa hợp như thế. Nói đến, thánh địa bất ngữ còn là kẻ địch của ta nữa. Mười năm trước chính bọn họ đã diệt sạch 300 người cuối cùng trong tộc vu bộ, của ta. Nói tới đây, ngọn lửa thù hận che kín đồng tử màu tím của nàng. Cái gì, còn có cả chuyện như vậy. Ta ít đọc sách, nàng đừng lừa ta nhé. Khương Thành thật sự được mở mang tầm mắt. Kẻ địch tới cửa, tầm bộ không giúp báo thù thì thôi, còn hầu hạ như khách quý. Điều này đã phá vỡ cả giới hạn tưởng tượng của hắn. Lừa ngươi làm gì? Thánh địa bất ngữ tu luyện ngôn pháp chú thuật xem như là một nhánh khác của vu thuật, bọn họ cũng không biết bao giờ biết được sự tồn tại địa linh vu, điển của vu bộ bọn ta, sau đó hòng muốn có được nó. Lần đó tộc trưởng kiên quyết không giao, cuối cùng bị bọn họ vây đánh. Ta là người duy nhất thoát ra được. Khương Thành bừng tỉnh, chẳng trách lần trước bộ dạng hai tên thánh tử giống như có quen biết Lam Đề. Hơn nữa kính hoàn tôn giả kia còn nói muốn nhận Lam Đề là đồ đệ, hóa ra là lấy danh nghĩa muốn học chính tông vu thuật từ nàng. Thế còn lai lịch của thánh giả tích phong kia là gì? Là thánh giai à? lam đề không cam tâm mà gật đầu ừ mấy trăm vạn năm trước vu bộ bọn ta luyện cốt phiên thì bị bọn họ lừa lấy đi ca phục rồi khương thành ngửa mặt lên trời mà thở dài hắn không biết nên nói gì cho phải nữa gặp uất ức nhưng chưa từng thấy uất ức như vậy tâm bộ này cũng không góp sức rồi đi thôi đi thôi vô vị hắn đi thẳng ra cửa lam đề theo sau thấp giọng than thở bọn họ cũng bất lực có thể sống sót trong tầm mắt của thánh địa cửu đại đã không dễ dàng gì rồi thật ra mấy năm nay nếu như không có bọn họ che chở ta sớm đã bị thánh địa bất ngữ bắt đi rồi giọng nói của nàng vừa hạ xuống đất trời bốn phía đột nhiên xuất hiện biến đổi dữ dội sơn cốc dường như liền trở nên sống động nhanh chóng mở rộng về bốn phía linh thảo trên đất ra hoa rất nhanh sẽ biến thành linh dược cao cấp hơn nữa còn mọc ở ngay dưới mí mắt dòng suối kia cũng bắt đầu trở nên rộng hơn giọt nước bên trong đều thấm mùi linh khí nồng đậm đặt ở trần giới Khe suối này có thể trở thành một dòng nước tiên kéo dài tuổi thọ của một người, sau khi uống một ngụ. Đây, đây là chuyện gì thế này? Lam để cảm thấy khung cảnh này hình như có chút quen thuộc. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới, khi đó phi tiên môn cũng có một lần linh khí nâng lên như vậy. Chỉ có điều lần đó mức độ linh khí không nâng cao như lần này. Linh mạch này của thánh địa minh tâm, e rằng bây giờ từ lục cấp trở thành bát cấp rồi. Không sai, là ta cho người làm đấy, vốn định tặng ngươi quả gặp mặt ấy mà khương thành lần này không vơ hết công lao của a hoàng lên người mình nữa khương thành thuận miệng nói ra một câu lấy lòng này hiệu quả vô cùng tốt ấy nghe nói là quà gặp mặt chỉ tặng riêng cho mình làm để đang trải qua khoảng thời gian này rất buồn khổ này cảm động đến mức mắt đỏ hết lên cảm ơn ngươi nhưng nàng lại không biết khương thành đang âm thầm chế nhạo con gái ngoan đây không phải là nhà của chúng ta ngươi không cần phải thăng cấp linh mạch cho bọn họ đâu trong căn nhà gỗ hàng nghìn hàng vạn người của tâm bộ bay ra ai ai cũng đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Oa, wow, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nơi đây của chúng ta đã biến nơi này thành tiên cảnh rồi sao? Linh khí ở đây quá nồng, ta sắp thở không nổi rồi. Thật khó tin, có phải do tộc trưởng làm không? Nhất định là vậy. Trên bầu trời díu ra díu rít không biết bao nhiêu người đang vui ca gieo hò. Khương Thành liếc nhìn, tâm bộ này chắc chiếm gần 70% là phụ nữ. Và sau đó, trước đó những người đoán những thứ này là do tộc trưởng làm đều bị vả vào mặt đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp tầm khoảng 30 tuổi từ trong điện gỗ bay ra, theo sau là một nhóm cao thủ. Tộc trưởng. Nhìn thấy tộc trưởng rồi. Đây không phải người làm đúng không? Không phải. Người đẹp liếc mắt thăm dò thần niệm bốn phía, không phát hiện ra điều gì khác thường, ngược lại lại phát hiện một người ngoài là Khương Thành. Lam đề vội thì thầm nói. Nàng ấy là Thanh Sa, tộc trưởng của tâm bộ, nhập thánh cửu trọng, ngươi đừng chọc vào nàng ấy. Trái tim của nàng bây giờ giống, như là được mật ong bao chọn lấy vậy ngọt ngào vô cùng. Các ngươi vẫn còn tò mò, nhưng lại không biết là do nam nhân này vì ta mà chuẩn bị đấy. Còn không đợi thanh xa đi sang, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thét. Tộc trưởng thanh xa, ngươi còn nói làm để không có ở đây sao? Hừ, thánh địa minh tâm các ngươi phải đưa ra một lời giải thích. Phiền phức rồi, phía sau tộc trưởng một già hai trẻ, chính xác đều là người tới từ thánh địa bất ngữ. Lam để muốn trốn trở lại nhưng đã quá muộn rồi. Thanh xa chỉ có thể dẫn một đám người bay qua, Thánh địa bất ngữ đến đòi người, trước giờ nàng luôn lấy lý do là Lam Đề chưa về làm cái cớ, đưa nàng đến cấm địa phía sau núi giấu đi. Cũng coi như là bảo vệ nàng ấy rồi. Không ngờ đến, nàng vẫn bị phát hiện Lam Đề ngươi đã giết hai vị thánh tử lương và hàn hoang nguyên, tội đáng muôn chết. Tộc trưởng Thanh Sa ngươi còn gì để nói? Khương Thành nhìn lướt qua ba người họ, quan sát thấy rõ, cảnh giới của ba người họ đều hiện ra trong nháy mắt. Tất cả đều là đạo cung cửu trọng, đến cả một nhập thánh cũng không có lại còn dám ở trước mặt nhập thánh bát trọng chất vấn đó cũng là một cảnh tượng kỳ lạ nhưng không ngờ thanh xa vẫn không phát tiết nàng chỉ lộ ra khuôn mặt điềm tĩnh nhíu chân mày việc lam đề giết hai vị thánh tử thật sự có nhiều điều kỳ lạ với thực lực của nàng làm sao có thể làm được việc đó chuyện này chắc chắn có sự hiểu lầm hiểu lầm tên trưởng lão dâu đen của thánh địa bất ngữ cười chế diễu lúc đó chúng ta nhận được tin tức lam đề đang gây rối ở vương triều cản tinh mới đi dẹp loạn sau đó hai vị thánh tử chết hết còn nàng ta thì vẫn sống sờ sờ ở đây tộc trưởng thanh sa bọn ta thật sự đã rất tôn trọng thánh địa minh tâm của ngươi nhưng chuyện này liên quan đến danh tiếng của thánh địa bất ngữ bọn ta không có gì cứu vãn được nữa đâu thành ca rất muốn cười đó mà gọi là tôn trọng ư anh giai ấy rất muốn xem thử bọn họ thiếu tôn trọng thì sẽ như thế nào tất cả người của tâm bộ ở bên cạnh đều rất ngập phẫn nộ muốn nói điều gì đó như hai cô gái dẫn đường trước đó nhưng họ chẳng có quyền lên tiếng trước mặt tộc trưởng và các trưởng lão thêm nữa là những người đó thờ ơ không quan tâm đến dáng vẻ đang treo trên cao của họ suy cho cùng làm để cũng không phải người của tâm bộ nên bọn họ cũng không cần phải bảo vệ nàng ba vị chuyện này không có chứng cứ vậy nên còn quá sớm để đưa ra kết luận thanh sa vẫn đang dựa vào lý lẽ để đấu tranh điều này khiến khương thành thầm lắc đầu có một số chuyện không thể dựa vào lý lẽ để giải quyết được hắn định đứng dậy nhưng đột nhiên nhìn thấy một trong số những vị thánh tử của thánh địa bất ngữ cười lớn. Ngươi muốn chứng cứ đúng không? Quên không nói cho các ngươi biết, thật ra lúc đó có một đại trưởng lão kính hoàn tôn giả chân linh của môn ta đã chứng kiến tất cả mọi việc xảy ra ở vương triều cản Tinh. Cái gì? Thanh xa sửng sốt, những người còn lại của tâm bộ cũng rất kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Kính hoàn cũng ở đấy lúc đó. Vậy Lam để làm thế nào để sống sót trở về chứ? Đúng vậy, có hắn ta ở đó làm sao mà hai vị thánh tử có thể bị giết được? cho mời chân linh ý thức đại trưởng lão nói xong ba người của thánh địa bất ngữ vây thành một vòng tròn một vị thánh tử lấy ra một bảo vật tương tự như hình cầu trong suốt ném nó lên không trung ba người bọn họ đồng thời tế đạo cung trên không trung bảo vật hư huyền kia hào quang xuyên tứ phía một làn khói bốc lên nghi ngút một bóng người hư ảo xuất hiện trên nền khỏi trắng đó chính là kính hoàn tôn giả tham kiến đại trưởng lão ba người họ đồng thời quỳ xuống thanh sa và các trưởng lão tâm bộ cũng nhanh chóng chào hỏi kính hoàn tôn gia người cũng đến rồi lâu rồi không gặp chuyện nhỏ này tôn giả như người đây thực sự không cần đích thân ngươi ra mặt làm để nói đúng tâm bộ mặc dù mạnh hơn thánh địa bất ngữ nhưng bên ngoài có chín thánh địa chống đỡ lại có chỗ dựa thánh giai để tồn tại trong thiên linh vực thánh địa minh tâm bọn họ luôn phải sống như dẫm trên lớp băng mỏng vậy kinh hoàn tôn giả hừ một tiếng hừ nếu ta còn không ra mặt e rằng các ngươi sẽ sớm lén đưa lam để đi mất nhóm người của thanh sa vẫn còn chưa có thời gian để tiếp giảng đạo lý thì thấy sắc mặt kính hoàn tôn giả thay đổi rõ rệt ngươi ngươi sao có thể ở đây được ánh mắt hướng về khương thành như ghim chặt hắn ta lại vậy lần trước đại chiến ở hoàng cung luôn là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với hắn đường đường là tôn giả nhập thánh mà lại bị một chữ cút của hắn làm cho lăn lộn khắp nơi thành thật mà nói nếu dư lương và hàn hoa nguyên không chết vào lúc đó thì sau khi trở về cũng sẽ bị đại trưởng lão như hắn giết bởi vì bọn họ đã nhìn thấy được nỗi nhục của hắn ta nên nhất định phải diệt khẩu chuyện này đã trở thành tâm ma của kính hoàn tôn giả rồi nếu không loại bỏ ngay thì cảnh giới của hắn sẽ không có cách nào thăng cấp dù chỉ một chút lần này truy gắt lam đề cũng là vì muốn khiến cho nàng ấy không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngoài kia còn về kẻ đầu tiêu khương thành chẳng lẽ hắn lại có thể bỏ qua hắn ngày đêm hận đến nỗi không thể xẻo thịt lột ra chỉ là hắn ta không biết khương thành thậm chí không biết hắn là ai thiên linh vực lớn như vậy thật sự rất khó tìm không ngờ hôm nay lại chạm mặt ngươi còn dám xuất hiện à tốt tốt rất tốt hắn thúc giục bảo bối hình cầu kìa chậm rãi trôi đến khí thế thánh nhập cảnh ngưng lại như thật phong tỏa không gian bốn bề khương thành cảm thấy bản thân không cách nào có thể phát ra dù chỉ một ít linh khí nhập thánh cảnh đã đủ để tự tạo ra một lĩnh vực quy tắc trong lĩnh vực đó khác xa với thế giới bên ngoài ở trình độ này, có thể nói rằng dưới nhập thánh cảnh đều chỉ là lũ ông kiến. Cho dù đây cũng chỉ là một đạo chân linh ý thức, cũng đủ để đánh cho đạo cung cửu trọng đến vạn kiếp bất phục. Làm để còn không mau ra khỏi hắn. Kính hoàn tôn giả, xin chờ một lát, nhất định có hiểu lầm gì đó. Vừa lên đã phải động thủ, nhóm người của thanh sa hoảng sợ. Vẫn đang suy nghĩ để làm dịu tình hình, ít nhất là để cứu lấy Lam Đề. Nhưng chỉ khiến họ lo lắng hơn, Lam Đề tuyệt nhiên không chạy, rút kiếm ra, đứng lại gần Khương Thành hơn, Hành ca kinh ngạc, cô gái này trọng tình nghĩa như vậy sao? Nhưng cô em à, cảm ơn nhưng ca đây không cần. Chỉ cần chết một lần rồi sống lại, là có thể làm tất cả những gì hắn muốn, sợ khỉ gì. Hắn nheo mắt cười đứng dậy. Sao thế, ngươi lại muốn lăn tiếp à? Hắn cũng ác cơ, vết thương của kính hoàn tôn giả ở đâu, hắn vạch ở đó. Lúc đầu còn khí thế hung hăng hận đến phát cuồng, kính hoàn tôn giả đang định động thủ thì tự nhiên dừng lại. Hắn nghĩ đến một chuyện rất nghiêm trọng rằng bản thân có thể giết hắn không? giết thì chắc chắn phải giết, nhưng sợ chân linh ý thức của mình lại không làm được. Lỡ như tên nhóc này lại cho lăn như bánh xe nữa thì... Lúc này có hàng vạn người của tâm bộ đứng bên quan sát, cảnh tượng nhục nhã đó không làm thế nào cũng không giấu được. Không thể để bị sỉ nhục. Bùm! Dưới ánh mắt của mọi người chân linh ý thức của lão ra bùng nổ một cách dứt khoát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Chuyện gì đã xảy ra? Mỗi một người ở đây đều muốn hỏi câu này. Chân linh ý thức của Kính Hoàn Tôn giả là tự phát, thực ra hầu hết mọi người đều có thể nhìn ra được, nhưng họ vẫn muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là vị nhập thánh cường giả này khí thế hung hăng, bộ dạng hắn không giết được người sẽ không bỏ qua, muốn ngăn cản cũng không thể ngăn được. Ngay sau đó, hắn liền tự bạo. Vì sao muốn tự bạo? Mọi người đều sững sờ, không hiểu gì cả. Phốc, Lam Đề là người đầu tiên đột nhiên cười thành tiếng. Nàng hiểu rõ sự đau khổ của Kính Hoàn Tôn giả vì vậy nàng cảm thấy rất nực cười đường đường là nhập thánh cảnh thế mà bị khương thành biến thành chim sợ cành cong đúng rồi lần trước ngươi làm như thế nào được vậy ngươi thật sự biết ngôn pháp chú thuật lợi hại như vậy nàng có chút mong đợi truyền âm hỏi khương thành xoa tay lần trước ta chỉ là tình cờ có được một bảo vật dùng một lần dùng hết thì không còn ta cũng không ngờ rằng lá gan hắn lại nhỏ như vậy hắn còn tưởng mình sẽ phải chết một lần đó chớ nhưng không ngờ chỉ một lời nói thôi mà lại khiến đối phương hoảng sợ đến tự bạo. Gần đây ngươi có uy thế mạnh mẽ như vậy sao? Vương Bát chi khí có bị dò dỉ từ bên hông không? Oa, wow, ta mà sớm biết ngươi chỉ dùng được một lần, ta sẽ đánh ngươi một trận để chút giận. Lam để nhớ đến cảnh tượng lần đó mình khen hắn, liền giơ tay đấm nhẹ lên người hắn hai cái, không đau không ngứa, giống một cặp đôi đang tán tỉnh nhau hơn. Thành ca vô cùng thích thú, dùng mạo Lam để tuyệt thế. Dù cho ở trong hàng ngàn mỹ nữ vẫn không ai có thể sánh bằng nàng ấy. Chỉ là hắn có hơi buồn bực, nàng ấy rõ ràng không chịu làm người của mình. Vì sao hành động của nàng đối với hắn ngược lại càng ngày càng thân thiết chứ? Tỷ tỷ à? Nàng còn tiếp tục như vậy nữa thì ta sẽ hiểu lầm đấy. Kính hoàn tôn giả một phát tự bạo như thế làm ba vị cao thủ của bất ngữ thánh địa, ở bên kia trợn tròn mắt. Còn muốn xem thần uy của đại trưởng lão vừa triển là đồ sát kẻ xấu. Kết quả hắn vừa ra đã hát tuồng gì thế này? hơn nữa cũng chưa giải thích lý do dù chỉ một câu cứ như vậy mà phát nổ ngươi đã làm gì vậy là các ngươi nhất định là minh tâm thánh địa các ngươi thiết lập cấm chế hại đại trưởng lão các ngươi thật là to gan ba người vì vãn tôn thế nên nhất trí đem mũi nhọn nhắm ngay đám người thanh xa dù sao chuyện tự bạo truyền ra cũng không mấy vẻ vang đánh cũng chưa đánh ngươi phát nổ cái gì chứ nói là bị một kẻ vô cùng mạnh ám sát ở thánh địa mới có thể giữ lại chút thể diện cái nồi này không biết tại sao rơi xuống đầu hắn, khiến mỗi người trong tâm bộ đều hoảng sợ. Không phải bọn ta, bọn ta không làm gì cả. Kính Hoàn Tôn giả có lẽ là có việc gấp chăng? Mong các ngươi hãy điều tra rõ ràng. Căn bản vừa rồi ngay cả một tia dao động của cấm chế cũng không có. Trưởng lão của thánh địa bất ngữ cười lạnh, về việc này, ngươi nói nhiều với chúng ta cũng vô dụng thôi, chờ trưởng môn của chúng ta ra quyết định. Ta chỉ biết báo cáo đúng sự thật. Ngoài ra, bọn ta phải bắt được hai tên tặc tử này trở về bất cứ kẻ nào ngăn cản đều là kẻ thù của thánh địa bất ngữ ba người đạo cung đang bị treo lơ lửng trên không đằng đằng sát khí thế nên các cao thủ của tâm bộ thật sự không dám ngăn cản nữa khương thành vui vẻ quan sát bộ tộc được tạo thành bởi một đám hậu duệ thiên nhân lại lẫn vào một dáng vẻ yếu ớt ở hạ giới như vậy thật sự để là quên thể diện ở nhà mà y ta tưởng lần này không cần ra tay chứ thật không ngờ ta lại phải quay về nghề cũ thật sự là ông trời muốn ta thể hiện ta không thể không làm nha hắn đã dùng thanh bảo khí thanh la phá thánh kiếm không có cách nào lần này đến thánh địa minh tâm hắn thật sự không ngờ sẽ xảy ra một trận chiến nếu không khi ra ngoài làm màu hắn thật sự không cần phải mang theo binh khí và linh phủ lúc đầu cho rằng lam đề là lão đại ở đây chẳng qua tới đây là để gặp bạn bè khương thành ngươi lam đề thấy hắn định ra tay thì hơi lo lắng sao nàng cũng yếu đuối giống như bọn họ ư bỏ lại những lời này anh thành xuất ra đạo cung, hung hăng xông lên đánh giết. Khoảnh khắc đạo cung của hắn xuất hiện đã khiến mọi người vô cùng kinh sợ. Cửu thải đạo cung, thanh sa la thất thanh, đó là hai con sông kim sắc võ đạo, chẳng lẽ là tiên giai? Một gã tộc lão nhập thánh ở phía sau tự lẩm bẩm, không dám tin, trên đời thật sự tồn tại thiên phú như vậy sao? Năm đó chính vị tiên tổ từng nói, đạo cung mạnh nhất là cửu thải, ta vẫn luôn cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Người này còn ở hạ giới mà đã có tiên giai tầng thứ võ đạo cảm ngộ, vậy sau này tiền đồ là vô hạn lam đề làm sao có thể quen biết một yêu nghiệt nghịch thiên như vậy ngay cả bản thân lam đề cũng ngẩn người tại chỗ trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ khó tin nàng đã từng nhìn thấy khương thành xuất chiêu lúc đó hắn còn là thiên mệnh cảnh xuất chiêu chính là cửu sắc thần phủ người có cửu sắc thần phủ sau khi tiến vào đạo cung có được cửu thải đạo cung thì cũng không có gì ngạc nhiên nhưng nàng nhớ rõ lúc đó hắn chỉ có một dòng sông tiên giai còn lại 8 dòng, cao nhất cũng chỉ là tông cấp, có thể nói là rất kém. Mà bây giờ hắn là cửu thải đạo cung, rõ ràng có hai dòng sông tiên giai, làm thế nào mà có thêm một dòng tiên giai vậy? Chưa nói đến cảnh giới đạo cung, cho dù là tiêu hao sinh lực cả đời của thánh giai, cũng khó mà lĩnh hội võ đạo đến bậc tiên giai tầng, đúng không? Ba người ở đối diện căn bản không coi Khương Thành ra gì. Có thể nhanh chóng nhìn ra được cảnh giới, chính là đạo cung tứ trọng. Mấy tháng nay ở phi tiên môn, khương trưởng môn tu luyện bữa đực bữa cái nhưng mà không hiểu sao tài năng quá xuất chúng như thế chứ những người khác chăm chỉ tu luyện trong đạo cung thông thường phải mấy trăm năm mới có thể tiến bộ hắn tùy tiện tu luyện có mấy tháng không ngờ đã tăng lên nhất trọng một cách khó hiểu như vậy đạo cung tứ trọng đối đầu với ba người cửu thải đạo cung đặc biệt có hai người trong số họ là cấp thiên tài thánh tử trận chiến vốn dĩ chả có gì đáng hồi hộp trên thực tế quả thực không có gì hồi hộp chẳng qua là vì ba người bọn họ bị Khương Thành nghiền ép mà thôi. Hắn có quá nhiều bắp, ra chỉ cửu thải đạo cung, cơ bản mỗi một kích của hắn có thể đủ mạnh để đuổi sát đạo cung cửu trọng. Tiên giai ngũ hành võ đạo cùng với thanh la phá thánh kiếm ra chỉ bảo khí phong hệ, lực công kích đã vượt quá giới hạn trên của đạo cung. Độc trí anh linh giúp mỗi một kích của hắn trở nên cực kỳ nguy hiểm, mỗi lần giao chiến trực tiếp với hắn, linh lực thậm chí là thần niệm và đạo cung đều sẽ bị ăn mòn, càng đánh thì càng suy yếu trừ cái đó ra còn có rút thưởng chúng đại viên mãn kiếm thuật và công pháp mà cuối cùng không thể bỏ qua uy áp tự nhiên của thương long tinh huyết trận chiến này hoàn toàn không có cách nào đánh bốn người giao chiến chỉ mới vài giây trưởng lão đi tiên phong đã bị một cuồng phong hòa lẫn với độc hồn thổi đến hình thần tan biến hai tên thánh tử còn lại gặp nguy hiểm nên cực kỳ sợ hãi vội vàng thi triển ngôn pháp chú thuật băng lưới trong phút chốc bầu trời trên chiến trường biến thành thế giới băng tuyết một sợi tơ màu xanh lam dài thăm thẳm che lấp bầu trời khương thành đang định dùng ngự kiếm chém ngang thì lại thấy một kiếm sát đâm xéo ra thanh kiếm chém vào tầng băng tầng băng bị vỡ ra ngay tức khắc và biến thành mưa lớn mũi kiếm đâm vào tấm lưới khổng lồ sợi tơ biến thành cho bụi thanh sa và những người khác la thất thanh lam đề không được nóng nảy cuối cùng lam đề vẫn lựa chọn cùng kề vai chiến đấu với hắn mặc dù thực chất khương thành có năng lực một kiếm là có thể phá vỡ chú thuật nhưng mà có sự trợ giúp từ nàng, chuyện tiếp theo càng đơn giản hơn. Ngôn pháp chú thuật bị vu thuật phá vỡ, hai tên thánh tử căn bản là bị nghiệp quật, thành ca vù vù xông lên là một trận giết chóc lung tung. Cả hai đều biến thành cho bụi. Trận chiến bắt đầu rất đột ngột rồi kết thúc cũng cực kỳ nhanh chóng. Từ đầu đến cuối chưa đến 7 giây, ba tên đạo cung cửu trọng thế là biến mất. Đây chính là sức mạnh chiến đấu chân chính hiện nay của Khương Thành. Đến cả Lam Đề cũng bị dọa. Lúc ban đầu gặp mặt, thực lực của nàng vượt xa Khương Thành, sau lần bị thất đại cao thủ tập kích đó, nàng còn cho một linh phù, bảo hắn khi nguy cấp thì theo đó mà cầu cứu mình. Không cần nghĩ cũng biết được, lúc đó thực lực của hai người tranh lệch lớn cỡ nào. Nhưng bây giờ, nàng đã không thể nào đứng trên nhìn xuống hắn được nữa rồi. Lúc này cho dù không có nàng ra tay, Khương Thành sử đẹp ba tên đó cũng chưa cần đến 10 giây. Thực lực này đã vượt qua tộc trưởng vu bộ đạo cung bát trọng nàng rồi. Bọn người thanh xa cũng bị làm cho chấn động bọn họ dường như nhìn thấy trước một cường giả thánh giai nhất tôn trong tương lai vậy, hơn nữa rất có khả năng là người mạnh nhất. Thiên bẩm này, sức chiến đấu này, vượt khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Nhưng mà, tiền đề là người này có thể tiếp tục sống. Giết chết ba người, đồng nghĩ với việc kết thủ với thánh địa bất ngữ, không chết không được. Chuyện này trở nên lớn rồi. Các hạ thật sự không nên giết chết bọn họ. Có chuyện gì có thể ngồi xuống từ từ nói. Phải đó, lần này phiền phức rồi, thánh địa bất ngữ chắc chắn sẽ ồ ạt tiến công còn cả lam đề nữa sao nàng cũng nóng nảy như vậy chứ những cao thủ tâm bộ lũ lượt oán trách chỉ là khương thành chẳng thèm nghe hắn đang bận chiến đấu thắng lợi rồi đương nhiên phải thu thập chiến lợi phẩm rồi ba người này đều là đạo cung cửu trọng thứ thu được cũng thật phong phú ngoại trừ số lượng lớn linh dược linh thạch thì còn có bốn món linh khí cửu dai tính một chút thu được hơn ba trăm vạn điểm nhưng mà đây chủ yếu cũng vì do trong ba người này có hai thánh tử cho đến khi hắn thanh lý xong cuối cùng mới ngẩng đầu lên các ngươi sợ rồi sao? Sắc mặt của Thanh Sa và mấy vị nhập thánh trưởng lão đều rất khó coi. Còn những người khác của tâm bộ tộc đều chịu không nỗi mà chỉ trích lại. Lời này của các hạ là sao? Đây rõ ràng là họa do ngươi gây ra, liên quan gì đến bọn ta? Đúng vậy, bọn ta sợ gì chứ? Thanh Sa khua tay, ngăn mọi người lại. Thiên phú của các hạ hiếm có trên đời. Nếu có thể tiếp tục tu luyện, tương lai nhất định sẽ trở thành nhất đại thánh giai. Nhưng e là ngươi không biết, thành địa bất ngữ có ba vị nhập thánh tọa chấn, nàng nói một cách đỉnh đạc ngoài chuyện này ra còn có bát đại thánh địa luôn duy trì mối quan hệ hợp tác với bọn họ chỉ cần các ngươi vẫn còn ở thiên linh vực một ngày thì khó có thể thoát khỏi bàn tay độc ác của bọn họ theo ý kiến của ta các hạ nên chạy khỏi thiên linh vực đi mấy mươi vạn năm sau khi tu đến thần công hẳn quay lại cũng không muộn lam đề liền cầu xin tộc trưởng nếu khương thành hắn đi đến vực giới khác sẽ phải chịu áp chế bởi những quy tắc giống như tam nhãn hổ từ khóa vực đến đây vậy cũng chịu những quy tắc áp chế như vậy chuyện này vốn là do thánh địa bất ngữ quá bá đạo, tại sao chúng ta không thể giúp hắn, không tin bọn địch đó có thể đỡ được chu tâm trùy. Người cầm miệng, một tộc lão nhập thánh đằng sau thanh xa hét lên, chuyện này chính vì ngươi mà nên, ngươi còn không nghĩ đến, muốn tiếp tục đánh sẽ khó có lại sự yên bình sao. Được rồi được rồi, ta biết các ngươi muốn đuổi người rồi. Khương Thành cũng chẳng phải kẻ ngốc. Bọn người này sợ bản thân nếu tiếp tục ở đây sẽ chuốc phải tai họa mà thôi. Yên tâm đi, ta sẽ đi ngay, sẽ không liên lụy các ngươi đâu bị hắn nói thẳng ý đồ ra như vậy, tâm trạng của thanh xa trở nên rất lúng túng. Các hạ nặng lời rồi, bọn ta cũng là tính cho ngươi. Nếu ở lại đây, thánh địa bất ngữ nhất định sẽ tìm đến, khó thoát khỏi cái chết. So với như vậy, chi bằng chạy đi nơi khác, như vậy bọn họ sẽ không tìm thấy các hạ. Sống ở trên núi không lo thiếu củi lửa, đạo lý này chắc các hạ cũng hiểu. Khương Thành bị đám con gái này làm cho sắp hết nóng luôn rồi. Nói bọn họ tốt, bọn họ sợ mà lấy lòng kẻ địch. Nói bọn họ xấu, Bọn họ chẳng có lòng hãm hại mình, bọn họ chỉ muốn giữ cho yên thân. Nói trắng ra, chuyện này giúp cho khỏi đắc tội với hai bên. Được rồi được rồi đừng nói nữa, ta cảm ơn ý tốt của các ngươi được chưa? Nhưng mà ta sẽ không rời khỏi Thiên Linh vực. Thanh Sa liền khuyên, các hạ cần gì phải làm hại mình? Khương Thành cười hi hi nói, không sao, các ngươi rất nhanh thôi sẽ lại nghe đại danh ta lần nữa. Bây giờ hắn đang nhìn chăm chăm về Thánh Địa bất ngữ, lại phải làm chuyện cũ, đang rất phấn chấn đây. Nàng thì sao? Ở đây chờ ta hay cùng đi? Lam Đề không nói gì, nhưng nhảy đến bên hắn, hành động kề vai sát cánh đã nói lên tất cả. "Lam Đề, ngươi không định sẽ ở lại sao?" Giọng điệu của thanh sa có chút tế nhị, vừa lo lắng lại thầm mừng trộm. Những người khác của Tâm bộ tộc cũng vậy, bọn họ không muốn người cuối cùng của vu bộ này chết như vậy, nhưng Lam Đề bây giờ là một sự phiền phức, nếu như đi rồi, Tâm bộ sẽ không bị liên lụy rồi. Cảm ơn ơn thu nhận của tộc trưởng bao năm nay lam để cười tầm nhìn của đôi mắt xinh đẹp để cả trên người khương thành nhưng bây giờ ta đã tìm được người có thể dựa dẫm vào được rồi lời nói này khiến khương thành rất đắc ý nhưng không nhịn được nghi ngờ cô gái này không phải cố ý nói mấy lời hay ho để lừa mình chứ y cũng mặc thanh sa cảm thán một tiếng người khuyên hắn tốt nhất hai người nên nhanh chóng rời khỏi thiên linh vực đi tuy lúc đến không có những nghi thức hoang nghênh như trong tưởng tượng nhưng lúc rời đi này hiện trường đưa tiễn lại rất đông tất cả người của tâm bộ tộc chia làm hai bên, nhìn chăm chăm hai người xoáy vào không trung. Tất cả bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vào cánh cửa vòng xoáy kia, thì sẽ rời khỏi địa giới của tâm bộ. Đến lúc đó có xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng liên quan đến bọn họ nữa. Hơn nữa chuyện trước mắt thanh xa và chư vị lão tộc quan tâm nhất là chuyện khác. Nồng độ linh khí đậm đặc vừa mới ở đây không hiểu sao lại tăng lên nhiều thế. Lẽ nào có bảo vật hiếm dáng thế? Nếu thật sự như vậy, sự hưng thịnh của tâm bộ nằm trong tầm tay rồi. Linh khí đậm đặc như vậy, tâm bộ sẽ có nhiều thêm biết bao cao thủ đỉnh cấp, thậm chí ngay cả bản thân cũng sẽ có cơ hội tiến lên thánh giai. Một khi đến thánh giai thì không cần phải cúi đầu làm người ở thiên linh vực nữa rồi. Tiễn được mối họa, đón nhận thời cơ lớn mạnh của tộc, đây gọi là song hỷ lâm môn, đáng để chúc mừng. Nhưng ngay vào lúc sắp cuốn vào vòng xoáy, Khương Thành đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. A à Hoàng, bố phải đi rồi, còn không mau đi theo. Rồi một tiểu nha đầu tầm 11-12 tuổi chạy như bay từ sau thác nước nơi hẻm núi xa xôi đến đôi tay phủi bột phấn thơm chỉ riêng cách đi đứng của nó đã có hơi loạn choạng rồi a à, mẹ sao mẹ lại đi rồi ta đang thoải mái mà tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn thấy được vốn dĩ không thể nhìn ra cảnh giới của cô gái này chỉ có thể cảm nhận được hơi thở thần bí huyền diệu đến mức khó giải thích được đứa bé như con không có gì làm nên thăng cấp linh mạch gì cho người ta à hả a à, hoàng với bộ mặt vô tội phóng lên người hắn leo lên cánh tay một cách thuần thục Ta nghĩ đây là nhà mới của chúng ta. Ở đây không phải, ngươi nhầm rồi, đi thôi đi thôi." Nói xong, ba người biến mất trong vòng xoáy, chỉ để lại cho người tộc Tâm bộ một tình huống không hiểu được. Hai người này lúc này nói gì vậy? Thăng cấp linh mạch. Ngay sau đó, bọn họ phát hiện nồng độ linh khí trong khe núi giảm đi rất nhanh. Những linh thảo lúc trước trở thành linh dược cũng khô héo rất nhanh, khe nước trong sông cũng không còn hơi thở tinh khiết như trước kia nữa. Thậm chí ngay cả những gì lớn nhỏ trong khe núi cũng đang khô héo. Cuối cùng trở về trạng thái như trước đây. Đây, chuyện này là sao chứ? Thanh Sa vô cùng kinh ngạc và sợ hãi, hy vọng nàng tiến lên nhập thánh đã mất rồi. Mấy vị nhập thánh tộc lão cũng thất vọng tột độ. Lẽ nào trước kia thật sự là do cô gái lúc này làm sao? Nếu sớm biết là con gái của hắn. Im ắng, trong lòng tất cả mọi người ở hiện trường đều trào dâng cảm giác hối hận vô cùng. Sau khi ra khỏi núi Gila, Khương Thành đi thẳng về hướng thánh địa bất ngữ. Điều này khiến Lam Đề hơi kinh ngạc. Ngươi định đi đâu? Đi càn quét thánh địa bất ngữ báo thù cho người đó. Nói lời lấy lòng tranh công đã trở thành bản năng của hắn rồi. Thế nào, cảm động chưa em gái? Thật ra hắn chỉ xông đến chỗ nhiều điểm tích phân thôi, nơi đó không đơn thuần chỉ là thánh địa thôi đâu. Ở đó có nhập thánh cảnh tọa chấn, đạo cung cảnh thì nhan nhản, thiên mệnh cảnh còn không bằng một con chó của mấy thế lực lớn. Một khi tiêu diệt được thì không cần nghĩ cũng biết thu hoạch sẽ nhiều như nào. Lúc đầu còn định đi đâu đó tìm linh mạch thích hợp cho A Hoàng thánh địa bất ngữ này đúng thật là mỡ dâng miệng mèo dâng đến tận răng luôn rồi lam đề thật sự cảm động người đàn ông này ra mặt vì mình lại còn đối chọi với một thế lực đáng sợ như vậy ngươi ngươi không cần làm đến bước này vì ta đâu cần mà cần mà chắc chắn cần thành cao muốn làm nghiệp vụ quen tay này bây giờ ai cũng không ngăn được hắn nhưng mà nơi đó quá nguy hiểm trừ đại trưởng lão kính hoàn tôn giả ra còn có trưởng môn kính nguyên tôn giả và thái thượng trưởng lão ngọc tuyền tôn giả nhất là nhập thánh cảnh cửu trọng ngọc tuyển tôn giả kia hệt như thanh sa tộc trưởng, chỉ còn cách thánh giai một bước nữa thôi. Trong lòng Khương Thành thầm nhủ, em gái ơi ngươi nghĩ nhiều quá rồi, hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ mạnh đến đâu, kiểu gì hệ thống cũng sẽ xử lý được hết. Vậy thì sao chứ, hôm nay ta nói lời này, vì ngươi, ta chấp nhận đánh đổi cả tính mạng. Dù sao thứ mà Thành ca muốn nhất là cái chết. Nói xong mấy lời khách sáo cảm động mà không cần phải bỏ tiền ra này, hắn lén lút liếc lam đề thế nào em gái thế này đủ để ngươi cảm động đến mức trung thành với ta trở thành thuộc hạ của ta chưa làm để thật sự hơi khó hiểu trước đây cái tên này việc không có lợi thì không làm ở lại có một đêm thôi mà còn hốt mất một bộ bảo khí của nàng tại sao bây giờ lại dốc hết lòng vì nàng như vậy thế lại còn chấp nhận chết vì nàng có khoa trương quá không bởi vì lần trước tỏ tình thành một đôi với mình sao vấn đề là hắn vẫn chưa thành thân với mình giờ còn chẳng được tính là đạo lữ chính thức hơn nữa giới tu luyện cũng có một vài đạo lữ vì các nguyên nhân chủ yếu như thực lực, lợi ích, tông môn nên mới kết hợp với nhau, nhưng bình thường đều là tự mình tu luyện, hoàn toàn không hề có tình cảm gì hết. Ngẫm lại mình đã coi hắn thành người đàn ông của mình, thân mật với hắn cũng rất nhiều, nhưng lại không đến mức hắn phải đi vào đường chết, nàng không khỏi hơi xấu hổ. Ai ra, ngươi đừng có mà kích động như vậy, ta cũng không muốn ngươi chết. Nàng nắm lấy tay Khương Thành lắc lắc, vừa cảm động vừa sốt ruột, ngươi không thể thận trọng hơn được à, với thiên phú của ngươi thì chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tương lai sẽ có cơ hội mà không cần nhất thời gấp gáp không được cứ nghĩ đến kẻ thù của ngươi vẫn còn sống ta dây dứt vô cùng khó chịu đến mức không thể ngủ nổi ta phải đi làm màu em gái a à, ngươi đừng có ngăn cản ta nhưng mà lam để trực tiếp chắn ở phía trước hắn không cho hắn đi nghe lời nào chúng ta cùng nhau về phi tiên môn được không tạm thời bọn họ ở đó vẫn chưa biết hẳn là rất an toàn không về được nữa rồi hả tại sao phi tiên môn bị ta chuyển sạch đi rồi, giờ bên kia không còn một ai hết. Đáng lẽ lần này định đến nương nhờ ngươi, mà tinh thần ngươi cũng xa sút như thế, vậy ta chỉ có thể quét sạch thánh địa bất ngữ, kia để làm sơn môn mới cho phi tiên môn. Cái này, Lam để hơi tò mò nhìn về bốn phía, vậy mấy môn nhân kia của ngươi đâu? Bọn họ đang tu luyện ở một nơi bí mật, lúc cần xuất hiện thì sẽ xuất hiện thôi. Trước mắt mấy đệ tử kia vẫn đang ở trong toàn cơ đồ, bị hắn mang theo bên người. Lam Để cũng không biết việc cần xuất hiện thì xuất hiện là phải làm kiểu gì. Nhưng ngó mắt của nàng lại đột nhiên sáng lên. Nói như vậy thì tiền bối tam nhãn hổ cũng tới. Chẳng trách hắn mạnh miệng như vậy, hóa ra là có cả yêu vương ra tay nữa. Vậy thì chẳng còn chút áp lực nào với thánh địa bất ngữ nữa rồi. Nó vẫn còn đang ở phía sau cơ. Hả? Lam Để hơi bối rối, sao kẻ mạnh nhất lại ở phía sau chứ? Cách thánh địa bất ngữ không còn xa, Khương Thành thả con gái từ trên vai xuống trước sau đó thì rút hóa huyết nhận ra. Ma nhận vạn vẹo, hóa hình thành Mạc trần. Vừa mới bước ra, tên này lại bắt đầu nịnh nọt. Trưởng môn uy vũ, trận chiến vừa rồi lão hù đã thấy hết rồi, thực lực của trưởng môn mới dưới nhập thánh cảnh thôi mà đã bất khả chiến bại rồi. Ha ha, bản lĩnh nhỏ mà thôi. Ngoài mặt thành ca lạnh lùng, trong lòng lại hy vọng hắn tăng bốc mạnh thêm chút. Mạc Trần cũng không để hắn thất vọng. Không không không, đây không hề là bản lĩnh nhỏ, hẳn là trưởng môn đã là đạo cung cảnh mạnh nhất trong lịch sử có thể chứng kiến kỳ tích như vậy là vinh hạnh của lão hủ đây. Thành ca được tân bốc đến mức vui như mở cờ trong bụng, cực kỳ hài lòng, xem ra mạc trưởng lão càng 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 thích ứng được với văn hóa tổ chức của phi tiên, môn rồi hắn vỗ vai vị tiên nhân tiền nhiệm này, bổn trưởng môn phải đến thánh địa bất ngữ, người ở lại đây giúp ta trông đồ. Thực lực của mạc trần tới giờ đã khôi phục được một chút, nhưng mà muốn xử lý với ba kẻ nhập thánh cảnh đối diện, thì e rằng tàn hồn kia sẽ tiêu tán mất. Con gái có thể thanh trừ linh lực khóa thần hồn lại, nhưng thích hợp với lúc đơn đấu với ít người đối mặt với quá nhiều người nàng cũng không thể kham nổi còn về lam đề chỉ đạo cung cảnh bát trọng thôi thì không đủ cho nên chuyến này vẫn phải dựa vào việc hồi sinh của một mình hắn rồi đã biết chắc là sẽ bị giết thì hắn sẽ không đồng ý đưa người khác theo chứng kiến việc này hắn đành giao hết toàn bộ nhẫn chứa đầy vật tư cho mạc trần vậy người giúp ta bảo quản đợi ta trở về đây là người mà hệ thống đã xác thực nên hắn rất yên tâm nhận lấy những chiếc nhẫn kia, trong lòng Mạc Trần trào dâng. Hắn tận mắt thấy Khương Thành bỏ vào trong đó vài món bảo khí, ngoài ra còn có một đống linh thạch đan dược. Những thứ này ở hạ giới đều rất quý giá. Vậy mà bây giờ hắn cứ giao phó chúng cho mình như vậy. Trưởng môn thật sự quá khác biệt với vị diện chi tử khác, sự tín nhiệm này khiến hắn vô cùng cảm động. Nhất định không phụ sự nhờ cậy này. Ngươi không đợi tiền bối tam nhãn hổ mà cứ một mình đi như vậy hả? Lam để lại lo lắng. Khương Thành hơi cạn lời, em gái này cứ lo lắng mình sẽ chết đây quả là một chuyện đáng để vui mừng đấy nhưng vấn đề là cái này đang cản trở bước đi làm màu của hắn đó chịu thôi hắn chỉ có thể lừa nàng để nàng an tâm ta chỉ đi thám thính tình huống một chút thôi không phải đi diệt môn gì đâu yêu tâm đi ồ vậy ta đi cùng ngươi đừng một mình ta càng linh hoạt ngươi ở lại đây chăm sóc a hoàng đi trước đó trên đường cũng nói với nàng đứa con gái này là nhận nuôi chứ không phải ruột thịt lúc này lam đề mới gật đầu nhưng vẫn lo lắng nói vậy ngươi phải về sớm chút nha nhất định đừng có ở lại mấy nơi nguy hiểm ta sẽ luôn chờ ngươi thành nghe thấy cách sưng hô buồn nôn này suýt chút nữa thì ngã bịch một tiếng xuống đất hắn cạn lời bởi vì hệ thống vẫn không tinh một tiếng lòng dạ người con gái này làm từ sắt đó hà đã gọi thân mật như vậy rồi mà vẫn còn chưa phải người của mình hắn bay lên trời nhanh chóng hướng về phía bất ngữ thành địa rất nhanh đã đến phạm vi bên ngoài của thế lực to lớn này mà lúc này, không khí trong tông môn này chính là mây mù răng lối, mài đao xoèn xoẹt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc Khương Thành đến nơi, hắn nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đang chạy tán loạn khắp nơi. Người trên trời lít nha lít nhít, hệt như đàn ong vỡ tổ. Chuyện gì thế này? Hắn chặn bừa lấy một người, huynh đệ, xảy ra chuyện gì thế? Tu sĩ linh đài cảnh kia gấp muốn chết, vừa bị hắn chặn lại đang định nổi nóng, thì thấy tu vi của đối phương sâu không lường được, thế là lại vội vàng nặn ra một nụ cười bẩm tiền bối thánh địa bất ngữ sắp khai chiến với thánh địa minh tâm rồi đại chiến cấp cao thế này rất dễ liên lụy đến cả người vô tội nhập thánh cảnh ra tay bừa một cái thôi là chúng ta tan thành mây khói rồi cho nên phải chạy thục mạng thôi ai ra thánh địa bất ngữ này cũng tích cực ghê đấy khương thành định bay vào nhưng ngẫm xong lại gạt bỏ ý định này hệt như bát vân điện trước đây bên trong mấy tông môn này rất thâm sâu cao thủ nhan nhản như mây một mình tấn công vào thì không thể thấy được tất cả chắc chắn sẽ thất bại trước cho nên nhất định phải nghĩ ra cách hốt gọn trong một mẻ. Hắn quan sát, ngoài những tu sĩ khác đang chạy trốn tán loạn ra, thì cũng có một vài cao thủ đang bay vào lối vào của Thánh địa Bất Ngữ. Thánh địa Bất Ngữ có hơn 10 vạn môn nhân, đương nhiên không phải tất cả đều ở lại trong tông môn. Rất nhiều người đã đâm chồi nảy lộc từ sớm, đi khắp các nơi thành lập thế lực phụ thuộc, hoặc là ra bên ngoài trải nghiệm. Hàng ngàn hàng vạn năm sau, nó đã trở thành những thế lực không thể xem thường được nữa lần tấn công tâm bộ này, thánh địa đã phát lệnh triệu tập, đương nhiên các cao thủ của tông môn giải rác ở bên ngoài đều quay về trợ giúp. Đây là nền tảng của thánh địa, phi tiên môn hoàn toàn không có tư cách để so sánh với nơi này. Nếu như không có sự dẫn dắt mạnh mẽ từ thành ca thì e rằng, có thêm 100 triệu năm nữa thì cũng không thể đạt tới được độ cao như này. Từ bên ngoài nhìn vào cũng có thấy sơn môn này không bình thường. Tất cả mọi người đều bay về phía không trung, sau đó thì hô mở một tiếng rồi cứ vậy biến mất ngay tại chỗ. Khương Thành biết, đây chắc chắn là ngôn pháp chú thuật. Chỉ đáng tiếc là mặc dù hắn có thần phẩm của vu thuật, nhưng lại chưa từng học vu thuật, nên hắn thật sự không biết cái này. Trừ khi hắn định mạnh mẽ phá bỏ cấm chế, trực tiếp xông vào. Nghĩ một lúc, hắn nhanh trí nảy ra một ý, tìm một nơi bí mật lắc mình biến hóa, biến thành dáng vẻ của kính hoàn tôn giả. Mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy chân thân của đại trưởng lão này, nhưng mà đã từng nhìn thấy ý thức chân linh hai lần rồi cho nên, hắn biến ra giống y như đúc, chẳng qua là khí thức vẫn là khí thức nhập thánh cảnh của các bậc ý thức chân linh như vậy đã đủ rồi trong số những người ở bên ngoài kia căn bản không có ai là nhập thánh cảnh hắn dùng thần niệm thăm dò thứ thăm dò được là sâu không lường được đợi đến khi hắn hiện thân tất cả những người ở đó đều dừng lại giật mình hoảng sợ ngã nhào rất nhiều người còn trực tiếp ngã từ trên trời xuống không phải là do khương thành ra tay mà là do bọn họ không dám ở lại trên trời nữa kính hoàn tôn giả là một vị cường giải nhập thánh cảnh ngũ trọng có tiếng uy danh của hắn đã được truyền khắp thiên linh vực từ lâu. Ở khu vực xung quanh thánh địa này lại càng như là một nhân vật cấp thần, không ai không biết. Mà có mấy ai dám bay qua trước mắt lão nhân gia này cơ chứ? Liệu có mấy ai dám bay qua đỉnh đầu ông đây? Bịch bịch, một đám người quỳ xuống. Tất cả đều là những kẻ đến chi viện cho thánh địa bất ngữ. Bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ, tham kiến sư thúc tổ, tiểu nhân là đại đệ tử ô vinh của vụ chân trưởng lão, năm mươi vạn năm trước dưới sự dẫn dắt của lão nhân gia ta may mắn được bái kiến sư thúc tổ một lần không biết ngài còn nhận ra tiểu nhân không bái kiến thái sư thúc tổ tiểu nhân tiết quý năm đó là người của phi ngôn cát ba mươi vạn năm trước tự mình ra ngoài thành lập gia tộc đây là mấy đứa con cháu tầm thường của ta các ngươi còn không mau dập đầu với tổ tông lão tổ sao ngài cứ không ở trong tông môn mà cứ ở bên ngoài mãi thế kính hoàn tôn giả tung hoành hàng trăm vạn năm đồ đệ đồ tôn đều đã là nhân vật lớn đám người này chỉ là đồ tử đồ tôn của đồ tử đồ tôn mà thôi. Nhưng mà hầu hết đám người này là đạo cung cảnh, giờ đây đều là cường giả một phương rồi. Trong đó không hề thiếu đạo cung cảnh cửu trọng, chính là cái kiểu chỉ cần để ở vương triều càn tinh thôi là có thể khiến hạng cao giã, run lẩy bẩy. Vậy mà bây giờ tất cả bọn họ đều đang quỳ dạp dưới chân Khương Thành. Còn về tiểu bối thiên mệnh cảnh và linh đài cảnh thì làm gì có tư cách mà nói chuyện ở đây. Ngoan ngoãn quỳ dạp xuống đất, tiếp xúc thân mật với mặt đất là được rồi điều này khiến Khương Thành sướng chết đi được. Ai ra, thuật biến hình này quả nhiên vẫn có ích ghê, lần trước chỉ biến nhầm người mà thôi. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, vô cùng ra dáng. Việc lão tổ làm là thứ mà các ngươi có thể đoán được ư. Không dám, không dám. Xin lão tổ thứ tội. Chúng ta tội đáng muôn chết. Việc lão tổ ra thuận tay giết bọn họ chỉ như một ý nghĩ trong đầu thôi. Được rồi, được rồi, một lũ rác rưởi. Hắn đâu cần phải niệm ngôn pháp chú thuật để vào nữa đám đệ tử trông coi cấm chế ở bên trong đều đã quỳ dạp xuống, mở cấm chế cung kính đón vị lão tổ này đi vào. Bước vào bên trong, quả nhiên còn có một động thiên khác. Bên trong xương khói lượn lờ, đẹp tuyệt vời khiến dáng chiều cũng phải kém sắc, mây trôi cũng bị không được sự dịu dàng. Liếc mắt nhìn không thấy được cung điện bên kia tầng tầng lớp lớp, thế mà tất cả lại như là hư cấu trong không trung, hệt như thánh địa minh tâm. Chỉ nói về vẻ ngoài, và tình hình thôi là đã thấy nơi này cao cấp hơn thánh địa minh tâm nhiều rồi. Trên trời, thỉnh thoảng có một bầy linh điểu bay qua phát ra từng đợt âm thanh. Từng ngọn núi thấp thoáng trong mây mù, có thể thấy được linh dược bát giai cửu giai ở khắp nơi bên suối chảy thác tuôn, thậm chí còn có không ít thiên tài địa bảo cao cấp đang phát triển ở trong đó. Linh khí dồi dào, hít một hơi thấm đến cả ruột gan, đây chính là tiên cảnh trốn trần gian. Khương Thành nhìn đến mức tràn đầy vui mừng. Nghĩ đến việc nơi này sẽ thành căn cứ mới của phi tiên môn, hắn cũng thấy hơi kích động rồi nhìn đám cao thủ phía sau lưng đang nhắm mắt theo đuôi hắn xua tay một cái tất cả theo lão tổ nghe được câu nói này ai nấy đều như mở cờ trong bụng ban đầu còn cho rằng sau khi vào đến đây thì còn bị trưởng lão của các phong khác chỉ huy dẫn đội không ngờ rằng lại có thể được lão tổ đích thân dẫn dắt đây quả thật là khói xanh từ mộ tổ tiên thật là quá vinh hạnh ai ai được rồi tất cả theo sát không được bỏ lỡ bất kỳ mệnh lệnh nào của lão tổ mọi người đều vô cùng kích động hận không thể biểu diễn soạc chân trên không trung ngay tại đây cho lão tổ xem, lấy được niềm vui của lão nhân gia hắn. Một hàng mấy nghìn người mênh mông cuồn cuộn, hướng thẳng vào phía bên trong sơn môn, bay xa cả trăm dặm, phía góc chéo lại xuất hiện thêm một đội hàng ngàn tu sĩ. Vừa nhìn thấy Khương Thành, mấy vị trưởng lão và thánh tử dẫn đội vội vàng dừng vân đầu lại, chạy đến quỳ xuống. Bái kiến sư thúc tổ. Bái kiến thái sư thúc tổ, sao lão nhân gia ngài lại ở đây? Chúng ta còn cho rằng ngài đã đến chủ điện thần nhất nghị sự rồi bây giờ khương thành cũng biết sơ sơ về kính hoàn tôn giả có thể có thân phận lớn như nào rồi gặp mặt cũng không hề hoảng sợ ngược lại sắc mặt còn thâm trầm thứ hèn mặt bổn tọa đi đâu còn phải báo cáo với các ngươi ư không dám không dám đệ tử tội đáng muôn chết xin lão tổ khoan dung bỏ qua nhìn thấy mấy vị trưởng lão và thánh tử hết sức lo sợ giống hệt với bản thân trước đó đám người ô vinh tiết quý không khỏi ngước đầu lên vô cùng đắc ý theo chân lão tổ đúng là khác rồi bình thường trở về tông môn, nhìn thấy các thánh tử và trưởng lão thì phải hành lễ vấn an. Lần này bọn họ nghiễm nhiên tự cho mình là đội ngũ chính thống của lão tổ, mặc dù có chút rát vàng lên mặt. Các ngươi cũng đến tụ họp ư. Thật ra Khương Thành cũng không rõ sắp xếp của thánh địa bất ngữ lắm. Nhưng mà ngẫm lại chuyện này, chắc chỉ là đội ngũ các nơi, toàn bộ cao thủ của các phong tập hợp cùng một chỗ thôi. Cuối cùng thống nhất phân chia chức trách nhiệm vụ, xuất phát đánh về phía tâm bộ. Đúng vậy, đúng vậy. Được rồi, theo bổn tọa đi, nào có ai trong đám người đó dám nói không, vội vàng nhập cuộc, thế là đội ngũ phía sau hắn càng trở nên lớn mạnh. Trên đường trong chuyến hành trình mấy vạn dặm, Khương Thành lại thu nhận thêm được 5 đội ngũ lớn. Lúc này số người sau lưng hắn đã tăng lên đến 2 vạn người. Trong đám người đó, có tổng cộng 272 người đạo cung cảnh, trong đó có 15 người là đạo cung cảnh cửu trọng. Trong số 2 vạn người còn lại, có hơn 5.000 người là thiên mệnh cảnh. Nếu như dẫn được một đội hình như vậy, thì vừa đi vừa về lại tiêu diệt được mười mấy vương triều dễ như trở bàn tay cũng nên. Mà bây giờ Khương Thành đang dẫn bọn họ trùng trùng điệp điệp đi đến nơi trung tâm nhất của chủ điện thần nhất. Từ phía xa xa là đã có thể nhìn thấy người đông nghìn nghịt bên ngoài đại điện. Đây đều là trưởng lão và đệ tử của các phong đã tới trước một bước, thực lực trung bình cũng không hề thua kém hai vạn người ở phía sau hắn. Trên không trung còn có không ít trưởng lão cưỡi linh thú duy trì quản lý. Còn về đám người trưởng môn, thái thượng trưởng lão và đại trưởng lão, hiện giờ tất cả đều đang nghị sự ở trong điện tiến đánh thánh địa minh tâm là một việc lớn nói thật thì thánh địa bất ngữ không hề có ý định hủy diệt thánh địa minh tâm không phải bọn họ không muốn mà là bọn họ không làm được đừng thấy mấy người ở tâm bộ nhân số không nhiều cũng chỉ có hơn vạn người nhưng sức chiến đấu cao nhất của họ còn cao hơn cả thánh địa bất ngữ ba nhập thánh cảnh trọi năm nhập thánh cảnh việc muốn hủy diệt thánh địa minh tâm chỉ có thể là chuyện viển vông bọn họ đến đó mục tiêu chủ yếu vẫn là bắt khương thành và lam đề về đặc biệt là Lam Đề, nàng có địa linh vu điển của vu bộ. Quyển bảo điển này chẳng có tác dụng gì với hầu hết các tu sĩ khác, nhưng lại là trí bảo với thánh địa bất ngữ, bởi vì thứ bọn họ tu luyện là vu thuật. Ngôn pháp chú thuật cũng có thể coi là một nhánh nhỏ trong vu thuật, cũng đã giúp bọn họ từng bước phát triển thành một thánh địa to lớn. Một khi có được toàn bộ địa linh vu điển, không chỉ ngôn pháp chú thuật có thể được hoàn thiện và còn học được vu thuật khác nữa. Nó có ý nghĩa quá lớn với bọn họ toàn môn phái tiến đánh lần này phần nhiều vẫn là ra vẻ cứng rắn thánh địa minh tâm bên kia chắc chắn không dám dùng toàn lực để phản kích cuối cùng vẫn phải uyển chuyển dàn xếp ổn thỏa sao cho tốt đẹp đám nữ nhân kia sợ làm lớn chuyện sẽ khiến các thánh địa lớn liên kết lại với nhau đến lúc đó vẫn có thể nhân cơ hội này để đòi một khoảng bồi thường cách xù ai mà chẳng muốn bóp hồng mềm đám người thánh địa bất ngữ chờ cái cớ để xuất binh này rất nhiều năm rồi đương nhiên những người có tiếng nói ở bên trong cảm nhận được động tĩnh mà hai vạn người bay từ bên ngoài đến chỉ là bọn họ không quá để ý đến điều này đều là môn nhân của mình trước đó vẫn bay tới hết đợt này đến khác mà nhưng ai mà biết được kẻ dẫn đầu đội ngũ đó lại là kẻ thù của bọn họ khương thành giơ tay lên dừng lại ở trên không của chủ điện thần nhất ban đầu hai vạn người ở phía sau lưng định bay xuống dưới đứng cùng với các môn nhân khác ở phía dưới cơ mà lão tổ còn chưa xuống ai cũng không dám làm bừa được rồi tiếp theo tất cả các ngươi lấy thần phủ đạo cung ra cầm lấy binh khí mạnh nhất của các ngươi dùng chiêu thức sở trường nhất các ngươi đánh xuống phía dưới hả đánh xuống phía bên dưới ư những người đứng bên dưới đều là trưởng lão và sư huynh đệ của các phong mà ngoài ra còn có những người có tiếng nói trong chủ điện nữa nếu như đánh xuống phía bên dưới thì chẳng phải là đánh người một nhà sao thấy dáng vẻ do dự của bọn họ khương thành trừng mắt nghiêm nghị quát sao nào ngay cả mệnh lệnh của lão tổ mà các ngươi cũng không nghe ư đám người ô vinh nhanh chóng nhận tội không dám không dám chẳng qua bên dưới này hắn chưa kịp nói xong thì thành ca đã ngắt lời ngu dốt lẽ nào lão tổ lại không biết dưới này là người của mình sao chẳng lẽ ngươi cho rằng lão tổ ở đây thì các ngươi thật sự có thể thương tổn đến họ được ư đây chỉ là bài kiểm tra năng lực chiến đấu của các ngươi mà thôi trước khi chiến đấu phải kiểm tra xem thực lực của các ngươi có bị thụt lùi hay không lão tổ ta dứt lời ai không dùng hết sức thì ta sẽ tiêu diệt hắn ngay tại đây đám người ngẫm cũng thấy phải làm sao lão tổ có thể để bản thân bọn họ đi đánh người một nhà cơ chứ với thực lực thông thiên nhập thánh cảnh của lão nhân gia vừa ra tay cái thì cho dù tất hai vạn người họn họ cùng ra tay thì lão tổ cũng có thể phất tay ngăn lại cái này chắc chắn là đã sắp xếp xong rồi hoàn toàn không cần lo lắng xảy ra chuyện vâng 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 đợi lão tổ hạ lệnh một tiếng chúng ta đây sẽ ra tay con cháu tiết ra nghe rõ cho ta đợi đến lúc đó dùng toàn bộ sức lực cho ta đừng để lão tổ thất vọng yên tâm đi ông nội, ta sẽ lấy linh phù cửu giai cất kỹ đã lâu ra. Các đệ tử của U Hỏa Phong đừng có làm mất mặt, để bọn họ nhìn cho kỹ cái gọi là chủ phong thứ năm của thánh địa. Con cháu U gia hãy xúc lại tinh thần cho ta, đây là cơ hội thể hiện trước mắt lão tổ. Nếu như ai thể hiện tốt không chừng lại có thể ở lại bên người lão tổ làm thị kiếm đồng tử, tương lai đạt được đạo cung cảnh dễ như trở bàn tay. Ngay lập tức, hai vạn người trên bầu trời hét lên đầu hưng phấp, chiến trí sông đến tận trời xanh bảy tám vạn môn nhân tới trước ở phía bên dưới khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao đám người này không xuống? Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy tất cả những người trên bầu trời lấy đạo cung và thần phủ linh đài, binh khí tuốt khỏi vỏ, linh lực tỏa ra bốn phía. Rất nhiều người vẫn còn đang chỉ trò cười nói. Dù sao cũng là đồng môn, bọn họ quen biết rất nhiều người trong đó. Sao mà có thể ngờ được sẽ tấn công mình cơ chứ? Đợi đến lúc Khương Thành hạ lệnh một tiếng, lúc tất cả cao thủ xuống tay thì bọn họ đã không kịp phản ứng lại nữa rồi chỉ thấy trên bầu trời công kích của hai vạn người đánh xuống phía dưới trong nháy mắt cả đại điện và mọi ngóc ngách ở xung quanh đó nổ tung trong đám người đó phần lớn đều là thiên mệnh cảnh và đạo cung cảnh bọn họ dùng hết sức ra tay cho dù có một người thôi cũng có thể tạo thành sức công phá cực kỳ lớn huống hồ còn là nhiều người như vậy từ phía trên nhìn xuống không còn thấy bất cứ một ai chỉ có thể thấy được ánh kiếm ánh đao cùng với đạo cung và thần phủ trường hà sặc sỡ tung hoành ngang dọc tiếng ầm ầm không dứt thêm vào đó còn có linh phú linh trận bùng lên rất nhiều người dốc hết sức vì muốn thể hiện trước mặt lão tổ không chỉ xuất ra tuyệt chiêu mạnh nhất mà còn lấy ra bảo vật quý giá nhất thậm chí còn có người tự cho là mình thông minh nhận lúc hỗn loạn tấn công lần thứ hai lần thứ ba làn sóng này ập đến làm nổ tung chủ điện thần nhất khói bụi mù mịt không nhìn thấy được gì hết chỉ thấy làn khói đen kịt loang lổ đáng sợ bốc lên khoảng không hoàn toàn bốc cháy không ngừng lan rộng ra như một con rồng khổng lồ đang uốn lượn nếu như chủ điện thần nhất bị kẻ địch bên ngoài xâm lược thì sẽ có rất nhiều phương pháp để phòng thủ đến lúc đó đừng nói là đạo cung cảnh cho dù là cao thủ nhập thánh cảnh cũng khó mà đánh bại nơi này nhưng vấn đề là lúc này không mở bất cứ đại trận hay là cấm chế nào ai mà ngờ được trước đêm xuất trinh sẽ gặp phải tấn công của hàng loạt kẻ địch chứ bảy tám vạn người ở đây không hề ở trong trạng thái phòng bị bọn họ có nằm mơ cũng không thể ngờ được người mình sẽ đánh người mình không tụ linh lực, không kích hoạt linh giáp, thậm chí ngay cả binh khí còn chưa rút ra. Thêm việc tập trung với mật độ dày đặc, chẳng khác gì đứng im cho đánh. Bởi vậy, thương vong vô cùng nặng nề. Gần như 78 vạn người dưới làn sóng tấn công này bị tiêu diệt hết, hầu hết cả xương cốt cũng không còn. Tất cả linh thú tọa kỵ đều chết hết. Chỉ còn lại hơn 3.000 người sống sót. Mà 3.000 người này ai cũng thương tích đầy mình, cực kỳ thê thảm. Ngay cả bản thân Khương Thánh cũng phải sừng sốt trước chiến tích huy hoàng này ban đầu hắn chỉ định ghét bỏ thánh địa bất ngữ này thôi phá hoại một chút khiến bọn họ tức đến hộc máu mồm thánh địa này tiêu diệt xong vu bộ còn dám cây ngay không sợ chết đứng ép buộc người khác giao người ta hoàn toàn không phải là việc mà con người có thể làm ra việc hắn xử bọn họ cũng coi như là lấy độc trị độc nhưng dù sao cũng là nơi tập trung nhiều cao thủ ban đầu hắn còn cho rằng cùng lắm là chết mấy ngàn người ai mà biết được hắn còn chưa bị giết để hồi sinh mà đã quét sạch thánh địa này luôn rồi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha